Xin chào mấy chị. Làm trong kho nguyên ngày cái đầu nó bết luôn. Xin chào mấy chị. Ăn no quá giờ, có chịu quá. Cái gì? Đợi em xíu em đặt đi. Chị nào vô rồi chấm lên cho em nha chị ơi. Xin chào mấy chị. Bữa nay là lụa ngọc trai, lụa mango. Nhiều loại nha mấy chị. Ok ok. Chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào vô được rồi chấm lên giùm em ạ. Ngon quá. Yêu thương em chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Xin chào chị Chin. Xin chào mấy chị ạ. Ăn đói quá cũng không được mà no quá cái nó buồn ngủ. Xin chào mấy chị yêu ạ. Yêu thương em chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị. Ok em vô like nha. Bữa nay em sale, em không phải em sale mà là bán rẻ nhất có thể những cái mảnh em mới vừa về. Bữa nay là thập cẩm hết luôn mấy chị, em soạn rất là nhiều thể loại luôn. Kim tuyến dệt hay là mango, ngọc trai, satin gì, lụa màu các kiểu. Rồi thun nhũ nữa, thun nhũ em tiếp tục bán mấy chị, chỉ có 95.000 một ký. Chỉ có 30 cho tới 31.000 một mét thôi nha. Siêu siêu đẹp luôn. Đâu rồi? À, phí ship nhà em vẫn là 19.000 toàn quốc. Mua trên 200.000 chuyển khoản trước em miễn phí ship luôn ạ. Chị nào vào rồi chấm lên giùm em nha mấy chị. Rồi. Cây đầu tiên em tặng cho mấy chị là cây này. Cái mảnh này. Những cái mảnh lụa như thế này rất là xinh luôn. Cái này nó một mảnh như vậy đó, từ 2 ô cho tới 4 ô nha mấy chị. Nó nhiều mảnh. Đó, nó sẽ cắt sẵn cho mình như vậy luôn. Đây. Đẹp như thế này. Em tặng cho mấy chị chỉ có 10.000 một mảnh thôi. Mà đa phần 10.000 một ô như thế này. Nó có nhiều mảnh là 2 ô thì 8.000 đi. 8.000 một ô thôi mấy chị. 8.000 một ô như thế này thôi mình là có thể làm khăn tròn được. Hoặc là mình may áo, may đầm đồ giùm em nhé. 8.000 một ô, tức là một 2 ô như thế này. Nó là một dãy. Khổ của nó là khổ mấy sáu, một dãy như vậy là có 2 ô. Em bán tặng cho mấy chị có 8.000 thôi. Cái này là tặng đầu like để cho mấy chị tương tác giùm em nhé. Lên mã giùm em. Lên mã 8.000 kèm số ô giùm em. Ví dụ như 8.000 mà mấy chị nói là 2 ô thì nó sẽ ra 4. Tại vì cái này một ô là nó có 2 ô nha mấy chị. Một dãy, một cột như vậy là nó có 2 ô. Ok. Lên mã giùm em nhé. Lên mã 8.000 kèm số ô giùm em. Đẹp cực kỳ giùm em. Em 8.000 là được tới combo 2 ô là nha mấy chị. Tại khổ nó mấy sáu là nó có tới 2 ô. Đẹp cực kỳ như thế này. Mình làm khăn cũng đẹp hoặc là mình may áo cũng đẹp luôn mấy chị. Rất là xinh nha. Lên mã giùm em 8.000 một dọc 2 ô như vậy. 8.000 là 2 ô như vậy. Đó, chị lên mã 8.000 kèm số ô giùm em. 8.000 kèm số ô giùm em. 2 ô là chỉ có 8.000 thôi đó mấy chị. Lên mã 8.000 kèm số ô giùm em nhé. Lên số chẵn giùm em tại vì lên số lẻ em lên không được. Một dọc như vậy. Lên mã giùm em 8.000. 8.000 là 2 ô. Bạn này là bạn lụa mềm. Lụa két Nhật không có dẻ nhưng mà nó mềm cực kỳ luôn. Thằng này là loại hàng rất là xịn, người ta đang cắt để may may khăn á mấy chị.
Nhưng mà mình có thể may áo, may khăn. Những cái bạn trẻ bây giờ người ta có thể làm khăn như thế này đó, người ta buộc thành hình tam giác như thế này, rồi người ta làm một cái áo rồi đi biển, hay là mặc chung với quần ống rộng rất là dễ thương luôn mấy chị. Hoặc là làm khăn đội đầu hay làm gì cũng được hết. 8.000 lấy 2 ô cho chị Trinh Nguyễn, ok chịu. Em tặng mấy chị đầu like là 8.000 2 ô, lên mã 8.000 nha em. Cứ lên 8.000 là em sẽ mặc định là em cắt 2 ô cho mấy chị. Còn chị nào thích lên 4 ô, 5 ô, 6 ô gì cứ nói em nha. Lên mã giùm em 8.000 kèm số ô giùm em, tặng mấy chị 8.000 8.000 giùm em nhé. Lên mã 8.000 kèm số ô Thương giùm Thương em. 8.000 2 ô. Ok chị. Rồi em tặng tiếp cho mấy chị một cây nè. Em tặng tiếp mấy chị một cây nè. Cây này là một cây lụa. Mấy chị có thể may chính hoặc là làm lót đều được, may áo hoặc là làm lót đều được nha mấy chị, rất là xinh, mềm mịn mát. Em tặng cho mấy chị giá kinh khủng khiếp, giá 9.000 một mét. Lên mã giùm em. Cây này là cây to, nó có hơi giãn thôi nha mấy chị. Lên mã giùm em, lên mã tặng kèm số mét giùm em tặng mấy chị 9.000 một mét. Mấy chị có thể may áo chính hoặc là may làm lót luôn cũng được nha mấy chị. Lên mã 9.000 kèm số mét nè. 8.000 4 ô. Ok chịu. Mấy chị cứ lên số ô giùm em nhé. Khỏi lên 8.000 cũng được, tức là 8.000 là có 2 ô. Mấy chị lên 2, 4 hoặc là 6 ô, hoặc là 8 ô, 12 ô giùm em. Cứ 2 ô 8.000, 2 ô 8.000 thôi mấy chị, rất là xịn như thế này. Lên mã giùm em, lên số ô giùm em 2, 4, 6, 8 lên số chẵn là được nha mấy chị. 8.000 tới 2 ô là mấy chị, tại vì em không bán lẻ, tại vì một khổ nó vậy là 2 ô. Rồi lên mã tặng 9.000 kèm số mét giùm em tặng mấy chị chỉ có 9.000 một mét thôi nha mấy chị. Nên mã tặng kèm số mét giùm em 9.000 một mét. Tặng 4 mét. Ok chịu. Đó, hai mã em tặng mấy chị đầu tiên. Lên mã tặng kèm số mét giùm em tặng cho mấy chị chỉ có 9.000 một mét thôi. Cái chất của nó mịn nha mấy chị, rất là mịn luôn, nó có hơi ô ô như thế này. Khổ 1m6 biên xù luôn, em tặng cho mấy chị 8.000 2 ô. Ok chịu. Lên mã giùm em ạ. Lên mã tặng kèm số mét giùm em tặng mấy chị chỉ có 9.000 một mét thôi. Giá rất là kinh khủng luôn. Lên mã giùm em. Lên mã tặng kèm số mét giùm em nhé. Hàng cây khổ 1m6 luôn mấy chị. Mấy chị cần bao nhiêu em cắt bao nhiêu. Mấy chị có thể làm lót hay làm máy chính đều được. Những cái này mấy chị có thể mang áo lẻ mặc rất là xinh. Nó mềm, cực kỳ mềm luôn mấy chị. Lên mã giùm em ạ. 9.000 một mét. Lên mã tặng kèm số mét giùm em. Em chỉ có đúng một cây này thôi. Đó mấy chị hỏi mua lót nhà em với giá 10.000 em không bán. Nhưng mà cây này em mới phát hiện được hồi chiều, em thấy nó khá là xinh. Mai chính cũng đẹp mà mai lót cũng đẹp, nên em đem ra em tặng cho mấy chị. Chứ nhiều chị hỏi em lót lắm rồi. Lót em bán 10.000 nhưng mà em nói hiện tại em chưa có thôi mấy chị. Nhưng mà hôm nay một cây này mai chính cũng đẹp, mà mai lót cũng đẹp luôn, mà em đem ra mới vừa về luôn, em tặng cho mấy chị giá chỉ có 9.000 một mét thôi. Lên mã giùm em 9. Nguyễn Thanh Kim tặng 2 mét, Thúy Út tặng 2 mét, Ngọc Mai tặng 2 mét. Lên mã tặng kèm số mét thì em tặng có 9.000 thôi mấy chị. Mềm mịn mát, mai đầm mai váy pha phối hoặc là làm đô làm tay hoặc là làm lót đều đẹp đó. 9.000 nó rẻ hơn giá lót nhà em, còn lót ở ngoài là từ 15 cho tới 20.000 nha mấy chị. Mềm mịn cực kỳ luôn, có hơi giãn nhẹ mấy chị, có hơi giãn nhẹ luôn giùm em. Cái sớ này là sớ caro giùm em nhé, đẹp như thế này. Lên mã giùm em ạ. Lên mã tặng kèm số mét giùm em, yêu thương em thì chấm bài chia sẻ giùm em nha mấy chị. Lên mã tặng kèm số mét giùm em ạ. Tặng giùm em. Rồi ok. Lên mã tặng kèm số mét giùm em nhé. Rồi em tặng tiếp một cây này. Cây này là một cây von Trinh Phong. Mai đầm, mai váy, mai áo dài, mai áo bà ba cần lót giùm em nhé. Von Trinh Phong. Trời ơi nó dễ thương lắm mấy chị. Cái vân này mặc lên rất là dễ thương luôn giùm em. Rồi em tặng thêm một cây nữa. Lên mã rẻ kèm số mét giùm em. Mã rẻ kèm số mét giùm em tặng cho mấy chị giá này. 100. Em tặng được cho mấy chị 10.000 một mét. Lên mã rẻ kèm số mét giùm em. Mã rẻ kèm số mét giùm em 10.000 một mét thôi mấy chị. Mai áo dài, mai áo bà ba, mai đầm, mai váy, mai áo lẻ cần lót nhẹ giùm em. Ví dụ như mấy chị mua combo hai cái này, lót những chỗ cần lót thôi, nó rất là xịn luôn mấy chị. Đây à, lên mã giùm em ạ. Lên mã tặng kèm số mét giùm em và mã rẻ kèm số mét giùm em. Đây à, bạn này em tặng cho mấy chị 10.000 một mét, còn mẹ này em tặng cho mấy chị chỉ có 9.000 một mét thôi. Lên mã rẻ kèm số mét giùm em và lên mã tặng kèm số mét giùm em nhé. Von Trinh Phong rủ mịn mát cực kỳ luôn, giá chỉ có 9.000 ở 10.000 một mét thôi mấy chị, còn mã tặng em bán có 9.000 một mét thôi. Giá này là giá tặng hết mấy chị. Lên mã tặng kèm số mét giùm em và mã rẻ kèm số mét giùm em. Đó đẹp chưa mấy chị ơi.
Xin chào chị Thanh Tuyền Võ. Đây à, bạn này lên mã giùm em ạ. Lên mã rẻ kèm số mét giùm em tặng mấy chị, chỉ có 9.000 một mét thôi mấy chị. Khổ 1m6, hàng cây chính phẩm đàng hoàng, mềm mịn rũ mát. Mấy chị may cái gì cũng đẹp, những cái von chinh phong này mấy chị may áo lẻ cũng đẹp, hoặc là may váy cũng đẹp, may áo dài, may áo 33 giùm em. Lót những chỗ cần lót thôi mấy chị. Von này mặc siêu rũ, siêu mịn, siêu mát luôn giùm em nhé. Rồi lên mã rẻ và mã tặng giùm em ạ. Ok, em tặng tiếp một cây nữa. Mấy chị đang cần mấy cái lụa này đúng không? Em sẽ tặng cho mấy chị đầu tiên là một cây màu vàng. Một cây màu vàng như thế này, rất là sang luôn nha mấy chị. Cây này em có tầm 50 mét thôi, không có nhiều. Mấy cây kia còn ít hơn nữa. Ngọc Mai em rẻ 2 mét. Bạn này gọi là siêu kim, siêu lụa nha mấy chị. Siêu lụa giùm em nhé. Mềm cực kỳ, mịn cực kỳ và có giãn luôn giùm em. Bạn này lên mã giùm em. Mã siêu phẩm một kèm số mét giùm em. Đẹp cực kỳ nha mấy chị. Áo dài áo bà ba, tôi cháy túi rồi mà cứ đưa lên mấy cái gây thương nhớ làm sao đây. Vậy em mới sống nổi chị. Em lúc nào mỗi ngày em luôn đấu tranh, em luôn tìm hàng vừa rẻ vừa xịn nha mấy chị. Nên mấy chị chịu em không nói là chuyện bình thường. Cái đó là một cái bình thường, chị biểu hiện bình thường không sao hết. Rồi ok, em tặng cho mấy chị hôm nay giá chỉ có 22.000 một mét cái này thôi. Siêu siêu đẹp giùm em. Giá thường đó là tới 38.000 cây đầu tiên. Siêu phẩm 1 em tặng mấy chị chỉ có 22.000 thôi mấy chị ơi. Rất là kinh khủng luôn nha. Dẻ rẻ, rất là rẻ luôn giùm em. Mềm mịn mát giãn. Lên mã siêu phẩm 1 kèm sơ mét giùm em. Dày dặn xịn sò 3 mét. Dày dặn xịn sò có giãn mạnh luôn giùm em. Trời ơi, cái này mà mấy chị lên áo dài hay lên áo sơ mi, lên đầm, lên váy, lên áo kiểu hay là lên quần áo dài gì cũng đẹp hết. Cho cái loại, cái loại lụa siêu lụa này là mấy chị may cái gì cũng đẹp. May cả pyjama, may cả đồ bộ hay là may áo dài, may áo bà ba giùm em. Cái mình nó hơi hơi bóng nhẹ như là kim cương vậy đó, nhưng mà bạn này thì cái mình nó mềm, rất là mềm, mềm cả hơn lụa kim cương luôn. Lên siêu phẩm một kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát, khổ 1m6 có giãn giùm em nhé. Lên quần áo dài, lên áo dài, lên áo bà ba, lên cái gì cũng sang mấy chị, đẹp lắm, đẹp luôn. Lên áo lẻ, lên đầm, lên váy thiết kế mấy chị. May mấy cái áo lẻ giống em, hay là may sơ mi, hay là may váy, may áo thiết kế, may cả đồ ngủ được luôn mấy chị. Đó xử nó như là những như là lụa Thái Tuấn vậy đó. Lụa Thái Tuấn, lụa satin, lụa ngọc trai là toàn là một cái dòng họ lụa để mấy chị may đủ thứ trên đời hết. May cả đồ bộ, hay may đầm, may váy, may pyjama, may áo dài, má bà ba. Và người ta ứng dụng cả là may đồ ngủ luôn. Tại vì cái này nó siêu siêu mềm mấy chị. Mặc vừa mịn, vừa mát, vừa mềm giùm em nhé. May gì cũng xinh luôn giùm em. Trời ơi cái mảnh này. Hàng 2 da giùm em, khổ 1m6 em bán tặng cho mấy chị đầu tiên là 22.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 1 kèm sơ mét em mấy chị nhìn. Nó không có nhăn nha mấy chị. May đầm, may váy, may áo thiết kế gì cũng đẹp hết. Đến mức độ mấy chị may một cái cổ đổ nhẹ nhàng như thế này thôi cũng có, cũng đẹp nữa. Màu tím Huế hả? Màu tím Huế hình như em không có rồi. Màu tím Huế, không biết có hàng khúc không? Ủa em không có đem lụa màu khúc qua hả? Không chị. Ủa người kêu làm đã không đem qua hàng chi rồi làm chi rồi để đó nhăn chết bà luôn á. Nhưng mà chị không có trả lời, nhưng mà chị kêu em làm là phải đem qua. Tại vì xả ra là em biết nó nhăn lắm luôn á. Mơ tôi nhờ tôi bay ship. Kim Thoa Lê một siêu phẩm 1, 3m2. Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em ạ. Ngọc Mai siêu phẩm 1, 2m. Thoại Cát siêu phẩm 1, 1m2. Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em. Thật sự nó rất là xịn luôn nha mấy chị. Để em mở lá trên cho mấy chị xem. Để cái đống đó là ngày mơi nó nhăn nùi luôn nè. Đây ạ. Siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em. Trời mấy chị coi nè. Cái mình vải nó như thế này. Khi có ánh sáng vô là nó sẽ như thế này. Sang cực kỳ luôn mấy chị. May đầm, may váy, may áo. Màu tím khúc chiều có chốt cho chị chưa cục vàng. Chưa nha chị. Em khách hàng xong là em bay lên đây chị đặt trên like luôn giùm em ạ. Lên mã giùm em. Siêu phẩm 1 kèm sơ mét giùm em ạ. Siêu phẩm 1 2m. Đẹp lắm 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 luôn giùm em. Lúc nào cũng vậy, em sẽ ưu tiên trên like hết. Đó em vừa soạn xong là em bay lên đây rồi mấy chị ơi. Lên mã siêu phẩm 1 kèm sơ mét em. Cái mình nó ánh kim cương lên như thế này. Nó đẹp lắm luôn mấy chị. Cái mình nhũ nhẹ như thế này. Mấy chị may cả mấy cái cổ độ nhẹ nhàng thôi mấy chị cũng xinh rồi mấy chị ơi. May một cái áo là nhẹ nhàng thôi cũng đẹp luôn. Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em nhé. Siêu phẩm 1 2m. Cái này có nhiều khi là hàng nó bị cục. Tức là nó sẽ bị không đủ chia. Tại vì cái cây nó ở trong nó là có tới 5-6 màu lận. Thành ra là tụi em có lên nhưng mà tụi em sẽ cắt theo số thứ tự từ trên xuống.
chị nào lên sau là sẽ không có nha mấy chị. Có nhiều khi em có chốt cho mấy chị nhưng mà không có là do là không có đủ hàng chia mấy chị. Đấy, mấy cái cây này đặc biệt là một cây như vậy nó có tới 5-6 màu trong đấy trong đó, thành ra là em cũng không biết có bao nhiêu nữa. Với lại tụi em làm hàng gấp quá, tụi em không biết, em không có sổ ra là có bao nhiêu mét nữa. Khoảng 1-2 mét tròn thì không, siêu khoảng 1-2 mét. Lên sớm là có nha mấy chị ơi, lên sớm là có nha. Nhưng mà được cái hôm nay em bán giá siêu rẻ cho mấy chị. Thường ngày cái này là em bán tới 38.000 đúng không? Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em. Mã siêu phẩm 1, ủa rồi cái này cái móc đâu trời. Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em nhé. 22.000 một mét, khổ 1m6, mềm mịn mát không nhăn có giãn giùm em. Lên áo dài thì thôi nó đẹp kinh khủng khiếp luôn mấy chị. Mai cái gì cũng đẹp giùm em. Siêu phẩm số 1 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 1 3m. Cái màu vàng xuất sắc cho mấy chị ơi. Nó ra ngoài ánh sáng một cái là nó đẹp cực kỳ mấy chị. Lên mã siêu phẩm 1 kèm số mét giùm em. Rồi em lên tiếp siêu phẩm 2. Siêu phẩm 2 mango màu hồng. Bữa nay em tặng luôn mấy chị cây mango màu hồng gây thương nhớ như thế này. Cái màu này mà lên áo dài là ngọt liệm liệm liêm luôn nha mấy chị ơi. Có gốc là ngọt luôn á. Đây. Lên mã giùm em, siêu phẩm 2 kèm số mét em lụa mango chính phẩm. 75.000 cho tới 65.000 là giá thị trường. Hôm nay em bán tặng mấy chị 30.000. Rất là rẻ luôn, 30.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 2 kèm số mét em tặng luôn mấy chị 29.000 cho nó rẻ luôn nè. Đó, em khoái số 9 lắm. Lên mã giùm em, 29.000 một mét lụa mango chính phẩm. Hàng cây khổ mát 6 như thế này. Này nó có giãn tới 4 chiều lần nha mấy chị. Mềm mịn mát giãn 4 chiều và nó ít nhăn giùm em. Bạn mango này là thường thấy là ở những cái áo dài cao cấp mấy chị in 3D rồi đó. Em bán thứ 8-9 ngàn một cái áo dài, 8-90 ngàn một cái áo dài mấy chị nhớ không? Là người ta in trên cái nền mango như thế này. Lên mã siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Vỏ siêu phẩm 2-2 mét. Em tặng mấy chị chỉ có 29 ngàn. Hôm trước em like em bán mấy chị bao nhiêu? 40 ngàn. Ở ngoài bán 65 ngàn. Em tặng cho mấy chị hôm nay giá kinh khủng khiếp luôn. Là 29 ngàn một mét. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Đây ạ, Hà Đông Redum nè mấy chị. Hà Đông Redum, Hà Đông là cái xưởng dệt mà lớn nhất nước mình đây. Hà Đông Redum nè. Rất là đẹp nha, siêu là lụa nè. Đẹp cực kỳ cho mấy chị. Siêu phẩm 1-2 mét. Kim Thoa Lê siêu phẩm 2-3m2. Hà Đông Redum siêu rất là lụa của Hà Đông nha mấy chị. Hàng này là hàng Redum, rất là hàng cao cấp nhất. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 2 kèm số mét em, một mảnh lụa mango cao cấp như thế này. Em đang bán tặng mấy chị với giá chỉ có 29.000 thôi nha. Em không bao giờ hứa những cái là hàng đồ hàng lần sau là giá này nữa. Em bán hàng đợt nào là nó tính đợt đó thôi mấy chị. Tại vì em lúc nào em cũng kiếm được những cái lô rẻ nhất cho mấy chị. Có nhiều khi là nó không có rẻ bằng cái lô này thì em không biết. Giá này là hồi xưa giờ là rẻ nhất rồi mấy chị ơi. Mango cao cấp, hàng chính phẩm, hàng này của Hà Đông Redum như thế nào. Siêu phẩm 2m7. Em bán cho mấy chị chỉ có 29.000 thôi, mã 29 giùm em nhé. Rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Mềm mịn mát ít nhăn, dạng 4 chiều giùm em. Màu hồng này là màu hồng rất là ngọt. Mấy chị lên áo dài, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên đồ bộ, lên cái gì cũng xinh giùm em. Lụa mango là ứng dụng siêu rộng rãi luôn mấy chị. Lên mã giùm em ạ. Lên mã siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Giá chỉ có 29.000 một mét, khổ 1m6 giùm em nhé. Nó mịn lắm mấy chị. Cái này đi ra ngoài đường là nó mịn ngần luôn. Đây là cái mình nó lì và nó mịn như thế này. Lên mã siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em nhé. Màu hồng như thế này. Siêu phẩm số 2, siêu phẩm số 2 giùm em. Lên mã siêu phẩm 2 kèm số mét giùm em ạ. Rồi em tặng luôn mấy chị cái cây màu tím sen này. Cái cây mà quay lên là ai cũng mê, ai cũng ghiền. Bạn này là một cây lụa Thái Tuấn nhưng mà nó không có giãn. Lụa này là lụa Thái Tuấn không có giãn giùm em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên quần áo dài, quần áo bà ba, đầm váy thiết kế, đồ cao cấp giùm em. Rất là đẹp nhá. Mai cả pyjama đều đẹp luôn mấy chị. Lụa Thái Tuấn giùm em. Một cây lụa Thái Tuấn duy nhất trong live hôm nay. Lên mã siêu phẩm số 3 kèm số mét em. Lô này tụi em không có nhiều Thái Tuấn mấy chị. Lô trước thì còn có 5-10 cây. Còn lô này là chỉ có đúng một cây này giùm em nhé. Lên mã siêu phẩm 3 kèm số mét giùm em. Em tặng mấy chị hôm trước 49.000 một mét lụa Thái Tuấn. Hôm nay em tặng mấy chị 38.000. Lên mã giùm em. Lên mã siêu phẩm số 3 kèm số mét giùm em. Màu tím xào và cái gì? Mango quá chị, nhưng mà hình như cái đó ít lắm mà ta. Lên mã siêu phẩm 3 kèm số mét em lụa Thái Tuấn như thế này. Lên quần áo dài, quần áo bà ba, đầm váy áo thiết kế giùm em. Mảnh này là không có giãn nhưng mà nó là lụa Thái Tuấn rất là sang giùm em, hàng hai da.
không nhăn dùm em nhé. Siêu phẩm số 3 kèm số mét dùm em bán chỉ có 39.000 một mét. Thanh Ngọc siêu phẩm 2 1m2, Thanh Tuyền Phổ siêu phẩm 3 3m. Hàng cây khổ 1m6 dùm em, mặc lên là siêu trắng da mấy chị. Cái màu này gấp là tôm da dùm em. Ôi ô, cái này mà mai cái áo dài lên thì thôi còn gì bằng nữa mấy chị. Siêu phẩm số 3 kèm số mét dùm em tặng cho mấy chị chỉ có 39.000 thôi nhé. Like này thôi nha mấy chị ơi, còn like sau thì em không biết nha mấy chị. Lên mã siêu phẩm số 3 kèm số mét dùm em. Hình như cây này em cũng có tầm 40 mét thôi, không có nhiều mấy chị. Siêu phẩm số 3 kèm số mét dùm em. Phê lắm luôn mấy chị ơi, cái mình này, cái màu này đúng phê luôn mấy chị. Biên xù mịn hết, hàng này là hàng chính phẩm mấy chị ơi. Đẹp kỳ như thế này. Lên mã dùm em siêu phẩm số 3 kèm số mét dùm em, 39.000 một mét. Rồi ok. Đây đó hình như còn ít không chăng? Có ít không? Măng gồ tím, hình như có nhiêu đây luôn hả? À cái này là Solen. Cái này là Solen, Solen em có, hình như mới hôm qua em đăng lại, em đo lại nhiêu? 1m8 chị. Không phải. Ý chị nói là mình còn chổng bao nhiêu mét á. Em không có đo hả? Solen này là giá, giá này là 45.000 một mét mấy chị. Solen này là 45.000 một mét. Nó là màu tím Huế như thế này. Lên mã giùm em Solen tím kèm số mét em. Solen là thun, một mảnh thun màu dày xịn như thế này. Solen là thun màu xịn nhất trong các dòng thun. Lên mã Solen tím kèm số mét giùm em nhé. Cái này em còn tầm 15 mét, em tặng mấy chị 45.000. Giá của nó là 50 nhưng mà em tặng mấy chị 45.000. Lên mã Solen tím kèm số mét em, biên xù mịn như thế này. Em còn có hơn 10 mét một chút xíu thôi. Lên mã Solen tím kèm số mét giùm em ạ. Rồi em tặng tiếp mấy chị một cây nữa. Hay nào bây giờ ta, em có một chồng lụa. À cây von chính phong này. Hôm nay em tặng mấy chị một cây von chính phong. À cây này là cây tầm ý, quên. Một cây von tầm ý như thế này. Chị mua mango may bộ áo dài. Nãy giờ em có lên một cây mango rồi đó chị. Một cây mango màu hồng. Chị lên quần áo dài, lên áo dài siêu siêu đẹp luôn nhé. Bạn này là tầm ý màu trắng kem nha em. Đó, lên mã siêu phẩm 4 kèm 6 mét thì em tặng cho mấy chị chỉ có 16.000 một mét tầm ý. Giá lúc nào cũng là tầm 35.000, em bán lúc nào cũng là 20-22.000. Hôm nay em tặng mấy chị chỉ có 16.000 thôi mấy chị. Lên mã siêu phẩm số 4 kèm 6 mét giùm em ơi, khúc nào mới có vải mai rèm che nắng vậy em? Trời ơi, cái vải rèm che nắng em có loại cao cấp 25.000 một mét, siêu siêu đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Thanh Tuyền Phổ tím 1 mét, kim thoa lê tím 3m2. Lên mã giùm em ạ. Lên mã tầm ý như thế này. Lên kim cương đen ok cục vàng. Lên mã giùm em. Lên mã siêu phẩm 4 kèm số mét mẹ em tặng mấy chị chỉ có 16.000 thôi. Lên áo dài. Dạ không có nha chị ơi. Cái đó là có hàng khúc nhưng mà mấy bạn của em không có đem qua rồi. Có hàng cây nhỏ, tức là cái cây đó nó chỉ có tầm 5 mét 6 mét thôi à. Chị em nhờ soạn đã không đem qua. Mơ nhăn như cái nồi dẻ luôn. À cái đó là lụa mình phải năng niu, còn không á là mình qua bữa sau là nó sẽ bị nhăn, mình keo lên tầm một ngày sau là nó sẽ thẳng tiếp, nó rất là ít nhăn, nhưng mà mình để trong bao này nọ mình dồn vô, mình nhét vô là nó sẽ dễ nhăn lắm. Bạn tầm ý này lên nãy giùm em siêu phẩm số 4 kèm số mét giùm em tặng cho mấy chị chỉ có 16.000 một mét, siêu phẩm số 4 giùm em nhé. Chị Kim Hoa Lê ơi, chị lấy mã này đâu đúng không chị? Tầm ý giùm em ạ. À, tầm ý lên nãy siêu phẩm 4 kèm số mét em. Em tặng mấy chị giá chỉ có 16.000 một mét, hàng cây khổ mét 6, biên xù mình giùm em. Tầm ý rất là đẹp nha mấy chị, màu cam, sợi trên cùng. Màu cam là sợi trên cùng là mango quá chị, mango. Mango bữa nay em tặng cho mấy chị chỉ có 29.000 một mét thôi, rất là xịn nha. Lên mã giùm em. Lên mã tầm ý này, lên mã siêu phẩm số 4 kèm số mét giùm em. Chị ok chị Kim thôi. Lê, siêu phẩm 4 3 mét. Lên mã siêu phẩm 4, chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha mấy chị. Em có nói với chị rồi là cái đó là em có hàng khúc dài, nhưng mà mấy bạn không có đem qua, nó nằm bên kho ấy. Chị ơi hẹn chị lai sao nhé. Tại vì cái đó là chỉ có tầm 5-10 mét thôi à. Ủa 5-7 mét thôi, không tới 10 mét. Thành ra mấy bạn là để trong cái bao hàng khúc rồi. Hẹn chị lai sao nhé. Rồi em sẽ lên kim cương màu đen. Ủa kim cương đen đâu rồi? Ủa em có máng lên hết chưa? Okay. Kim thoa lê tầm ý 4m, Bích Dân Solen tím 1m7. Ok chịu. Kim cương đen giùm em. Mịn đẹp như thế này. Em có cả
kim cương đen em có cả ngọc trai đen nữa, toàn bộ là 38.000 một mét hết. Ngọc trai đen là cái mảnh nó sẽ dày hơn, cái mình nó nhẵn hơn. Đây, ngọc trai đen là cái số nó sẽ như thế này. Còn bạn này là kim cương đen, tức là trên mình của nó có những hạt két, khi mà bắt sáng vô nó sẽ hơi lấp lánh nhẹ giống như kim cương vậy. Thành ra người ta gọi là lụa kim cương đó mấy chị. Đây, đẹp như thế này. Lên mã giùm em ạ, siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em, 38.000 một mét lụa kim cương đen. Mềm mịn mát hai da. Kim cương đen 1 mét. Lên mã giùm em siêu phẩm số 5 kèm số mét em, kim cương màu đen em tặng mấy chị chỉ có 38.000 một mét thôi. Mềm mịn mát, cái gì cũng đẹp mấy chị. May quần áo dài, may áo dài má bà ba giùm em. Ok chịu. Nè, lên mã giùm em. Đổi là tầm ý 4 mét, ok chịu. Lên mã giùm em, kim cương đen là lên mã siêu phẩm số 5 kèm số mét em. Em tặng cho mấy chị giá chỉ có 38.000 một mét, khổ 1m6 có giãn luôn giùm em nhé. Toàn bộ nãy giờ có giãn hết. Chỉ có cái mã siêu phẩm số 3 là không có giãn thôi. Cái nào không có giãn là em đều báo liền. Cái hàng cao cấp này hình như là chỉ có một cây đó là không có giãn thôi, toàn bộ là có giãn giùm em nhé. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em ạ. Siêu phẩm số 5 là kim cương đen như thế này, hai da, khổ 1m6 có giãn mạnh luôn giùm em. Mình lên đầm, lên váy hay lên quần áo dài, quần áo bà ba gì cũng sang giùm em nhé. Lụa kim cương đen tặng mấy chị 38.000 một mét. Lên mã siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em, đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Cái giá này là không bao giờ có luôn mấy chị. Quỳnh Anh Trần siêu phẩm 5, 5 mét. Lên mã siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em, kim cương đen như thế này. Giá chỉ có 38.000 một mét thôi. Không có lên áo dài chị yêu ơi. Cái này là lên lụa trơn áo dài thôi, chứ không có lên áo dài in thiết kế giùm em. Đây à, đây bên em đang đặt in nhưng mà nó chưa có mấy chị. Lụa kim cương nó sẽ khác lụa ngọc trai ở chỗ là nó sẽ bắt sáng như vậy. Đây, em có cả ngọc trai. Nó ngọc trai thì chị nào yêu thích dày và giãn hơn thì là ngọc trai. Bằng giá với nhau hết, là ngọc trai thì 38.000, kim cương cũng 38.000 luôn. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 6 là ngọc trai đen, còn siêu phẩm số 5 là kim cương đen giùm em nha chị ơi. Lên mã siêu phẩm 5 kèm số mét giùm em và siêu phẩm 6 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 6 là ngọc trai đen giùm em. Tặng cho mấy chị hôm nay giá chỉ có 38.000 một mét, giá thị trường không dưới 80.000 giùm em nhé. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại mấy chị ơi. Kim Thoa Lê siêu phẩm 5 2m2, Nami siêu phẩm 5 6m. Ok chị. Galaxy siêu phẩm 5 2m. Ok chị. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 6 là lụa ngọc trai. Bạn lụa ngọc trai này sẽ dày hơn, giãn hơn so với lụa kim cương, nhưng mà nó không bắt sáng bằng lụa kim cương thôi, cái mình nó sẽ nhẵn hơn. Đó, lên mã giùm em siêu phẩm số 6 kèm số mét giùm em tặng cho mấy chị giá chỉ có 38.000. Thị trường không bao giờ bán dưới 80.000, cho dù mấy chị cắt sỉ, cắt trên 10 mét hay là cắt bao nhiêu em không cần biết, nhưng mà lúc nào nó cũng trên 80.000 một mét mấy chị ơi. Em lấy thôi là em lấy, nếu mà lấy những cái chỗ như những cái shop khác bán ở chợ Bình Tân là đã 81.000, 82.000 một mét nếu cắt sỉ rồi mấy chị. Nó mắc lắm mấy chị ơi, những lụa này gọi là lụa luxury. Lên đồ một cái là nhìn sang hẳn luôn mấy chị. Lên mã siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em tặng cho mấy chị giá chỉ có 38.000 một mét thôi mấy chị. Ngọc Tu Vân siêu phẩm 5 2m2. Lên mã siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em. Sẵn em lên kim cương rồi, em lên cây kim cương màu trắng. Cây này gọi là ngàn năm có một luôn mấy chị, không bao giờ lọt vô những cái người mà săn sale như em. Cây này gọi là để cây xuất khẩu. Bạn này là Thái Tuấn in luôn mấy chị. Đẹp cực kỳ giùm em nhé. Biên này là biên 2 chỉ giùm em, mấy chị để ý giùm em. Toàn bộ lô kim cương hồi xưa giờ em bán chưa bao giờ được cái biên 2 chỉ như thế này. Loại này rất là cao cấp giùm em, nó siêu hiếm luôn. Đây à, bạn này là màu kem giùm em. Siêu phẩm số 7 em tặng luôn mấy chị 38.000 trong lô này luôn. Và cây này em nói thẳng luôn, nó đặc biệt hơn những cây khác. Cũng là kim cương nhưng mà loại này nó đặc biệt hơn rất là nhiều nha mấy chị. Lên mã giùm em siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Em tặng cho mấy chị giá chỉ có 38.000 luôn mấy chị. Màu trắng kem như thế này. Hàng này là hàng có giãn nha mấy chị. Siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em, khổ 1m6. Loại này là siêu đặc biệt luôn. Em hồi xưa giờ em bán chưa có luôn mấy chị. Đây, biên xù như thế này. Và nó là biên 2 chỉ giùm em. Toàn bộ những lụa thì người ta phân biệt là biên 1 chỉ, biên 2 chỉ là nó sẽ cao cấp như thế nào. Là phân biệt là biên 1 chỉ, 2 biên 2 chỉ là mấy chị sẽ biết được nó xịn như thế nào rồi. Cái này là biên tới 2 chỉ giùm em nhé. Vải hình bông hoa là vải gì? Thúy Anh, siêu phẩm 5 mét rưỡi. Nguyễn Thu Sang, siêu phẩm 7 mét rưỡi. Chị Nam My ơi, siêu phẩm nãy giờ em lên tổng cộng là 7 siêu phẩm rồi chị.
Chị lên mã giùm em nhé. Lên mã siêu phẩm số 7 kèm số mét em. Hàng hai da có giãn giùm em. Biên sù hai chỉ nha mấy chị. Loại rất là cao cấp. Nghe Nguyễn Thị. Dạ, đặt giùm em. 1m kính thô lê siêu phẩm 7 2m2. Siêu phẩm bảo siêu phẩm 7 2m5. Ok chị, nó rất là đẹp mấy chị ơi. Lên mã siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát có giãn nè. Cái này là Thái Tuấn người ta xuất khẩu mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn, không biết tại sao lọt được vô tay em hai cây nha mấy chị ơi, nó rất là cao cấp. Nói lại 7 mẫu kia cho chị đi em. Ok chị. Lên mã giùm em ạ. Siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Hàng này là hàng sản xuất độc quyền cho công ty này nè mấy chị. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Siêu phẩm số 7 kèm số mét em, mềm mịn mát giãn giùm em. Hai cây duy nhất thôi mấy chị, em hứa với mấy chị không bao giờ có nữa. Hồi xưa em bán chưa bao giờ được cái cây này. Nó rất là đẹp. Nó mịn, nó mềm, nó giãn mà lại ít nhăn mấy chị. Cái mình nói chung mấy chị mặc lên một cái là nhìn rất là sang luôn mấy chị. Cái áo của em mặc nè, nó nhìn nó bằng hẳn so với cái mảnh lụa này luôn. Nó đẹp lắm mấy chị. Lụa kim cương này nó sẽ bắt sáng hơn, nhìn nó óng ánh và sang theo cái kiểu của nó. Đây, cái lụa của em là lụa ngọc ca nhẫn. Hình nghe nè, nhìn nó bằng hẳn so với cái mảnh này luôn. Mai bằng mấy cái này thì thôi nó sang nhất cái nách luôn mấy chị ơi. Siêu phẩm số 7 giùm em. Những cái loại này thường là để mai váy, mai đầm, mai váy cô dâu. Nhưng mà loại luxury mới có nha mấy chị. Những loại váy đúng nè, có nhiều khi mấy cái váy mà đơn giản là tại sao người ta có nhiều người bán 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy thôi. Nhưng mà cũng có nhiều chỗ người ta bán tới 10 mấy triệu. Nó khác ở chỗ, thứ nhất là nhà thiết kế, thứ hai là thợ may, thứ ba là giải là mấy chị. Nó nằm hết 40-50% là ở giải rồi. Đây ạ. Tại sao người ta có cả rang bán những cái mà 10 mấy triệu mà người ta bán, ở ngoài bán 3 triệu mà mình bán 10 mấy triệu? Tại vì cái nền vải phải xịn người ta mới dám bán như vậy. Rồi cái loại này rất là cao cấp giùm em nhé. Lên mã giùm em siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 7 4m. Mình mặc trải nghiệm nha mấy chị. Siêu phẩm 7 4m. Đặt trải nghiệm giùm em, thật sự nó rất là đáng luôn mấy chị. Nhưng mà giá thì thôi rẻ, rẻ còn hơn lụa satin ở ngoài nữa. Đó mình không thử là tiếc lắm nha mấy chị ơi. Lên mã giùm em siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em ạ. Rồi em sẽ lên những cái mã siêu phẩm nãy giờ em lên nha mấy chị. Nãy giờ em lên rất là nhiều siêu phẩm luôn. Chị nào mà thích cái nào trước là em thường em lên trước hết. Đầu tiên là siêu phẩm này là siêu phẩm 7 nãy giờ em nói đây. Siêu phẩm 7 là 38.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã siêu phẩm 7 kèm số mét giùm em. Đặt trải nghiệm giùm em, rất là xịn luôn mấy chị. Hàng ship siêu phẩm 7 2m, Nguyễn Hạnh siêu phẩm 7 5m5. Rồi, bạn này là siêu phẩm số 6 giùm em. Nó có hai loại, lụa ngọc trai thì là siêu phẩm số 6, còn lụa kim cương là siêu phẩm số 5 giùm em. Đẹp cực kỳ. Ngọc Tu Vân siêu phẩm 7 5m. Đây nè, bạn này là lụa kim cương giùm em. Cái mình khi bắt sáng vô là nó sẽ chiếu như thế này, người ta gọi là lụa kim cương. Còn lụa ngọc trai là nó sẽ dày và nhẫn hơn. Nó dày và nhẫn hơn, nó giãn hơn, gọi là lụa ngọc trai. Toàn bộ em đều bán 38.000 tặng cho mấy chị trong live này hết. Em không quan tâm là nó nặng hơn hoặc là nó xịn hơn. Lụa kim cương giá thị trường là nó sẽ mắc hơn lụa ngọc trai một chút xíu. Nhưng mà cái nào em thấy cũng đẹp hết, tùy theo mấy chị thích. Ví dụ như chị nào mà thích gu dày, đang đính mai những cái đầm, những cái váy dày, hoặc là mai những cái quần dày để may mặc nhìn vô cái form nó đẹp. Nói chung là chị nào mà thích dày thì lấy lụa ngọc trai giùm em. Mã số ngọc trai là mã số 6, còn lụa kim cương này là mã số 5 kèm số mét giùm em. Lụa kim cương đen rất là đẹp. Lên mã siêu phẩm số 5. Siêu phẩm 7 2m, ngọc tròn siêu phẩm 7 1m. Siêu phẩm số 5 kèm số mét thì em tặng mấy chị 38.000 một mét thôi. Tiếp tục là siêu phẩm số này, siêu phẩm 4 là siêu phẩm nào mà đẹp ta? À, siêu phẩm 4 là tầm ý nha mấy chị. Siêu phẩm 4 tầm ý em tặng cho mấy chị 16.000 một mét tầm ý thôi. Nó rất là xịn nha mấy chị ơi. Tầm ý như thế này. Siêu phẩm 6 2m5. Lên mã giùm em 16.000 một mét. Lên mã giùm em siêu phẩm số 4 kèm số mét giùm em nhé. Tầm ý cao cấp như thế này, mềm mịn mát, giá thị trường là thường là 30 mấy ngàn. Em đa phần em bán là 22.000, hôm nay em bán nào mấy chị giá có 16.000 thôi. Toàn bộ nguyên một tháng này em bán là bao rẻ cho mấy chị, bán rẻ nhất có thể. Những hàng mới về thì em bán rẻ nhất có thể, còn những nào hàng nào mà hàng khúc nhà em là em đại sale hết. Nhưng mà vì lý do hàng mới về đẹp quá thành ra hổng ngày em cứ like hàng mới thôi mấy chị, để ý giùm em. Em nói em đại xe một tháng để dọn kho nhà em chứ thiệt ra có dọn đâu, nó còn nằm yên nguyên luôn. Hàng mới về thì em cứ lôi em bán thôi. Lên mã giùm em nhé, siêu phẩm số 4 kèm số mét em. Đẹp như thế này. 6m5 Hồng Huế siêu phẩm 4 2m.
Đẹp lắm luôn chị. Lên mã giùm em tầm ý em bán tặng mấy chị 16.000 một mét thôi. Rẻ như thế. 43 mét. Rồi siêu phẩm 3. Siêu phẩm 3 là cái mango hồng hay là cái tím chứ? Tím chị. Cái tím. Đây ạ. À. Siêu phẩm 3 là Thái Tuấn không giãn giùm em nhé. Loại này là một cây duy nhất nhà em không có giãn, nhưng mà bả là lụa Thái Tuấn rất là cao cấp. Màu tím sen như thế này. Em tặng mấy chị chỉ có 38.000 một mét thôi. 4 1 mét 2. 38.000 một mét, lên mã giùm em. Siêu phẩm số 3 hả? 3. Siêu phẩm số 3 kèm số mét em mềm mịn mát không nhăn. Loại này mấy chị ơi, để lên là sang, để lên là sang thôi. Mai cái gì cũng đẹp giùm em. Cho mình 5m7. À, nhưng mà là mã nào vậy chị Phương Diệp ơi? Siêu phẩm nãy giờ em lên tới 7 siêu phẩm lần, chị lên mã mấy vậy chị ơi? Bạn này lên mã giùm em ạ. À. Mềm mịn mát dạng, không có dạng như mấy chị, mã này không có dạng. Liên Đặng Sương 42m, anh Trần Bảo siêu phẩm 3 2m5. Thái Tuấn là chuyên lụa may áo dài mà chứ. May áo dài, may quần áo dài, may áo bà ba, may đầm, may váy thiết kế giùm em, khổ 1m6 không có dạng lụa Thái Tuấn. 38.000 một mét, lên mã siêu phẩm số 4 kèm số mét giùm em. Đẹp như thế này. Ủa siêu phẩm 3 hay 4 rồi nè? 7 5m7. Siêu phẩm 3. Siêu phẩm 3 kèm số mét giùm em, lụa Thái Tuấn siêu phẩm 3 kèm số mét giùm em nhé. Ồ nó mê tê tê người luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Màu sắc nó sang cực kỳ luôn giùm em. Nhưng mà cái like này em không có hứa chắc ăn chăng. Ví dụ như mấy chị nói với em à, ừ sao mà chị chốt em có đọc hàng, đọc lên tên chị nhưng mà tại sao không có hàng, tại vì tụi em không à, tụi em lên gấp quá, tụi em chỉ cắt mẫu thôi, có cây ít cây nhiều. Chị nào lên sau là coi chừng hết đấy mấy chị. Bạn này lụa mango là siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Lụa mango đây mấy chị ơi. Hà Đông Redium Siêu, tức là lụa này là in ở Hà Đông á mấy chị. Hà Đông là cái xưởng dệt lớn nhất và nổi tiếng nhất nước mình mấy chị biết rồi. Hà Đông Redium Siêu là Redium là loại cao cấp nhất của một hãng mấy chị biết rồi. Thường đi ăn hay là toàn bộ những mặt hàng khác nó, nghe nói tới Redium là mấy chị biết nó là loại cao cấp. Lụa mango của Hà Đông cao cấp như thế này chỉ có 29.000 một mét mấy chị, không có nghe lầm đâu. Em bán shop em thường em bán 40.000 một mét, em bán hôm nay chị tặng cho mấy chị chỉ có 29.000 thôi. Lên mã siêu phẩm số 2 kèm số mét. Nghe Nguyễn Thị siêu phẩm 3 1 mét, Phát Đại siêu phẩm 3 1 mét 1, Nguyễn Tú siêu phẩm 3 1 mét, Minh Ngọc siêu phẩm 3 6 mét, anh Trần Bảo siêu phẩm 2 2 mét. Lên mã giùm em ạ. À. Siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em, mềm mịn mát khổ 1m6, mango cao cấp. Loại này là mango cam cấp, dạng 4 chiều, ít nhan giùm em tặng mấy chị chỉ có 29.000 một mét, khổ 1m6, cây chính phẩm giùm em. Lên mã siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Kim cương có màu tím cà đậm không con? Con có mấy cây, à, để lấy cái tím đó cho chị ơi. Chị nhớ là còn mấy mét đó. Tím cà đậm, ừ lấy cái đó đó, nguyên khúc đó ra cho chị. Chị nhớ là để đâu? Sao tôi nhớ ấn tượng là nó có cái này ta? Đợi xíu nha cô ơi, con định hình là con nhớ thôi. Nghe Nguyễn Thị siêu phẩm 2 1 mét. Siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em nhé. Mai khoác được không em? Mango này là mai áo dài, mai áo bà ba, mai đầm, mai váy, mai sơ mi. Mai khoác là chị phải mai dày hơn giùm em. Còn loại này là mỏng nhẹ lắm chị. Mai áo khoác thì thứ nhất là uổng, thứ hai là nó không giống nắng được nhiều đâu chị. Bạn này lên mã giùm em ạ. À. Siêu phẩm số 2 kèm số mét em. Nguyễn Hạnh siêu phẩm 2 4 mét. Màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen là phải đậm hơn một chút, có nha chị ơi. Em có một mảnh lụa gọi là mảnh lụa con nhật. Cô KC siêu phẩm 2 1 mét. Rồi bạn này siêu phẩm 1, hôm nay em tặng mấy chị giá kinh khủng khiếp luôn. Nó là lụa kim cương nhưng mà này gọi là lụa siêu lụa. Tại vì dòng kim cương này nó sẽ mỏng hơn một chút xíu nhưng mà nó siêu mềm hơn. Nó mềm hơn lụa kim cương màu đen mới nãy một chút xíu nữa mấy chị, nó rất là mềm. Nên người ta đổi sang người ta kêu nó là siêu lụa. Lên mã giùm em siêu phẩm số 1 kèm số mét em, hôm nay em tặng mấy chị với giá 22.000. Và em hứa chắc với mấy chị không ở đâu bán giá này. Và em chính em chính em cũng không bao giờ bán được giá này một lần nữa đâu mấy chị. Hôm nay tặng cho mấy chị chỉ có 22.000 một mét thôi. Lên mã giùm em siêu phẩm số 1 kèm số mét em, có giãn nha mấy chị. Màu vàng đúng chuẩn đẹp. Lên quần áo dài áo bà ba, đầm váy, áo thiết kế giùm em. Lên mã giùm em siêu phẩm số 1 kèm số mét em đó. Cái áo em đang mặc em mua 300.000 mà khi đứng tới mấy cái mảnh này đúng là bần luôn mấy chị. Nhìn đúng bần luôn. Lên mã giùm em. Người ta nói là người đẹp vì lụa, còn hơn người ta nói là dắt dáng nhì da. Là cái chất vải, cái nền vải lúc nào nó cũng là đứng hàng đầu hết. Nó chỉ sao cái phơm dáng thôi, cái phơm thôi. Màu vàng đồng, cái này cũng là màu đồng đồng nè chị. Nami siêu phẩm 1 2m2, Nguyễn Thị siêu phẩm 1 1m2.
không còn màu đồng hơn đâu, em còn màu đồng này thôi. Ngày mai sẽ cố gắng lên những cái cây mà có ít cho mấy chị, tại vì em nhờ mấy bé làm hàng. Cái cây nào ít quá là dưới 10 mét là em để riêng một chỗ, nhưng mà mấy bé nó không có đem qua, rồi thành ra ngày mai sáng 10 giờ em sẽ cố gắng lên thêm một like nữa, em bán hết những cái đó dùng cho mấy chị nha. Nó rất là xịn nhưng mà bị có như màu tím Huế, những cái màu đặc biệt nó về có chút xíu thôi mấy chị, cái cây của nó là có chút xíu thôi. Ngày mai sáng 10 giờ em sẽ tiếp tục bán tặng cho mấy chị để hết luôn giùm em nhé. Lên mã siêu phẩm 1 kèm sao mấy em. Siêu phẩm 1 3m2, Úc Sung siêu phẩm 1m3, Coca Pepsi siêu phẩm 1m1, Phát Đạt siêu phẩm 1 2m2, Lai Hòa siêu phẩm 1m3. Em nói trước nha. À, thà là em nói trước để mấy công mấy chị ngày mai like em. Tức là em sẽ lên như thế này. Em chỉ biết là phỏng phỏng cây này là có khá khá thôi, nhưng mà tụi em không biết chính xác là có bao nhiêu mét. Có nhiều khi là mấy chị chốt bé chăm nó đọc rồi, nhưng mà mấy chị chốt sao thì tụi em cắt từ trên tới dưới, có nhiều khi là không đủ chia thì em xin lỗi mấy chị, em không chia được nha. Tại vì không phải là em tụi em cố tình, tại vì hôm qua hồi chiều gấp quá nên tụi em không có đếm từng mét được, không có xả ra được. Siêu phẩm 1 này chỉ có 22.000 là giá tặng nha mấy chị. Trang Đặng siêu phẩm 1 2m5, hoa anh đào siêu phẩm 1m8. Giá nó tối thiểu là 38.000, nó nằm trong dòng họ kim cương. Em sẽ hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị một mảnh lụa gọi là lụa mặt nhung. Lụa gắm mặt nhung như thế này. Gắm mặt nhung giùm em nhé. Gắm mặt nhung này rất là xịn luôn giùm em. Mấy chị để ý giùm em, ở ngoài nó sẽ rất là mịn và nó có hơi nhung nhẹ lên. Nó rất là xịn nha mấy chị ơi. Em tặng cho mấy chị 1-2m, 39.000 một mét. Này hôm hồi đó em có hỏi giá là 65.000 là giá sỉ. Em không biết ở shop khác bán bao nhiêu, nhưng mà mấy cái gấm này khi lên áo dài nó mắc lắm mấy chị ơi. Những cái gấm mặt nhung này lên áo dài siêu mắc giùm em. Lên mã giùm em. Cái này mà mấy chị lên cái màu này nè, là mấy chị sẽ thấy cái chất của nó nhiều hơn. Để em lên cái màu này nè. Mấy chị kim cương siêu phẩm 1-3m, Quỳnh Anh Trần siêu phẩm 1-1m, mấy chị sẽ đi siêu phẩm 1-2m. Nào có cái cây gì nó máng không ta, chưa rút về tội nghiệp của nó. Kim cương đen 3m. Em đây, em sẽ cho mấy chị cái coi cái màu xanh này nó dễ coi hơn. Nó sẽ ra được cái chất của vải nhiều hơn là cái mã màu nu nó bắt sáng quá. Thành ra nó cháy lè hả. Rồi ok. Bạn này lên mã giùm em. Siêu phẩm số mấy rồi Trâm ơi? Số 8 chị. Siêu phẩm số 8 kèm số mét giùm em nha mấy chị ơi. Nó gọi là gắm nhung giùm em, gắm nhung giùm em mặc đây. Đây. Cái bề của nó hơi nhung nhẹ, hơi gắm nhăn nhẹ như thế này. Lên áo dài là thôi đẹp cực kỳ. Cái này em không có thấy ai lên cái khác, mà chỉ có lên áo dài cao cấp thôi. Lên mã giùm em siêu phẩm số 9 kèm sao mét giùm em. Siêu phẩm 1 có 22.000 nha mấy chị ơi. Lên sau này là dễ hết lắm á. Từ nãy giờ đầu này, đầu la đến giờ em like hơi nhiều rồi. Đây. Bạn này gọi là gắm mặt nhung giùm em nhé. Em tặng mấy chị chỉ có 39.000 một mét. Lên mã siêu phẩm số 8 hả Trang? Siêu phẩm số 8 kèm số mét giùm em. Và cây này nó có rất là ít. Cây này em nhớ là tầm 20 mét đổ lại thôi mấy chị, không có nhiều. Mấy cái cây gắm mặt nhung này cây nào cũng ít, rất là ít luôn, chứ không thể là ít nhiều nữa. Nó rất là ít luôn á. Tới mức độ em muốn xả ra luôn. Nguyễn Hạnh siêu phẩm 5 3m3. Đội này cao cấp quá, thành ra em để trong móc luôn nè. Lên mã giùm em siêu phẩm số 8 kèm số mét giùm em. Tặng cho mấy chị giá chỉ có 39.000 một mét thôi. Đẹp cực kỳ, nó rất là mềm mấy chị. Lên áo dài màu cam sữa, cánh gián không xốp. Minh Ngọc siêu phẩm 8-6m, Hồng Huế siêu phẩm 8-2m, Nguyễn Thu Giang siêu phẩm 8-2m. Nâu cánh gián chắc là trong hàng khúc đó chị. Mấy cái màu mà hơi hiếm như vậy là thường nó nằm trong, nó có ít lắm, nó nằm trong hàng khúc và ngày mai em bán cho mấy chị. Tức là hàng cây ít á, tại vì em nói kiểu mà văn giả cho mấy chị dễ hiểu, em cũng dễ nhớ thôi. Bạn này là gắm mặt nhung nha mấy chị. Nó rất là mịn, có dạng. Lên mã siêu phẩm số 8 kèm số mét mà em đúng 20 mét thôi. 8-1m3. 39.000 một mét hề với mấy chị luôn, nó siêu của siêu đẹp. Cái mình của nó mặc lên em hứa với mấy chị luôn, mặc lên là sang. Đó mấy chị ơi, nó rất là xịn. 8-2m5. Siêu phẩm số 8 kèm số mét giùm em. Những cái lọ vải này em phải đi rất là xa, tầm 300 cây số em mới lấy được đó mấy chị ơi. Mà cái tính của em không phải là em muốn lấy nguyên lô, thiệt ra là nguyên lô là nói nó sẽ chung một game với nhau, nhưng mà không phải là cây nào cũng đẹp, cây nào cũng xịn. Em phải lựa từng cây luôn á mấy chị. Chất vải là em phải gờ từng cây luôn á. Thành ra nó mới có đi, những cái này. 8-2m. Chứ không phải tự nhiên có đâu mấy chị ơi. Nó rất là xịn nhá.
Nhà em một khi không bán thì thôi, mà nếu bán là nguyên một lô của em, đảm bảo không có cây nào chất xấu. Chỉ có điều mấy chị thích nó hay không thôi, gu mấy chị thích dày hay mỏng, màu này hay màu kia. Còn chất vải là em bao cho mấy chị, rất là xịn nhá. Bạn này là siêu phẩm chính nhà em, cái màu nu này đúng đẹp luôn mấy chị. Tại vì cái màu xanh này em đi kèm để cho mấy chị thấy được cái vân và cái chất của nó. Bạn này màu nu ở ngoài siêu đẹp luôn, nhưng mà tại vì lên đèn nó hơi bị không thấy vân gõ á. Bạn này lên mã giùm em ạ. Siêu phẩm số 9 kèm số mét giùm em. Đỏ tươi em nhớ là có trong hàng hàng cây nhỏ đó chị. Hàng ít á, ngày mai 10 giờ giùm em nhé. Trong hàng ít có cây đỏ. Lên mã giùm em siêu phẩm số 9 kèm số mét giùm em. Màu xanh 2,5 m. Màu xanh là màu siêu phẩm 8 á chị. Lên đúng mã giùm em nhé. Em sợ bị cắt xa hàng lắm á chị ơi. Lên đúng mã giùm em nhé. Không phải em khó khăn gì, nhưng mà mấy chị lên đúng mã, em cắt đúng cách ăn 100% là cắt đúng mẫu của mấy chị cần. Siêu phẩm số 9, 39.000 một mét, gắm mặt nhung, rất là xịn. Gắm mặt nhung này hình như em có nhiều hơn một chút xíu, tầm 30 mét đó mấy chị. Trang gặn siêu phẩm 9, 1m8, Ngạn Phúc siêu phẩm 8, 2m, Hồng Huế siêu phẩm 9, 2m. Gờ vô bao phê nha mấy chị. Siêu phẩm số 9 em bảo hành cho mấy chị là gờ vô bao phê. Là em lên mango cam nha mấy chị. Mango cam nè. Kim Thoa Lê siêu phẩm 8, 2,5 m. Bạn này lên mã giùm em. Siêu phẩm số 10 mango cam. Cam này là đúng chuẩn orange luôn. Cam đúng chuẩn cam luôn á mấy chị. Màu này là đúng chuẩn luôn. Cái này mà lên áo dài một cái, trời ơi, nó sang cho mày thấy mấy chị ơi. Lượng Thị Tiên siêu phẩm 9, 2m. Mango em đang bán tặng mấy chị có 29.000 một mét thôi. Lên mã siêu phẩm số 10 kèm số mét mem mango cam này, chứ em không dám nhận nhiều. Đẹp lắm mấy chị. Siêu phẩm số 10 kèm số mét mem. Màu tím nhạt cho chị xem. Màu tím nhạt ok, để em xíu nha chị. Siêu phẩm 8, 2,5 m. Lụa mango cao cấp như thế này. Giá thị trường là 65-75.000 là giá sỉ. Hôm nay em bán tặng mấy chị chỉ có 29.000. Chính bản thân nhà em là thường là bán 40.000 cho mấy chị. Nhiều chị mua lắm luôn à, tại vì mango là gọi là đặc sản nhà em luôn. Em bán giá mà không ai tưởng tượng được luôn. Đó. Có mango đen chị. Hôm nay đặc biệt mango đen, và đặc biệt hơn nữa là có gold nhật. Chị nào mà xài gold nhật rồi là mấy chị sẽ mê, nhất là những chị mà mê dày, thích mango nhưng mà lại thích dày hơn, là gold nhật nó siêu siêu đẹp luôn. Cái mình nó sẽ giống mango nhưng mà nó hơi nhũ nhung nhẹ, nó rất là xịn luôn. Hồi em lên cho mấy chị xem, cái đó gọi là kỳ tích nhà em luôn. Em lấy gì được hai cây khá là to. Có lên là có chị Nguyễn Phúc, tại vì like đầu tiên thì có lên là có giùm em nhé. Xanh bạc hà đó em là cái gì ta. Bạn này lên mã giùm em ạ. Siêu phẩm số 10 là màu cam như thế này. Mango cam em tặng mấy chị chỉ có 29.000 thôi. Lên mã siêu phẩm số 10 kèm sơ mét. Cái mình của mình nó lì như thế này. Chui vô bóng tối hay để vô đèn gì nó cũng mịn lì như thế này hết. Mềm mịn mát có dạng ít nha. Siêu phẩm số 10 kèm sơ mét em. Ngọc Tôn Phong siêu phẩm 8, 1m6. Anh Trần Bảo siêu phẩm 10, 2m5. Hoa Anh Đào siêu phẩm 10, 1m8. Lên mã siêu phẩm 10 kèm sơ mét em. Bữa nay em làm hàng cật lực quá thành em mặc đồ hơi bận. Nghe Nguyễn Thị siêu phẩm 10, 1m. Mấy chị coi nè, cái mảnh của em cũng là lụa nha. Cái áo này em mua tới 300+ ngàn lần á. Gọi là lụa cũng khá là cao cấp trên thị trường luôn mà. Đi kế mấy cái mảnh này đúng bần luôn mấy chị. Loại này gọi là loại bình thường thôi mấy chị. Tại vì người ta, nếu người ta mua ở ngoài cái này tới tầm 70+ ngàn một mét lần. Nhưng mà mấy chị thấy đi chung với cái những hàng cao cấp hơn là mấy chị thấy nó khác liền. Chất vải nó quyết định rất là cao. Chị nào mà thích cái kiểu đơn giản thì mấy chị phải chú trọng vào những cái chất vải. Nó sẽ làm Phương nên đẹp, 10, sản phẩm tuyệt đẹp luôn. Rồi, cây này lên mã siêu phẩm 11, em tặng cho mấy chị giá kinh khủng khiếp luôn. 32.000 một mét thôi mấy chị, thay vì 38 em tặng mấy chị 32.000. Màu tím này gọi là siêu lụa, nó sẽ giống cái mã siêu phẩm 1. Mã nó là giống mã siêu phẩm 1 giùm em, nhưng mà cái màu tím này em siêu hiếm luôn. Em tặng mấy chị được 32.000 một mét, lên mã giùm em. Siêu phẩm 11 kèm số mét em màu tím cà. Em có tầm 10+ mét thôi, chị nào lên sau là sẽ không có nha mấy chị. Đây à. Siêu phẩm số 11 kèm số mét giùm em. Quỳnh Nga siêu phẩm 11 4m, Kim Cương siêu phẩm 11 2m. Lên mã siêu phẩm 11 kèm số mét giùm em nhé. Em có xin phép mấy chị trước rồi, thành ra là nếu ngày mai không có hàng để cắt thì mấy chị thông cảm giùm em. Lên mã siêu phẩm 11 giùm em màu tím cà. Siêu phẩm 11 2m. Toàn bộ đều có giãn hết, mảnh nào không có giãn em sẽ nói rất là kỹ, mấy chị cứ yên tâm. Lên mã giùm em siêu phẩm số 11 kèm số mét giùm em ạ. Nguyễn siêu phẩm 11 2m, Nguyễn Hạnh siêu phẩm 11 4m.
Đó, rồi em bắt đầu hết nha. Chị nào mà lên sau là em không có nha mấy chị. Rất là xịn, siêu phẩm 11. Rồi em qua siêu phẩm 11 nha. Rồi em có một màu tím. Kim Toilet siêu phẩm 11 3m2. Lại Thúy Thảo siêu phẩm 11 2m. Em có một màu tím nhạt nữa, đó là lụa kim cương nha. Ủa lụa, lụa ngọc trai. Lụa ngọc trai đây à. 38.000 một mét. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 12, màu tím này nó sẽ đậm hơn, nhưng mà nó dày, nó xịn, nó mịn hơn một chút xíu nha. Lên mã siêu phẩm 12 kèm số mét giùm em. 38.000 một mét, hàng tây khoảng mét 6, màu tím này hơi đậm hơn một chút xíu. Quần em trơn thì có 1-2 mét. Là bắt đầu em hết rồi, em thấy xe cua đi. Cái đó không có nhiều đâu. Lên mã siêu phẩm số 12 kèm số mét giùm em ạ. Đẹp chưa mấy chị ơi. Lụa này là lụa kim cương giùm em nhé. 38.000 một mét thôi. Nguyễn em nói thang siêu phẩm 12, 2m, 1m rưỡi. Cái này mà mấy chị đi mua hàng hàng ký ở ngoài đi. Nếu như mà có ai đó bán hàng ký đi, người ta bán lúc nào cũng là 180.000 một ký, nhưng mà em đảm bảo với mấy chị gì chia ra thế nào cũng cao hơn em rất là nhiều. Em nhớ là có một chị ở đâu á, là có lên hàng khúc này, nhưng mà chị đó bán 180.000 một ký. Còn bạn này một ký nó chỉ tầm 2m mấy, 3m mấy thôi. Thành ra nếu mà bán 180 là nó sẽ rơi vào 60.000 một mét. Đó, nó vẫn rất là mắc hơn của em nha. Em bán chỉ có 38.000 thôi. Vì lý do là em không phải là mua ký, em mua mét, thành ra em bán mét cho mấy chị. Em chỉ biết là đảm bảo là em sẽ bán rẻ hết nhất cho mấy chị thôi. Lên mã giùm em nhé. Siêu phẩm số 12 kèm số mét giùm em. Hành diệu siêu phẩm 11, 2m rưỡi, xe cô. Siêu phẩm 12 là màu tím như thế này. Em tặng mấy chị 38.000 một mét. Siêu phẩm 11 màu tím em hết rồi. Mấy chị lấy màu ngọc trai màu tím này được không? Đẹp lắm, lên áo dài đẹp, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên sơ mi, lên gì cũng đẹp giùm em. Bạn này là hai da dày dặn xịn sò giùm em. Đó, nó có giãn toàn bộ hết giùm em nhé. Siêu phẩm 12, siêu phẩm 12 kèm số mét giùm em. Rồi em sẽ lên những mã từ nãy giờ em Ngọc lên. Trần siêu phẩm 12 1m1. Ok chịu. Lên mã siêu phẩm 12 kèm số mét giùm em. Tuệ Cát siêu phẩm 12 1m2. Ok chịu. Đầu tiên là mã cam là siêu phẩm mấy quên rồi chăng? Mango cam siêu phẩm 10. Dạ, 29.000 một mét mango cam siêu phẩm 10 kèm số mét giùm em, rất là đẹp. Lên mã siêu phẩm 10 kèm số mét giùm em. Rồi bạn này là siêu phẩm 12 em mới vừa lên, lụa ngọc trai màu tím như thế này. Đó là nhà em ra như thế nào là ở ngoài cái màu nó y gan như vậy, chỉ có điều chất nó xịn hơn thôi. Đó mấy chị gờ được ở ngoài mấy chị nhìn được bằng mắt. Mắt là loại camera xịn nhất trên đời, là mấy chị sẽ thấy nó xịn hơn thôi. Lên mã siêu phẩm 12 kèm số mét em. Siêu phẩm 12 1m6, trong vỏ siêu phẩm 12 2m2. 38.000 một mét, chỉ có đúng một cây một mã của em là không có dạng toàn bộ, là có dạng hết giùm em. Màu da là siêu phẩm mấy chị? Bạn này là gấm mặt nhung siêu phẩm số 9 kèm số mét giùm em. Màu da là gấm mặt nhung siêu phẩm số 9, 39.000 một mét. Còn màu xanh này hình như em gần hết rồi. Bạn này là siêu phẩm số 8 hết chưa? Siêu phẩm 8, gắm mặt nhung có dạng như thế này. Đó, em tặng cho mấy chị chỉ có 39.000 thôi. Lên mã siêu phẩm 8 kèm số mét giùm em. Mango hồng. Mango hồng là siêu phẩm 3 hả? Siêu phẩm 2, 29. Siêu phẩm 2, số 2 là mango màu hồng giùm em. 29.000 một mét mango màu hồng thôi mấy chị ơi. Rất là xịn giùm em nhé. Lên mã giùm em siêu phẩm số 2 kèm số mét giùm em. Risu siêu phẩm 9, 2m. Bạn này là siêu phẩm số 1. Trên, nó đang trên bờ vực hết nha mấy chị. Đó, chị nào lên sau nè, hết là chuyện bình thường. Em có xin phép mấy chị rồi. Tụi em cứ lên, nhưng mà có nhiều khi là chia em sẽ trên, chia từ trên xuống dưới. Mình đặt trước thì mình sẽ chắc ăn là có nha mấy chị. Bạn này là siêu phẩm số 1, em đang tặng mấy chị với giá 22.000. Siêu lụa, mềm mịn mát, có dạng không nhăn. Risu siêu phẩm 8, 2m. Ok chịu. Bạn này là siêu phẩm số 4 hả? Tầm ý. Siêu phẩm số 4 em tầm ý em bán chỉ có 16.000 một mét mấy chị. Risu siêu phẩm 1 2m, kim cương siêu phẩm 1 2m. Tầm ý này là siêu phẩm số 4 em tặng mấy chị 16.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 4 kèm số mét giùm em. Màu tím này là siêu phẩm 3 hả chưa? Siêu phẩm 3 lụa Thái Tuấn. 38 hả chưa? 38.000 một mét lụa Thái Tuấn không có dạng. Chỉ có đúng một cây siêu phẩm số 3 này là không có dạng thôi. Toàn bộ những cây khác là có dạng hết giùm em nhé. Lên mã giùm em siêu phẩm số 3 kèm số mét giùm em. Thảo siêu phẩm 1m1, Bích Ngọc siêu phẩm 1 thêm 1m. Còn lụa ngọc trai màu đen này là siêu phẩm số 5 kèm số mét giùm em. Ngọc trai đen kiếp như thế này có dạng hai da, khổ mét 6 là 38.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 5 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 6 là lụa ngọc trai.
Siêu phẩm 5 là lụa kim cương, siêu phẩm 6 là lụa ngọc trai màu đen dùm em. 38 ngàn 1 mét hết à. Siêu phẩm 5 càng số mét dùm em ạ. À. Risu siêu phẩm 3 2 mét, lại thí thảo siêu phẩm 4 2 mét. Ok chị. Những cái mã này em không lên nữa, tức là nó hết rồi đó mấy chị, chắc ăn là hết rồi đó. Rồi ok, để em máng lên nha. Cây nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Em chính tay em lựa từng cây hết. Xịn cực kỳ. Nó là cả một kỳ công mấy chị ơi. Nó rất rất là đẹp nha mấy chị. Lên mã giùm em. Như là đi tiễn hoa hậu vậy đó. Lên mã giùm em nhé. Siêu phẩm số trang đẳng siêu phẩm 3 16, lại thí thảo siêu phẩm 5 11. Siêu phẩm 5 em có nhiều, siêu phẩm 6 ngọc trai em cũng có nhiều. Ngọc trai đen là nhà em rất là nhiều. Đây cây này là cây siêu đặc biệt. Trong đợt này em lấy được cây này rất rất là đặc biệt giùm em. Loại này là siêu cao cấp luôn, biên 2 chỉ giùm em nhé. Cái này là của công ty Thái Tuấn làm, nhưng mà nó là biên 2 chỉ đặc biệt làm cho cái hãng này giùm em. Em không có tiện nói tên, nó có cái logo này mấy chị nhìn chắc mấy chị biết sương sương. Đây à, mềm mịn mát có giãn, em tặng cho mấy chị tiếp là 38 ngàn 1 mét thôi. Rất là xịn, biên 2 chỉ giùm em nhé. Chị nào mà cần màu kem không, bỏ qua cái mảnh này. Trên đời này không có cái loại lụa dạng phi như bóng như thế này xịn hơn loại này giùm em. Đây, em dám chắc cho mấy chị luôn. Siêu phẩm số, cái này là siêu phẩm số số 7. Siêu phẩm 7 siêu siêu đẹp như thế này. Lên mã giùm em. Trần Minh siêu phẩm 1 3m1. Ok chị. Em có một cây gôn nhật màu màu đen, em phải lên liền nha mấy chị. Nó đẹp lắm, để em kiếm ra coi. Ủa sao ai là ai cắt cái gôn chim phong đen nhỉ? Gôn nhật đen. Em phải lên liền cái cây đó mới được. Đúng rồi, cây này. Cây này. À, em sẽ lên mấy cái loại lụa màu đen nha mấy chị ha. Gôn nhật đen rồi mango đen. Lên đầy đủ cho mấy chị để mấy chị dễ so sánh. Tức là mango đen thì nó sẽ mỏng hơn gôn nhật đen một chút. Chị nào đang có nhu cầu may quần ống suông, lại thí thảo siêu phẩm 7 1m1. Ok chị. Đây cây gôn nhật này đẹp lắm. Cái gôn nhật này là mấy chị không lấy là siêu tiếc luôn á. Em nhìn là có nhiều lúc em còn chưa quen nữa. Tại bạn nào cũng mịn ngần hết. Cây gôn nhật là cây này. Đây cây này. Cây gôn nhật này hiếm lắm mấy chị. Lâu lắm mới thấy được một lần. Nó siêu siêu đẹp luôn. Lên mã giùm em siêu phẩm số mấy rồi cho? 13 chị. 13 là cây gôn nhật nha mấy chị. Một cây duy nhất. Ủa không, một màu duy nhất. Gôn nhật em có hai cây. Em tặng mấy chị được giá. Nó giá thị trường tới 100 mấy 200 ngàn một mét rồi. Mai quần ống suông, mai cả quần tây cho nữ, mai cả vest cho nữ luôn. Tại vì độ dày nó khá là ổn. Hay là mai đầm, mai váy công sở, mai cả áo dài được luôn. Bạn này lên mã giùm em số 13 kèm số mét giùm em nha. Sophia siêu phẩm 7 2m5. Gôn nhật như thế này. Mấy chị mặc ở ngoài mấy chị sẽ thấy nó đẹp lắm 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 luôn giùm em. Màu này là màu đen khiếp luôn giùm em nhé. Đây, nó sẽ hơi nhũ nhung nhẹ, nó sẽ giống mango nhưng mà nó dày hơn. Và nó sẽ có cái độ phơm của nó nhìn nó phê lắm mấy chị. Khó diễn tả ghê. Em tặng cho mấy chị giá 50 ngàn một mét đó chị. 50 ngàn một mét, 49 ngàn cho đẹp. 49 ngàn là chỉ có mấy chục ngàn một ký thôi. Tại vì bạn này dày, nó giống như tuyết mưa nhưng mà cái mình nó lại một đẳng cấp khác. Đây, lên mã giùm em ạ. Gôn nhật, lên mã siêu phẩm 13 giùm em. Mấy chị trải nghiệm em cam đâu nha mấy chị. Không đẹp đá em. Xanh mã bao nhiêu em? Xanh nào ba? Trâm Lê siêu phẩm 13 4m, Quỳnh Anh Trần siêu phẩm 13 5m. Còn chị nào thích lụa mango bình thường như những cái hàng thị trường khác là 65-75 ngàn một mét. Hôm nay em bán nặng cho mấy chị giá chỉ có 32 ngàn một mét lụa mango như thế này. Lụa mango này là của chuẩn Hà Đông. Đây, mấy chị biết nó rất là xịn luôn giùm em nhé. Cái mình nó mịn ngần luôn như thế này. Đó là siêu phẩm số 14 kèm số mét em. Cái loại này nó sẽ mỏng hơn là mấy chị may quần áo dài, may áo dài, may bà ba, may đầm, may váy, may áo thiết kế. Còn chị nào thích thì lấy cái mã dày hơn là siêu phẩm 15. Là cái mình siêu phẩm 15 này là gôn nhật, nó sẽ hơi có kiểu như hơi nhũ nhung, cảm giác là nó sẽ kiểu mịn nhất, rất là mịn. Còn cái bạn mango này là phiên bản mỏng hơn một chút xíu so với cái thằng gôn nha mấy chị.
Siêu hẩm 14 là mango em tặng mấy chị 32.000, còn Oregon Nhật là 49.000, còn mango này là em tặng mấy chị chỉ có 32.000 thôi, là siêu phẩm 14 kèm sơ mét giùm em. Siêu phẩm 13 2m, Bích Nguyên siêu phẩm 13 2m, Risu siêu phẩm 13 2m, Sarah Hắc Nguyễn siêu phẩm 13 2m rưỡi, Quê Sông siêu phẩm 13 1m, Quỳnh Anh Trần siêu phẩm 14 5m. Siêu phẩm 14 giùm em 32.000 một mét thôi, em hứa với mấy chị. Giá rất là rẻ. Rẻ hơn cả đuổi người ta bán nữa. Lên nãy giùm em mango cao cấp màu đen giùm em nhé. Mà dạ không có mỏng chị. Mango là hàng thị trường hồi xưa giờ mình vẫn lấy nó may quần áo dài, may quần áo bà ba, may áo dài má bà ba, mà tại vì nó mỏng hơn cái này thôi, chứ không có chuyện nó mỏng giùm em nhé. May đồ bộ, may quần, may áo được hết giùm em. Đó, có vải đỏ luôn chị, đợi em xíu à. Tại vì em lỡ qua đen à. Rồi em lên đỏ đôi nha mấy chị. Gon Nhật là mã 14, còn mango là Gon Nhật là mã 13, 50.000 một mét, còn mango là mã 14, 32.000 một mét. Mango như thế này nó rất là mịn chị ơi, nói gì nói cho mango. 13 3 mét. Mango là hàng thị trường, ai nhìn cũng biết hết, nhưng mà chị nào đang có nhu cầu may quần tây, may vest, là may làm áo công sở hơi dày hơn thì chị lấy mã 13, 50.000 một mét Gon Nhật. Nó sẽ dày hơn, phiên bản dày hơn, mịn hơn một chút xíu so với mango. 13 1 mét. Cái này mấy chị mê, mặc rồi mấy chị mê, nhưng mà kiếm được không có đâu mấy chị. Em không biết sao mà em có được 2 cây thôi. Có đúng 2 cây thôi mấy chị. Mình nó hơi nhũ nhung nhẹ hơn đó, và nó sẽ dày, nó sẽ xịn hơn 1 ký. Để em coi cái này 2 mét là bao nhiêu ký nha. Nó hơi nặng nha mấy chị. 1-2 mét nó tới 800 mấy, gần 900 gram nè. Lên mã giùm em. Lên mã siêu phẩm số 13 kèm số mét giùm em là Ngon Nhật. 13 1 mét. Nga Hoàng siêu phẩm 14 3 mét. Nó sẽ tuyết nhung thì nó không bằng tuyết nhung, đúng là mịn, nhưng mà nó dễ gì bằng cái này. Cái bề mặt này là da nó không một chút xíu nào có hạt lên luôn, nó đẹp dữ lắm đẹp. Siêu phẩm số 13 kèm số mét thì em Gon Nhật, còn mango cao cấp là siêu phẩm 14 32.000 một mét. Siêu phẩm 13 là 49.000 chị ơi, còn siêu phẩm 14 mới là mango mấy chị. Mango hàng thị trường bình thường là 32.000 một mét. Siêu phẩm chị Nghi Phan ơi, em có nhiều siêu phẩm lắm. Nãy giờ em lên tổng cộng là 14 cái siêu phẩm rồi. Chị lên mã nào chị ơi, em sợ bị cắt sai lắm, nên đúng mã giùm em nhé. Bạn này Gon Nhật là siêu phẩm số 14 kèm 13 kèm số mét em 49.000 một mét. Siêu phẩm 13 kèm số mét giùm em. Còn mango đen là 32.000 một mét, siêu phẩm 14 giùm em. Đó, màu đen là em có 2 cây xuất sắc. Kim cương thì 38.000. Kim cương là 38.000 giùm em. Rồi em tặng mấy chị một cây đỏ đô nữa ha. Một cây đỏ đô đi. Bích Ngọc siêu phẩm 14 1 mét. Cho em cho chị mấy cái móc đi cho. Cái móc sau lưng em á. Cho chị dài chục cây để dưới này. Bạn này màu đỏ đô mấy chị, đẹp chưa? Cây này hình như có 2 mấy mét thôi nha. Chị nào lên sau là không có nha mấy chị ơi. Siêu đẹp. Siêu phẩm số 15 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 15 em tặng cho mấy chị được. Cái này là lụa Thái Tuấn, nhưng mà ngọc trai của Thái Tuấn làm ra. Nó đẹp lắm mấy chị ơi. Tặng mấy chị 40.000 một mét thôi ạ. Lên mã giùm em. 40.000 là bán không có lời lắm. Nghi Phan siêu phẩm 13 1 mét. Lỡ 40.000 một mét đi mấy chị ơi. Đẹp, cực kỳ đẹp. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 15 kèm số mét em màu đỏ đô. 40.000 một mét. Siêu phẩm 15 dày dặn xịn sò, hai da có giãn toàn bộ hết giùm em nhé. Lên mã siêu phẩm 15 kèm số mét giùm em ạ. Ôi nó sang mấy chị ơi. Đẹp như thế này. Lên mã giùm em siêu phẩm 15 giùm em 40.000 một mét, hai da khổ mấy sáu em. Siêu phẩm 13 là Gon Nhật mấy chị. Gon Nhật là nó dày. Mấy chị lên cả quần tây, quần ống suông, đầm váy áo công sở, hoặc là lên vest cũng được luôn. Toàn bộ là có giãn hết giùm em, chỉ có cây mã số 3 là không có giãn nha mấy chị. Lên mã siêu phẩm 15 kèm số mét giùm em. 40.000 một mét. Siêu phẩm 15 4 mét. Ok chị. Siêu phẩm 15 2m rưỡi, Trần Thị Hồng siêu phẩm 15 1m1. Đẹp lắm mấy chị ơi. Siêu phẩm 15 kèm số mét giùm em. Kim cương siêu phẩm 15 2m, Trâm Lê siêu phẩm 15 4m. Còn màu đen này là Gon Nhật nè mấy chị, dày xịn hơn. Nó là phiên bản mango nhưng mà nó nặng hơn, nó dày hơn. Để mấy chị may được quần tây, quần ống suông, lên vest, lên set, lên bộ được. Còn mango bình thường là mấy chị may bộ, may đầm, may váy, may áo, may áo dài, may áo bà ba, may quần áo dài, quần áo bà ba dạng 4 chiều ít nhăn là mango bình thường. Là bình thường mà có đấy mấy chị, còn Gon Nhật lâu lâu mới có một lần. À mà Gon Nhật thì là mã số siêu phẩm 13 kèm số mét em. Trần Hoàng siêu phẩm 15 2m, Ngọc Trần siêu phẩm 15 1m. 49.000 một mét. 15 2m.
Còn mango em bán có 32.000 một mét là siêu phẩm 14 giùm em nhé, đen khít toàn bộ. Còn siêu phẩm 15 2 mét. Siêu phẩm 15 là 40.000 một mét. Đó mã siêu phẩm 15 kèm sơ mét giùm em. Đẹp sang xịn mịn giùm em. Ngày mai 10 giờ sáng em sẽ lên lại toàn bộ những cái mã mà em còn. Không ngày mai 10 giờ chắc là không kịp quá. Em hẹn lại mấy chị 2 giờ đi. Là tụi em thứ nhất là cắt xong những cây này, nếu còn thì em la tiếp cho mấy chị. Thứ hai là em có những cái màu hơi hiếm hơn, nó có ít hơn là ngày mai nha mấy chị. Tại vì mấy bạn lỡ để bên kia rồi. Em tưởng em đi công chuyện 3 mét. Em tưởng ở nhà đem qua cho em, cuối cùng không đem. Là ngày mai 2 giờ đi mấy chị, 2 giờ em sẽ lên nhé. Siêu phẩm này là siêu phẩm 15 kèm sơ mét em. Em thường mấy like khác em sẽ báo thẳng cho mấy chị là mấy chị được hay không. Nhưng mà like này em xin phép là em không có đếm một cây có bao nhiêu mét. Thành ra là chị nào lên trước thì mình sẽ có chắc ăn, còn lên sau có thể là không đủ chia nhé. Lên mã siêu phẩm 15 kèm sơ mét. Kèo anh siêu phẩm 13 1 mét, hàng ship siêu phẩm 15 1m8. Ok chịu. Thấy mức độ bây giờ em không nhớ cây nào em còn nhiều luôn á. Siêu phẩm 15 kèm sơ mét giùm em ạ. Cây màu xanh bơ này đẹp kinh khủng khiếp. 29.000 1 mét. Mango mà cái màu xanh bơ này nó ngọt còn hơn là cái gì nữa mấy chị. Cái màu nó ngọt muốn xỉu luôn. Siêu phẩm 16 là màu xanh bơ 29.000 một mét mango. Dạng 4 chiều. Siêu phẩm 16 kèm số mét giùm em 29.000 một mét ạ. Hàng cây khổ mét 6 giùm em nhá, mango màu xanh bơ như thế này. Ồ nó phê mấy chị ơi, cái màu muốn xỉu luôn, xanh lá hả? Ok. Xanh lá đó em nhận chưa tới 10 mét luôn. Chỉ có 8-9 mét thôi à. Lên mã giùm em nhé. Siêu phẩm 15 là lụa kim cương của Thái Tấn á chị. 40.000 một mét. Hai da có giãn dày xịn. 40.000 một mét. Đây ạ. À. Lên mã giùm em siêu phẩm số 15 là cây này. Siêu phẩm 16 là cây bơ này. Thật sự cây bơ này nó rất là phê nha mấy chị. 29.000 một mét mango. Lên mã siêu phẩm số 16 kèm sơ mét em. Màu đỏ với màu vàng xem phối quần đẹp không là sao đâu. Lên mã giùm em ạ, siêu phẩm số 16 kèm sơ mét giùm em. Mịn đẹp như thế này, lụa mango cao cấp. Em đang bán chỉ có 29.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã giùm em ạ, siêu phẩm số 16 kèm sơ mét em. Không quá nhiều đâu, em không nhớ, em không có ấn tượng cây này có nhiều đâu. Lên mã siêu phẩm 16 kèm sơ mét giùm em nhé. Mềm mịn mát có dạng, siêu phẩm 16 kèm sơ mét giùm em. Trần Hoài siêu phẩm 13 3 mét, Quỳnh Nga siêu phẩm 16 4 mét. Ok chị. Ly Sovia siêu phẩm 16 2 mét, Úc Sung siêu phẩm 15 1 mét 3. Anh Trần Bảo siêu phẩm 16 2 mét rưỡi. 16 em cũng tốt. Trang Đặng siêu phẩm 16 1 mét 2. Đó mấy cái mã đó là em chắc ăn hết, là em cất hết. Đây bạn này. Bạn này là em nói thẳng với mấy chị luôn là bắt buộc nhất định mình phải lấy một cái cây mà ngàn năm có một như thế này. Cây này gọi là cây lụa kim cương nhưng mà hàng này là hàng độc quyền. Đây mấy chị ơi, biên hai chỉ siêu xịn sò như thế này, hai da có dễ giùm em nhé. Cái này là lụa Thái Tuấn, người ta chuyên sản xuất đặc biệt cho cái hãng này giùm em không dám nói. Đó, nó rất là đẹp luôn, em đang bán tặng mấy chị chỉ có 38.000, giá thị trường của nó hiện tại là 220.000 một mét. Em tặng cho mấy chị chỉ có 38.000 thôi. Đây, lên mã giùm em. Siêu phẩm số số mấy qua nè? Số 7, đúng rồi, siêu phẩm 7. Nó gọi là siêu của siêu phẩm hồi xưa. Nghiêm Đặng siêu phẩm 15 2 mét rưỡi, Nghiêm Nguyễn Thị siêu phẩm 16 1 mét. Rồi bạn này không dám lên gì. Kim cương đen 1m6. Kim cương đen rồi ngọc trai đen là siêu phẩm số 5 với siêu phẩm số 6, siêu phẩm số 5 là kim cương đen, rồi siêu phẩm số 6 là ngọc trai đen. Đẹp cực kỳ. Bạn này là ngọc trai màu xanh lá hơi lạ lạ, xanh ve chai hả? Đứa nào máng mấy cái mã này nhìn nó ngược đời quá vậy, máng cái bề biên lên đây vậy. Nhìn ứng. Lên mã giùm em siêu phẩm số 17 kèm số mét giùm em. Em tặng cho mấy chị được 39.000 một mét. Trời cái bà này bà nặng bà cố cũng. Nó dày, nó xịn, nó dẻn lắm mấy chị ơi. 39.000 một mét lụa ngọc trai cao cấp như thế này. Lên mã giùm em siêu phẩm số 10 mấy quên rồi chứ. 14. Ủa lộn 17. Siêu phẩm 17 kèm số mét giùm em nhé. Hàng hai da giùm em có dẻn. Siêu phẩm 17 kèm số mét giùm em. Đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Nói chung là cái cây trắng là em chỉ dám lên cây đó thôi. Ngoài cây đó ra thì thứ nhất là 38.000 là giá nó bằng mấy cái hàng khác. Nhưng mà cái loại đó là loại cao cấp nhất rồi, thành ra em bán trước cho mấy cây đó, cho mấy chị cây đó. Diệu Nguyễn siêu phẩm 7 5 mét, Risu siêu phẩm 17 2 mét, Quê Sông siêu phẩm 7 1m8. Màu vàng trên xào đi em. Ok em lên cái đó cho chị. Lụa mango. Chị ơi hỏi lại thợ mai tối nay
tất cả các mã của em cắt 2m3 thôi nha, xin lỗi chị em nhiều. Rồi anh chụp lại đi cho. Lên mã giùm em siêu phẩm số 17 kèm số mét giùm em. Em bán tặng cho mấy chị chỉ có 39.000 một mét thôi. Rất là đẹp. Chứ không phải là đẹp vừa nha mấy chị, nó đẹp lắm lắm luôn giùm em. May đầm, may váy, thiết kế, may áo cổ đổ đơn giản hoặc là lên sơ mi, lên đầm, lên váy, lên áo dài, lên quần áo dài, quần áo bà ba em. Mấy chị nắm thấy, mấy chị nắm để lên người thôi là thấy đẹp rồi. Ồ, cái vải nó rất là quan trọng nha mấy chị. Mét nguyên 17 1m2. Dạ được à, cái đó may áo dài đẹp lắm luôn á chị ơi, nhưng mà nó màu kem. Còn chị muốn màu trắng xanh học sinh em cũng có hôm luôn hôm nay cho mấy chị. Anh Trần Bảo 17 2m3 tặng mấy chị 39.000, siêu phẩm số 17. Ủa siêu phẩm số 18 hả? 17 17 chị. 17. Rồi màu vàng đúng không? Mango màu vàng. Em có một cây mango vàng hơi bị xịn. À vàng này là tầm ý, còn vàng này mới là mango. Em có hai vàng, một vàng mango với một vàng tầm ý. Đây. Vàng tầm ý trước em sẽ bán tặng cho mấy chị siêu phẩm 18 vàng tầm ý như thế này. Giá lại Thúy Thảo siêu phẩm 17 2m, Kim Cơ siêu phẩm 17 2m. Em tặng cho mấy chị 20.000 một mét thôi, nó rất là đã nha. Tầm ý này là cái mình nó không có mịn nhưng mà nó rất là rũ và mát giùm em, độ che phủ nó rất là cao. Đây là cái móc màu tím giùm em. Nó che phủ khá là cao luôn, thành ra mấy chị khỏi lót cũng được. Em tặng mấy chị đúng 20.000 một mét thôi. Lên mã siêu phẩm 18 kèm sơ mét giùm em. Tầm ý như thế này. Tặng mấy chị 20.000 một mét tầm ý thôi. Màu vàng này là chuẩn đẹp rồi mấy chị. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo lẻ, lên gì cũng đẹp giùm em. Siêu phẩm số 18 kèm số mét giùm em, tặng mấy chị 20.000 một mét. Từng cây ra không có quá nhiều đâu mấy chị, nó chỉ có đúng một cây thôi. À, lên mã giùm em siêu phẩm số 18 20.000 một mét, lên mã siêu phẩm 18 kèm số mét giùm em. Còn bạn màu vàng đậm hơn như thế này, người ta gọi là màu vàng trứng. Mango 29.000 một mét, siêu phẩm số 19 kèm số mét giùm em. 29.000 một mét siêu phẩm 19 giùm em. Lụa mango cao cấp giùm em nhé. Đẹp như thế này. Ồ nó xịn mấy chị ơi. Siêu phẩm số 19 kèm số mét em. Siêu phẩm 18 2m3, truy sâu siêu phẩm 18 2m. Siêu phẩm số 19 kèm số mét giùm em là lụa mango màu vàng như thế này. Em tặng mấy chị chỉ có 29.000 một mét lụa mango cao cấp như thế này. Siêu phẩm 18 là tầm ý màu vàng tươi hơn. Là 20.000 một mét, lên xanh lá đi chị. Nguyễn Bích Phượng siêu phẩm 18 2m. Rồi ok, lên xanh lá anh đi. Anh Trần Bảo siêu phẩm 19 2m3. Chưa tới 10 mét nha mấy chị. Lên nãy giùm em siêu phẩm số 10. Mười mấy quên rồi chanh. 18 20.000 một mét ạ. Còn siêu phẩm 19 là lụa mango 29.000 một mét. Siêu phẩm 19 kèm số mét giùm em. Hàng xếp siêu phẩm 18 1m rưỡi. Ok chị. Cái này em chỉ lên một lần ha, không dám lặp đi lặp lại nha mấy chị. Lặp đi lặp lại những mã em chắc an toàn thôi. Còn mấy mã kia em cũng chắc đâu mấy chị ơi. Có ít lắm, mỗi cây nó không có quá nhiều hết đâu mấy chị. Bạn này xanh lá em chưa có tới 10 mét nha mấy chị. Ngọc Mai siêu phẩm 19 1m. Ok chị. Bạn này là lụa Thái Tuấn. Màu xanh lá để em coi cái bạn này có giãn không. Có giãn nha mấy chị ơi. Lụa Thái Tuấn màu xanh lá. Em tặng được mấy chị 45.000 một mét. Nó có đúng dưới 10 mét nha mấy chị, dưới 10 mét. 45.000 một mét, lên mã giùm em. Siêu phẩm số 10, 20 hết chưa? 20 là lụa Thái Tuấn. 45.000 một mét lụa Thái Tuấn, lên mã siêu phẩm số 20 kèm số mét em màu xanh lá như thế này. Chưa tới 10 mét nha mấy chị. Lên mã siêu phẩm số 20 kèm số mét em 45.000 một mét. Hàng hai da có giãn mạnh giùm em. Cái này mấy chị lên cả quần tây, quần ống suông cũng được. Mấy chị không thích bóng thì lặt ra bề sau nó là tuyết si. Nhẵn như thế này. Siêu phẩm số 20 kèm số mét giùm em. Chưa tới 10 mét. Siêu phẩm 18 3m, Nguyên Minh Thị siêu phẩm 19 1m. Lên mã siêu phẩm số 20 kèm số mét giùm em. Ri Su siêu phẩm 20 2m, anh Trần Bảo siêu phẩm 20 2m3, chị Mai Phương siêu phẩm 20 2m. Chị Ri Su là chắc ăn có đại vì cái mẫu này 2m nè. Lên mã giùm em siêu phẩm số 20 kèm số mét giùm em. Thu Giang siêu phẩm 20 mét rưỡi, Thu Thu siêu phẩm 20 2m, Ngọc Trần siêu phẩm 20 mét rưỡi xe cô. Chưa tới 10 mét nè. Rồi em lên cái cây này. Nó thật sự nó rất là xịn mấy chị, nó cũng là gold. Nhưng mà nó là gon két nha mấy chị. Gon két may đồ bộ, may đầm, may váy. Siêu siêu đẹp luôn. Lên áo dày em có độ giãn nhẹ. Biên của nó rất là xịn. May quần ống suông, may cả quần ống suông cho nữ được luôn. Mềm mịn mát có giãn. Hôm nay em bán tặng mấy chị chỉ có 29.000 một mét gon nhật. Trang Đặng siêu phẩm 20 mét 6 xe cô. Gon nhật này không có dày bằng cái gon nhật mà màu đen của mấy chị, nhưng mà nó cũng khá là dày. Mấy chị may cả quần ống suông cũng được luôn. Lên mã siêu phẩm số 21 kèm số mét giùm em. Đây đẹp cực kỳ. Cây này có ít, thành ra em lên luôn.
cái gì? Đầu danh số hạng thứ hai màu tím. Hàng xuống hạng thứ hai màu tím. Mình đâu còn cái cây nào màu tím nữa đâu. Đâu còn cây nào màu tím nữa. Màu xanh đó, màu xanh tím. Hồng ruột kế vàng. Hồng ruột kế vàng. Hồng ruột kế vàng. Hồng ruột kế vàng. Rồi em thấy rồi. Bạn này em tặng cho mấy chị giá chỉ có 29.000 một mét gold nhật nha mấy chị. Những cái mã gold nhật này mấy chị thật sự hãy lấy. May đồ công sở, may quần ống suông cũng được luôn. May đầm, may váy, may bộ, may set, may gì cũng đẹp nhầm em. Mì mịn mát siêu phẩm số 21 kèm 6 mét. Em cây này em chia trên like luôn, nó ít nha mấy chị. Nguyễn Nguyễn siêu phẩm 21 2 mét. Ok. Xem Trần siêu phẩm 21 2 mét. Lên mã siêu phẩm 21 kèm 6 mét nhầm em, nó đẹp lắm mấy chị ơi. Chưa tới, nó cũng ít lắm mấy chị. 2 3 4 Risu siêu phẩm 21 2 mét. 6. Rồi em còn 4. Em còn đúng 5 mét nữa là em hết đó mấy chị ơi. Đúng 5 mét nữa là em hết gold nhật nha. Siêu phẩm 21 kèm 6 mét mà em cái mình rất là xịn. Mai cả quần ống suông, chị nào mà thích mai mấy cái quần tay mỏng mỏng là nó luôn. Cái mình nó mai quần ống suông, mai cả quần tay cho nữ được luôn. Siêu phẩm 21 em còn 5 mét nữa. Lên mã siêu phẩm 21 kèm 6 mét giùm em nhé. Rồi em lên cái màu trắng xanh của học sinh nha mấy chị. Trắng xanh học sinh này em đang 42.000, em tặng mấy chị 40.000. Đẹp cực kỳ. Lụa ngọc trai nhưng mà hình như để em coi nó có giãn không. Cái này là trắng nó hơi xanh mà hơi tím ngã, tím một chút xíu đây. Nó đúng y gan như trên like dùm em, mai áo dài học sinh dùm em nhé. Đẹp cực kỳ. Mềm mịn mát có giãn. Chị nào mà thích mặc chụp mấy hình kỹ yếu mà giống giống học sinh á là mấy chị lấy cái này. À cái này có giãn mấy chị. 40.000 một mét lên mã siêu phẩm 22 kèm 6 mét em. Có giãn nhẹ nha mấy chị, rất là sang. Mềm mịn mát có giãn nhẹ em đăng 42.000. Hôm nay trong live này em bán lại mấy chị 40.000. Thiệt bảo siêu phẩm 21 3 mét. Cây này là có giãn là em có. Em có 17 mét. Còn những cái cây mà không giãn thì có nhiều hơn, em nhớ có 2 cây. Cây này trước đầu tiên là có 17 mét thôi mấy chị. Siêu phẩm số 22 kèm 6 mét em. Màu trắng này là màu trắng hơi trắng tinh nha mấy chị, không phải trắng kem như cái áo em đang mặc. Cái áo em đang mặc là trắng kem. Còn bạn này là trắng hơi xanh và tím nhẹ hơn. Mấy chị chụp hình kỳ yếu này nọ là siêu đẹp luôn. Chị nhận hàng được rồi, vải đẹp lắm. Cảm ơn chị Ngọc Hương rất là nhiều. Lên mã giùm em siêu phẩm số 22 ngọc trai như thế này. Cái này là thường là hình như áo dài Thái Tuấn là nó sẽ lên mấy cái mã này. Đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Thường đích kích là nó mai cho mấy cái áo dài Thái Tuấn này không à. Đẹp lắm, lên form đồ siêu đẹp luôn, có giãn hai da luôn. 40.000 một mét lên mã giùm em siêu phẩm số 22 kèm 6 mét em, đúng 17 mét này thôi nha mấy chị. Còn mấy cây kia là nó không có giãn mấy chị. Mấy cây kia là không có giãn, em cũng có màu trắng xanh học sinh nữa nhưng mà chỉ có cây này là có giãn thôi, em còn 17 mét thôi mấy chị. Hình như hồi chiều có chị kia đặt 6 mét là em còn tầm 9 mét thôi. 9 mét thôi, hồi chiều rồi em bán, em đăng là em bán là bao nhiêu đâu. À cái này là của Hàn Quốc nha mấy chị. Ok chịu. Cái này là của Hàn Quốc, Made in Korea. Rất là xịn. 18 3 mét. Em đang tặng mấy chị chỉ có 40.000 một mét thôi mấy chị. Mì mịn mát giãn nha, em còn tầm 9 mét thôi à. Lên mã giùm em siêu phẩm số 22 kèm 6 mét giùm em, 22 em còn 9 mét. Đẹp cực kỳ như thế này. Made in Korea, hàng này của Hàn Quốc. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mềm mịn mát hai da có giãn. Siêu phẩm số 22 kèm 6 mét em. 40.000 một mét. Em đăng 42.000 á. Tặng mấy chị 40.000. Ok. Rồi em lên tiếp mã. Ở cái cây này. Cây này là cây siêu lụa. Cây siêu lụa đẹp lắm. Cây này lên rồng. Em tặng mấy chị một cây này luôn. Sang xịn như thế này. Cây này là cây kim cương màu vàng. Màu vàng này tươi hơn cái màu vàng kia một chút xíu. Kim cương. Lên mã siêu phẩm số 23 kèm 6 mét dùm em tặng mấy chị 38.000 một mét. Mềm mịn mát có giãn. Siêu phẩm số 23 lụa kim cương như thế này, hai da. 38.000 một mét. Biên này là biên hai chỉ nha mấy chị. Rất là xịn nhé. Không, cái biên này có một chỉ thôi. Hồi đó giờ chưa kiếm được cái biên nào hai chỉ như cái màu trắng luôn. Siêu phẩm số 7. Còn bạn này về biên chỉ có một chỉ thôi. Hàng này là lụa kim cương dùm em nhé. Đẹp lắm mấy chị ơi. 38.000 một mét. Lên mã dùm em siêu phẩm số 23 kèm 6 mét dùm em ạ. Siêu phẩm 23 kèm 6 mét em. Mềm mịn mát hai da có dễ như thế này. Khi mà gặp ánh sáng là lụa kim cương nó sẽ phát sáng nha. Nó rất là đẹp mấy chị. Lên mã dùm em siêu phẩm số 23 kèm 6 mét em. Anh Trần bảo siêu phẩm 23
Khổ này là khổ 1m6 toàn bộ nha mấy chị, có giãn hàng hai da giùm em. Đẹp như thế này. Lên mã giùm em có 38.000 một mét thôi, lên mã siêu phẩm số 23 kèm số mét giùm em ạ. Rồi em sẽ lên lại từ đầu và em sẽ dẹp qua bớt những cái mã mà em hết nhé. Mấy cái mã này chắc hết nè. Em sẽ dẹp mấy cái mã mà em hết qua cho nó dễ. Đầu tiên là siêu phẩm số màu trắng xanh là siêu phẩm số 22. Em đang bán tặng cho mấy chị 40.000 một mét. Hàng này là áo dài học sinh ngọc trai, hai da có diện. À máng lên chị quên. Bạn này là siêu phẩm số 23 giùm em, 38.000 một mét nhé. Và bạn này là mango 29.000 một mét. Là siêu phẩm số mango là mấy ta? 19. Siêu phẩm 19 là mango giùm em, siêu phẩm 18 là tầm ý màu vàng như thế này. Có 20.000 một mét tầm ý thôi mấy chị, siêu phẩm 18. Còn bạn này là mango. Mango là mã siêu phẩm mấy quên rồi cha? Mango là mã mấy? Mã mango là mã siêu phẩm 14 giùm em, 32.000 một mét, mango đen khít đẹp cực kỳ. Gold nhật đen khít như thế này là em đang bán với giá là 49.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 13 giùm em. Còn gấm nhung này là siêu phẩm mấy cha? Siêu phẩm 9 39.000, màu xanh em hết, em còn màu da 39.000 một mét. Còn siêu phẩm 1 là 22.000 lụa kim cương màu vàng. Siêu phẩm 2 là mango màu hồng 29.000 một mét. Rồi em qua nha. Em qua sẽ lên bên kim tuyến, khung kim tuyến nhũ giùm em ạ. Khung kim tuyến nhũ. À em có hai mã này. Em xin được trợ giá thêm được 100 bộ rồi mấy chị. Nên hôm nay em tiếp tục em lên em tặng cho mấy chị. Cái này là được trợ giá. Bán này là chào giá cho mấy chị. Nó là nhung hàng Quảng Châu, loại mới nhất thị trường bây giờ. Nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ mịn và mát hơn nhung truyền thống của mình rất là nhiều mấy chị. Khổ là khổ hơn 2m. Khổ hình như là 2m1 hay gì em không nhớ. Nhưng mà khổ hơn 2m, dài 2m. Một bộ dài 2m, khổ hơn 2m em tặng mấy chị giá 59.000. Giá khởi điểm của nó là 70.000 nhưng mà em hôm nay em bán tặng mấy chị 59.000 vì lý do là em được trợ giá nha. Là sau này em có bán chuyện 70.000, 80.000, 90.000, 2m là chuyện rất là bình thường tại vì mấy chị biết rồi. Nhung là 100 mấy chục ngàn một mét là rẻ. Nhung nốt lúc nào cũng mắc hết. Nhưng mà em xin được trợ giá hàng này gọi là hàng ra mắt cho mấy chị xài thử thôi. Đây ạ, à, lên nãy giùm em. Bi vàng kèm số bộ giùm em và bi đen kèm số bộ giùm em. Một bộ dài 2m. Khổ hơn 2m giùm em. 3-4m. Dài 2m, khổ hơn 2m mà chỉ có 59.000 thôi. Lên mã giùm em bi vàng kèm số bộ giùm em và bi đen kèm số bộ giùm em nhé. Em bán theo bộ tại hàng này là hàng xuất khẩu. Người ta đem về cho em thôi. Đây. Cái biên nó như thế này mấy chị, cái biên nó như thế này, rất là mịn giùm em nhé. Đây, siêu mịn, siêu giãn và nó mát, nó nhẹ cực kỳ. Một bộ nặng 1kg mốt mấy chị, một bộ nặng 1kg mốt mà em bán mấy chị có 59.000 thôi. Bạn này lên mã giùm em bi vàng kèm số bộ giùm em, dài 2m, khổ hơn 2m, giá 59.000. Lên mã bi đen kèm số bộ giùm em, bi mình đen à. Siêu phẩm 23 2m8. Mấy chị thấy trên like là màu xanh mực, đúng như vậy, nó là màu xanh mực giùm em nhé. Lên mã bi đen kèm số bộ giùm em. Nguyễn vàng 2 bộ và bi vàng kèm số bộ giùm em. Những bộ này mấy chị không lấy là tiếc. Chừng nữa nó lên 70-80 ngàn là chuyện bình thường mấy chị. Hiện tại em chưa có giá chính thức nhưng mà em có giá chợ giá như thế này. Hôm qua em like là hơn 150 mấy bộ rồi. Em xin được thêm 100 bộ nữa. Hôm nay để bán tặng cho mấy chị nữa. Lên mã bi vàng kèm số bộ giùm em và mã bi đen kèm số bộ giùm em nhé. Nhưng mà cái mã này chắc là ngày mai gì hàng, ngày mốt em mới bắt đầu trả hàng được cho mấy chị. Đang xin trả giá thêm vàng một bộ. Lên mã giùm em ạ. À. Bi đen kèm số bộ giùm em và bi vàng kèm số bộ giùm em. Đây à, bi đen này là cái màu đen của nó rất là đã nha. Màu đen là màu đen xanh mực. Cái lai đằng sau làm sao thì ra ngoài y gan màu như vậy. Đó mấy chị sẽ thấy nó hơi xanh nhẹ là y gan như vậy luôn. Lên mã bi đen kèm số bộ giùm em. Thiệt ra bi đen hay bi vàng đều đẹp. Chị nào mà khoái ốm là quất bi đen giùm em. Còn chị nào mà khoái kiểu sang là quất bi vàng giùm em. Thật sự cái màu nào cũng rất là xinh nha mấy chị. Lấy hai màu luôn không hay là tiếc cả một đời luôn. Đã lắm mấy chị. Lên mã bi đen kèm số bộ giùm em. Giãn mạnh hai da. Biên của nó mấy chị nhìn thôi là biết biên của nó đẳng cấp như thế nào rồi. Đây đẹp như thế này. Lên mã giùm em bi vàng kèm số bộ giùm em và bi đen kèm số bộ giùm em nhé. Hôm qua em đã bán nhiều lắm rồi. Hôm nay em xin được 100 bộ nữa thôi là hết.
Bi đen kèm số bộ giùm em, và bi vàng kèm số bộ giùm em, 59.000 một bộ. Khổ hơn 2m, dài 2m, khổ hơn 2m, nặng 1,1 kg. Bán chỉ có 59.000 thôi. Lên mã giùm em. Lên mã bi vàng kèm số bộ giùm em và bi đen kèm số bộ giùm em nhé. Nhẹ hơn, mịn hơn và mát hơn nhung truyền thống của mình. Nhung truyền thống của mình là cái sợi lông nó sẽ bự, nó sẽ dài hơn. Khi mấy chị mặc là nhìn nó sẽ hơi ú hơn giùm em nhé. Nhung là mới vậy. Nhưng mà nhung này mấy chị cái lông ngắn mấy chị mặc không có bị mập hơn đâu, mấy chị để ý giùm em. Bi vàng một bộ, bi đen một bộ, ok chị? Bi vàng một bộ, bi đen một bộ. Lên mã bi đen kèm số bộ giùm em và bi vàng kèm số bộ giùm em. Một bộ dài hơn 2m, khổ hơn 2m mà chỉ có 59.000 thôi. Không bao giờ có giá này đâu mấy chị ơi. Ok. Rồi bắt đầu em lên những cái khung nhũ giùm em nhé. Em sẽ lấy hóa xuống nè, em ngồi mới được, em mỏi chân quá rồi. Đẹp lắm 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 luôn giùm em. Ơi. Nó bị dính vô mấy cái móc á. Rồi mấy chị lên mã bi giùm em nha. Em nhâm mấy ngọt cho. Nhiều siêu phẩm lắm mấy chị, em làm hàng tới hồi 4:45 là đi rút con luôn. Lên mã giùm em, đầu tiên là mã S1. Mã S1 là mã này, khung nhũ em đang bán mấy chị giá kinh khủng khiếp luôn, khổ lúc nào cũng hơn mấy 6 hết. Em tặng mấy chị S1 30.000 một mét khung dạng 4 chiều 2 da, có cả nhũ hoàng kim luôn giùm em. Lên mã S1 kèm số mét giùm em nha, 30.000 một mét đây. Siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cái màu bách heo của nó đẹp cực kỳ luôn. Lên mã giùm em S1 kèm số mét giùm em nha, bạn này có nhũ luôn giùm em. Đó em bán gần hết rồi mấy chị ơi. S1 em còn đúng một cây nữa thôi là hết nha, siêu phẩm số. S1 kèm số mét em, S1 như thế này. Đó mấy chị ơi, có nhũ nha. Nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong like của em rất là nhiều lần. Bạn này là S1 kèm số mét em. May đồ bộ, may đầm, may váy body, may áo lẻ, may áo dài, may bà ba giùm em. Thun này là dạng 4 chiều 2 da, khổ hơn mét 6, chỉ có 30.000 thôi. Kim 30.000 một mét. Đi vàng một bộ 30.000 một mét à. Lên nãy giùm em S1 kèm số mét em, có dạng mạnh như thế này. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Khổ thì hơn 1m6 nữa, là chỉ có 30.000 một mét thôi. Lên nãy giùm em S1 kèm số mét giùm em nhé. Đẹp như thế này. Ủa nó đẹp lắm, nó có cả nhũ nữa, nó có cả nhũ như thế này nữa. Lên áo dài cũng đẹp, lên áo bà ba cũng đẹp, hay là may đồ bộ, may đầm body, may cả áo khoác được luôn. Tại vì 1 kg nó chỉ có 1 kg 95.000, 30.000 một mét là 1 kg tầm 2m mấy, 3m thôi mấy chị. Khá là dày dặn luôn, dạng tới 4 chiều, mặt thì hút mồ hôi giùm em. Khổ hơn 1m6 luôn, chỉ có 30.000 một mét nha. Lên mã giùm em S1 kèm số mét giùm em. Bạn này là S3 nè mấy chị. Bạn này là S3 cũng 30.000 một mét luôn. Sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. Mạng có bị gì không ta? Quá trời mấy cái mã này đẹp rồi. Thun mà có 30.000 một mét thôi là nó rẻ lắm mấy chị. Thun nhũ hoàng kim như thế này mà có 30.000 một mét thôi là mấy chị không mua là buồn luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Lên mã giùm em S2 kèm số mét giùm em nhé. Ủa lộn, S3. Bạn này là S3 kèm số mét giùm em ạ. Đây cái số nó sẽ sập như thế này. Mai mặt này kia nó sẽ nhũ lên, nhìn rất là sang mấy chị. Lên mã S3 30.000 một mét. Lên mã S3 kèm số mét giùm em. Đây đẹp như thế này. Ồ nó sang lắm luôn mà mấy chị. 30.000 một mét, khổ hơn mét 6 2 da giùm em nhé. Lên mã S3 kèm số mét giùm em. Mạng có vấn đề mấy chị. Chị nào còn xem được chấm lên giùm em mấy chị. Chị nào còn xem được chấm lên giùm em nhé. Em đi lấy nước em uống chút xíu. Chị nào xem được chấm lên giùm em. Huy Trương mi đen một bộ, Võ Thị Kim Lành S3 2m. Nha Ngô S3 2m. Lên mã S3 kèm số mét giùm em nhé. 30.000 một mét thôi mấy chị. Nãy giờ em lên được hai mã S1 với S3. Đẹp như thế này.
Mi mịn mát có dạng 4 chiều 2 da khổ hơn mét 6 mà chỉ có 30.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã S3 kèm số mét mà em có nhũ hoàng kim nữa. Đẹp như thế này, nhìn xa thì như Latin nha mấy chị, nhìn xa như Latin nè. Lấy hồng cúc đi. Hồng cúc phải nào ta? Ok, để em lấy hồng cúc. Mẹ này là gôn nhật luôn mấy chị ạ. Gôn nhật. Đây, siêu đẹp như thế này. 49.000 một mét, hồng ruốc như thế này. Màu hồng tím nha, gôn nhật. Mấy chị lên cả quần tây, quần ống suông hay là may vest, may đầm, may áo công sở giùm em. Cái chất màu hồng này mấy chị sẽ thấy được cái chất của gôn nhật. Nó sẽ mịn mà kiểu mịn có hơi nhũ lông hơn anh gồ luôn, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Hết cho 2 mét. Em tặng mấy chị 42.000 một mét thôi. Bạn này lên mã giùm em. Siêu phẩm mấy trăm? Siêu phẩm số 24 em tặng mấy chị 42.000 một mét. Màu hồng ruốc như thế này. Trời ơi cái mình này mấy chị. Đó. Mấy chị em để lên mấy chị sẽ thấy. Cái độ phê của nó rất là đẹp luôn mấy chị ơi. May cả quần tây, may cả quần ống suông, may đầm, may váy, may áo công sở giùm em. Dày xịn có giãn giùm em nhá, giãn rất là mạnh luôn. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 24 hả? 24. Siêu phẩm số 24. Ngọc trai chúng nữa em lên lại nha chị. Em qua thùng cái em lên lại. Bạn này là siêu phẩm số 4 kèm số mét giùm em nha chị Gisu. 24. Siêu phẩm số 24 kèm số mét giùm em nha chị Gisu ơi, chứ không phải là số 4 ạ. Siêu phẩm 24 kèm số mét giùm em. 42.000 một mét, rất là xịn nha chị ơi. Gôn nhật mấy chị ơi. Mấy chị phải mặc và trải nghiệm. Thật sự mấy cái mã này rất luxury cực kỳ. Siêu phẩm số 20 4 kèm số mét chị thôi lên. Siêu phẩm 24 2m2. Ok chị. Còn bạn này là S3 kèm số mét em thun nhũ như thế này. Trắng ngọc trai máu dài đi. Từ nãy giờ em có lên 24 2m. Em có lên rồi chị, em đang lên thun nhũ, em lên hết thun nhũ em quay lại em lay ngọc trai lại cho chị nhé. Bạn này lên mãi giùm em ạ. Siêu phẩm ở cái này là S3 kèm số mét em. Giá chỉ có 30.000 một mét S3 thôi mấy chị. Trần Hoàng siêu phẩm 24 3m. Ok chị. Lên mãi giùm em ạ. Siêu phẩm cái này là S3 kèm số mét em. Quỳnh Anh Trần siêu phẩm 24 2m. Rồi bạn này là siêu phẩm số 1 giùm em nhé. Là 30.000 một mét hết đó mấy chị. Hai mã này là 30.000 một mét hết. Bạn này là S1 kèm số mét em, màu rất là dễ thương mấy chị. Cái màu S1 rất là dễ thương giùm em, dạng tới 4 chiều giùm em nha, hàng 2 da. Chị chốt đơn hồi sáng và đơn này chung một đơn luôn nha. Ok chị. Bạn này siêu phẩm số 1 kèm số mét em, có cả nhũ hết giùm em. 30.000 một mét lên mã S1 kèm số mét giùm em. Bạn này là mã mới cực kỳ luôn. Hôm qua không có like mã này. Tới mã 17 rồi đúng không chưa? Bạn này là mã S18 kèm số mét giùm em ạ. S18 giùm em, đẹp cực kỳ giùm mấy chị. Hộ nó mịn ngần như thế này. Lên mã S18 kèm số mét giùm em. Cây này con bé nó không có cơ. Có bao nhiêu mét à? Cây này hình như là cũng khá khá. Rồi 95.000 một ký thôi mấy chị, rẻ lắm. Em tặng luôn mấy chị 30.000 một mét lên mã S18 kèm số mét em. Đẹp như thế này. S18 kèm số mét giùm em nhé. Mã này hôm qua không có like. Đó, bữa nay em để dành mấy mã ít 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 để lại bữa nay em like. S18 30.000 một mét lên mã S18 kèm số mét em. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp. Hai da mềm mịn mát có giãn 30.000 một mét lên mã S18 kèm số mét em. Nó rất là sang nha mấy chị. Chi tiết là như thế này. Màu sắc cho tới nhũ đi nữa cũng rất là đẹp. Lên nãy giùm em siêu phẩm ổ lộn cái này là S18 kèm số mét giùm em nhé. 30.000 một mét khổ mét 6 giùm em. Dạng 4 chiều 2 da mềm mịn mát như thế này. Lên mã S18 kèm số mét giùm em 30.000 một mét. Risu S32 2m, Risu S18 2m. S18 đẹp lắm á, nó đẹp. Bữa nay mấy chị khoái lụa hơn là thun rồi. Lên thun nha mấy chị nín luôn. 7 3m. Em like thun xương xương rồi các em qua bên bên lụa tiếp nha. Rồi vậy là thôi em dẹp thun qua bên đi. Em like lụa trước nha. Ok. Mấy chị thích lụa hơn thì em sẽ lên hết lụa cho mấy chị luôn. Tới à. Tới mấy rồi ta? Bạn này là S24 rồi đúng không? Gôn nhật. Gôn nhật này hình như em còn không có. Gôn nhật 82m. Gôn nhật này là 42.000 một mét, rất là xịn như thế này. Mềm mịn mát rũ. Nó rất là mịn nha mấy chị ạ. Thun nhũ có thun nhũ cho 2m. Nãy giờ em lên tổng cộng là được 3 mã thun nhũ 30.000 một mét đó chị. Bạn này là mã S24 kèm số mét giùm em nha. Gôn nhật dạng 4 dạng mạnh. Hình như dạng 2 chiều thôi, dạng mạnh giùm em ít nha. Rất là xịn như thế này, 42.000 một mét khổ mét 6 giùm em. Lên mã
ớt 24, ủa lộn, siêu phẩm 24 kèm số mét dùm em ạ. Siêu phẩm số 24 kèm số mét dùm em. Rồi em sẽ lên lại lụa nha mấy chị. Em lên lụa lại lụa từ đầu cho mấy chị nhé. Màu xanh này chắc còn. Ok. Rồi em sẽ lên lụa lại để em xíu nha mấy chị. Đây này là mango. Đầu tiên là mấy cái mã này trước đi. Đầu tiên là cái mã xanh lá này, là mã xanh ve chai này, là mã mấy chục ngọc chai. Đẹp cực kỳ. À cái mã này là mã 17, siêu phẩm 17 kèm số mét giùm em, 39.000 một mét lụa ngọc chai Thái Tuấn, đẹp cực kỳ. Hai da có giãn giùm em nhé. Lên mã giùm em siêu phẩm số 17 kèm số mét giùm em là mã này. Mềm mịn mát hai da có giãn. Lên mã siêu phẩm số 17 kèm số mét giùm em. Rồi bạn này màu trắng này là siêu phẩm số 7. Hàng này là siêu của siêu phẩm. Đây ngàn năm có một đây mấy chị. 24.8. Siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em bán đã rất là nhiều rồi. Lên mã siêu phẩm 7 kèm số mét giùm em nhé. Em tặng mấy chị chỉ có 38.000 một mét thôi, giá thị trường đó 220.000 một mét. Hiện tại là đang bán 220.000. Đẹp như thế này, biên hai chỉ giùm em, hai da có giãn giùm em. Siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Cây đó là cây rất là xuất sắc luôn chị ơi. À, em lên màu hồng sen cho chị luôn. Hồng sen là siêu phẩm số mấy trăm quên nè. Siêu phẩm số 3 không giãn, một mã đầu, một mã duy nhất nhà em là không giãn giùm em. Lên mã giùm em siêu phẩm số 3 kèm số mét em, lụa Thái Tuấn 38.000. Lụa Thái Tuấn 38.000 một mét mấy chị ơi, rất là sang như thế này. Một mã duy nhất nhà em là không có giãn thôi, lụa Thái Tuấn màu hồng sen. Tặng cho mấy chị 38.000 một mét, lên mã siêu phẩm số 3 kèm số mét giùm em. Đó, còn bạn này là siêu phẩm mango mấy chị. Mango là siêu phẩm số 18. Đẹp chưa mấy chị ơi, mềm mịn mát 29.000. Mango cao cấp nhà em đang bán đồng giá chỉ có 29.000 một mét thôi. Siêu phẩm số 18, ủa 19. Siêu phẩm mango này là 19. Còn tầm ý màu vàng mới là 18 mấy chị. Tầm ý màu vàng như thế này, tầm ý như thế này là siêu phẩm số 18. Bạn này là tầm ý thì không giãn nha mấy chị. Tầm ý thường là không giãn. 20.000 một mét tầm ý. Lên mã siêu phẩm 18 kèm số mét men. Siêu phẩm 7m2. Lên mã siêu phẩm 18 kèm số mét thì em nhé. Cầm kiếm mà muốn gãy tay luôn. Tầm ý màu trắng thì chỉ có 16.000 một mét thôi. À, siêu phẩm 4 là tầm ý màu trắng 16.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 4 kèm số mét thì em. Tầm ý màu trắng nhé. Là 16.000 một mét thôi à. Lên mã siêu phẩm 4 kèm số mét thì em. Còn bạn này màu tím này siêu phẩm mấy trăm? Tím tầm, tím kia thì mình hết rồi. 12. Siêu phẩm 12 38 rồi. 38. Siêu phẩm 12 lụa ngọc trai như thế này 38.000 một mét. Hai da có giãn siêu phẩm 12 kèm số mét giùm em nhé. Mềm mịn mát có giãn giùm em. Lụa mango là siêu phẩm số 10. 29.000 một mét lụa mango màu kem. Còn bạn này là gôn nhật màu hồng guốc như thế này, siêu phẩm số 24 42.000 một mét gôn nhật rất là xịn. Mango cao cấp màu đen khít như thế này 32.000 một mét. Lên mã số 14 kèm số mét giùm em. Dạ đúng rồi, tầm ý màu trắng mang áo dài được mà chị. Nguyên một lô lụa này là để lên áo dài mà. Bạn này, ngọc trai màu vàng đồng, vàng nhạt. 38.000 một mét. Siêu phẩm số 23 38.000 một mét, hốc gốc là xịn nha mấy chị. Siêu phẩm số 23 giùm em, lụa này là lụa. Lụa này là lụa kim cương chứ không phải lụa ngọc trai. Đây mấy chị, bắt lên một cái là nhìn nó phê liền mấy chị. Lên mã giùm em siêu phẩm số 23 kèm số mét giùm em nhé. Lụa kim cương là nó rất là hút ánh sáng, để ánh sáng vô một cái là bả chói lò liền, đẹp cực kỳ. Lên mã giùm em siêu phẩm số 23 lụa kim cương màu vàng giùm em nhé. Còn này là lụa siêu lụa màu vàng, siêu phẩm số 1 22.000 một mét. Em lên luôn cho đủ mã cho em qua. Ngọc hương siêu phẩm 12 mét. Ok chịu. Bạn này là gôn nhật. Gôn nhật là siêu phẩm số 13 giùm em. Gôn nhật màu đen khít 49.000 hả Trâm? 49.000 một mét màu đen khít giùm em nhé. Mai cả quần tây, quần ống suông, mai vest, mai này mai kia được hết giùm em. Gôn nhật dày xịn giùm em. 49.000 một mét lên mã siêu phẩm 13. À gôn nhật là cái này. Đẹp cực kỳ giùm em nhé. Dày xịn, mai vest, mai gì cũng đẹp hết giùm em. Rồi, lên mã siêu phẩm 13 kèm số mét giùm em. Màu trắng xanh như thế này là siêu phẩm số 22 40.000 một mét, rất là xịn như thế này, mềm mịn mát có giãn. Siêu phẩm số 22 là 40.000 một mét. Lên mã số siêu phẩm 22 kèm số mét nhé. 24m6. Ok chịu. Bạn này nè, siêu phẩm 76m.
Bạn này là siêu phẩm số 1 nè mấy chị. Siêu phẩm số 1 có 22.000 lụa kim cương siêu lụa dùm em. Rồi cái này là gấm nhung mấy chị. Gấm nhung rất là đẹp nha. Gấm nhung em còn màu này thôi. Gấm nhung em còn màu này. Gấm nhung rất là sang. Cái màu xanh kia thì thấy rõ hơn. Còn màu này ở ngoài mấy chị mới thấy. Nó là gấm nhung đẹp cực kỳ luôn. Mình nó là lụa nhung nhưng mà nó có gấm nha em. Em đang bán chỉ có 39.000 hả Trâm? Gấm nhung mã mấy Trâm? Siêu phẩm số 9 giùm em. Gấm nhung siêu phẩm số 9 kèm số mét giùm em nhé. 39.000 một mét gấm nhung thôi. Đó là siêu phẩm 9 hoàng diệu tầm ý trắng 5 mét. Ok chịu. Đây em sẽ lên một mã nữa. Mã này sẽ trùng với mã kia. Rồi em sẽ lên một mã gấm thôi. Mà gấm cái màu này lại tiếp tục lên nó khó lên. Em lên cái màu đỏ này cho mấy chị ha. Màu đỏ quýt nè. Màu đỏ này là màu đỏ rượu vang. Siêu phẩm số 20 mấy là 25 chị. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Sang xịn mịn hai da như thế này. Rất là đẹp nha mấy chị. Mềm mịn mát hai da có giãn giùm em. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em ạ. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Tặng cho mấy chị giá 39.000 một mét. Siêu phẩm 23,5 mét. Lụa này là lụa kim cương cao cấp nha mấy chị. Đẹp cực kỳ như thế này. Lên mã giùm em. 20. Ổ lộn 39.000 một mét. Lên mã siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát có dạng màu đỏ quýt như thế này. Màu đỏ rượu vang. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em ạ. Sang xịn như thế này. Ôi ôi nó đẹp lắm mấy chị ơi. Nó phê lắm mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Mềm mịn mát có dạng giùm em. Siêu phẩm số 25 kèm số mét em. Tặng có 39.000 một mét thôi mấy chị. Lên áo dài cũng đẹp. Lên áo bà ba. Lên đầm, lên váy, lên áo kiểu gì cũng đẹp hết. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em nha. Siêu phẩm 25 2 mét. Thôi chỉ cần cái lụa nó đẹp thôi mấy chị, mình làm cái gì cũng đẹp hết. May một cái đầm suông hay là may cái áo hoặc là chéo qua chéo lại một chút xíu thôi là đẹp cực kỳ. Siêu phẩm số 25 kèm số mét em. Có 39.000 một mét siêu phẩm 25 giùm em. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha mấy chị. Chị Nguyễn siêu phẩm 25 2 mét. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha. Khổ 1m6 cam đoan nha mấy chị. Những cái mảnh lụa này mấy chị mua rẻ nhất ngoài thị trường là hết 80-85.000 một mét. Em bán tặng cho mấy chị giá rất là rẻ luôn mấy chị. 39.000 một mét, khổ 1m6, hai da có giãn mạnh giùm em. Lên mã giùm em siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em nhé. Siêu phẩm 25 kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát giãn ít nhăn. 25 kèm số mét giùm em ạ. À. Đẹp quá là đẹp. Nga Hoàng siêu phẩm 25 2 mét. Ok chịu. Lên mã siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát hai da có giãn giùm em nhé. Lên áo dài cũng đẹp, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo thiết kế, lên áo sơ mi này nọ, đơn giản thôi cũng xinh. Siêu phẩm 25 2m2. Siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Phê quá mấy chị, nó đẹp lắm. Siêu phẩm 25 giùm em. Mẹ ơi ship không biết đường ship luôn á. Mệt rồi bắt đầu tay chân lẫn cộng. Siêu phẩm 25 kèm số mét giùm em. Sang như thế này. Cái này mấy chị chỉ cần may đơn giản thôi là đã phê rồi. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo kiểu. Cái này may cả đồ ngủ luôn. Tại vì mấy cái lụa này thường là ứng dụng rất là rộng rãi. Nó sẽ phân theo là hàng cao cấp hay không thôi. Chứ kiểu là may kiểu nào cũng được hết. Siêu phẩm 25. Em có một cây manh gồ da cao cấp cực kỳ. Manh gồ da em đang bán 29.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 26 kèm số mét giùm em. Màu đó là màu lai đằng sau là nó ra y gan vậy đó chị. Màu đó là màu đỏ rượu vang đậm như vậy. Lai đằng sau là nó ra y gan màu vậy đó chị ơi. Chứ kêu em miêu tả là gì, em rất là ngại miêu tả màu. Như em nói là màu khác, nhưng mà mấy chị ở chỗ mấy chị thì cái màu này lại kêu là màu khác. Thành ra là em lai là đúng như màu giùm em. Màu như thế nào là ra màu như thế đó hết. Gon màu khác không em? Em nhớ là còn. Em nhớ là còn mà không biết là màu gì thôi. Gon hình như còn màu hồng sen nhiều lắm, còn màu xám lam nữa mà em quên lấy màu xám lam qua. Bạn này 29.000 một mét siêu phẩm số 26 kèm số mét em. Lụa mango đây dạng 4 chiều giùm em nhé. Bạn này siêu phẩm số 26 giùm em, lụa mango này mà lên áo dài cũng đẹp, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo kiểu giùm em. Tầm ý màu hồng hả? Tầm ý màu hồng chắc là còn hàng cây nhỏ đó chị. Em nhớ em có lấy mà em không thấy mẫu ở đây. Chắc là cây đó ít quá mấy bạn để qua hàng cây nhỏ rồi.
Bạn này lên mã giùm em siêu phẩm số 26 kèm số mét giùm em nhé. Lụa mango cao cấp 29.000 một mét, hay gì 65.000 như thị trường giùm em. Siêu phẩm số 26 là lụa mango màu da. Rồi em lên tiếp màu hồng sen của chị kia yêu cầu. Xinh cực kỳ. Rồi em đi lên tiếp cái mã màu vàng này luôn. Mã màu vàng này là đúng chủng vàng, nó rất là xịn, siêu lụa. Siêu lụa cao cấp cực kỳ. Đây. Đây ạ, à, gon nhật màu hồng giùm em. Màu hồng này là màu hồng sen nha mấy chị, nó mẹ đẹp lắm. Siêu phẩm 26. Nó đẹp dữ lắm mấy chị, gon nhật. Em tặng mấy chị tiếp 42.000. Đẹp lắm 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 luôn chứ không phải đẹp vừa mấy chị. Mai quần tây, mai quần ống suông, mai đầm, mai váy, mai áo, mai gì cũng đẹp mấy chị, nó mịn lắm, mịn luôn giùm em. Mango mịn 1, nó mịn tới 2. Và nó dày, nó giãn hơn rất là nhiều, gon nhật. Lên mã giùm em siêu phẩm số 27 42.000 một mét gon nhật như thế này. Lên mã siêu phẩm số 27 kèm số mét em. Hứa với mấy chị luôn, cầm mảnh này là mấy chị sẽ nói là tại sao không biết được cái chất này chưa sớm hơn mấy chị. Cái chất nó rất là xịn. Nó có hơi nhũn nhẹ như thế này. Ở ngoài mình, nói chung là ở ngoài mấy chị sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì trong live em không có chơi. Còn gon đậm đi em hết rồi chị. Còn đúng cái màu gon này nữa là em hết nhé. Gon còn đúng thế này nữa là em hết ạ. Gon nhật còn đúng màu này nữa. Là mã số siêu phẩm số 27 kèm số mét giùm em là em hết luôn. Màu hồng sen như thế này, 42.000 một mét. Lên đầm, lên váy, lên áo thiết kế, mai quần tay, mai quần ống suông giùm em. Rồi bắt đầu là em hết gon nhật. Gon nhật nãy giờ em có chỉ có 2-3 màu thôi, màu đen nè. Rồi màu hồng mới nãy và màu hồng sen này thôi. Lê Thủy siêu phẩm 27 2 mét. Siêu phẩm số 27 kèm số mét giùm em. 42.000 một mét mấy chị. Gon nhật. Gon chứ không phải là von nha chị ạ. Von là chỉ có mười mấy ngàn thôi. Nhà em bán von rất là rẻ. Còn này là gon nhật, hàng rất là cao cấp. Mai cả quần tây, quần ống suông, mai cả vest cho nữ được luôn giùm em. Siêu siêu đẹp nhá. Gon nhật như thế này. Lên mã giùm em. Gon là G-O-L-D đó mấy chị. Gon là của vàng á. Người ta ví như vàng. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 27 kèm số mét giùm em nhé. Mềm mịn mát có giãn mạnh luôn giùm em. Rồi cây 28 là cái cây đẹp cực kỳ. Cây màu vàng yellow luôn, đúng cái màu yellow luôn mấy chị. Nó không có lai màu nào, nó cũng không đồng, cũng không ấy nữa. Nó đúng màu vàng luôn. Siêu phẩm số 28 màu vàng em tặng cho mấy chị giá chỉ có 29.000 một mét thôi. Siêu lụa giống mã 1. Nhưng mà nó là màu vàng tươi như thế này, vàng đúng vàng luôn giùm em. Mềm mịn mát. Mango đổ gụ em không có nha chị, cái đó còn hàng cây nhỏ thôi. Tại này siêu phẩm số 28 kèm số mét em tặng mấy chị 29.000 một mét. Lên áo dài đẹp, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo kiểu, lên gì cũng đẹp em. Mai pyjama, mai gì gì cũng đẹp. Mango có màu xám nhạt không em? Mango xám nhạt. Có màu hồng cam nè. Màu lam nhạt em có ngọc trai. Màu lam nhạt em có ngọc trai nhé. Còn bạn này là màu lụa, cái này gọi là siêu lụa mấy chị. Đây em để ánh sáng lên mấy chị là nhìn là phê liền. Nó sẽ ánh kim lên như thế này đó. Tại vì nó là lụa kim cương nhưng mà cái mình nó rất là mềm luôn. Thành ra người ta xếp nó vô là siêu lụa. Nhưng cái mình của nó bắt sáng như là lụa kim cương vậy đây. Mấy chị để lên một cái là nó phê liền mấy chị. Đó mấy chị thấy không, lấp lánh cực kỳ luôn. Lên mã giùm em siêu phẩm số 29 kèm số mét em bán tặng cho mấy chị giá chỉ có 28. Siêu phẩm 28 kèm số mét em bán có 29.000 một mét thôi. Mềm mịn mát, hai da có giãn giùm em. Lên áo dài rất là đẹp. Áo dài áo ba ba đầm váy áo thiết kế giùm em. Siêu phẩm số 29 kèm số mét giùm em nhé. 28 chứ lộn. 29.000 một mét siêu phẩm 28 kèm số mét giùm em ạ. À. Hai da mềm mịn mát có giãn. Mấy cây này mấy chị không nên bỏ qua đâu mấy chị, nó đẹp dữ lắm luôn. Lên mã siêu phẩm số 28 kèm số mét giùm em. Đó, thay vì 38.000 em tặng mấy chị có 29.000 thôi. Siêu phẩm 28 giùm em nhé. Sang quá. Minh Thu Phạm siêu phẩm 28. Sang lắm. Mấy chị mặc rồi, mấy chị mua rồi thế nào mấy chị cũng mê. Nhưng mà nó rất là hiếm nha mấy chị. Mấy cái mã này siêu hiếm luôn á. Tại không biết năm nay em hơn em mới lấy được mấy cái lô này. Siêu phẩm số 28 kèm số mét giùm em. Rồi em tặng tiếp mấy chị một cây nữa là cây màu xám lam như chị kêu cầu. Cây xám lam như thế này. Sang cực kỳ. Lụa ngọc trai, này là lụa ngọc trai của Thái Tuấn nha mấy chị. Siêu phẩm số 29 kèm số mét em.
Chị nào đang cần đồ đi chùa hay là may đầm may váy đồ, cái màu xám lam này rất là đẹp. Em tặng mấy chị 38.000 một mét, lên mã siêu phẩm 29 kèm số mét em. Lụa ngọc trai mềm mịn mát hai da nha, thế này. Mấy chị thấy nè, nó phê lắm mấy chị. Có giãn mạnh luôn giùm em, biên xù như thế này. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 29 kèm số mét giùm em. 38.000 một mét, lụa ngọc trai cao cấp như thế này, khổ 1m6. Hai da mềm mịn mát có giãn giùm em nhé. Màu coban là màu gì? Màu coban là ren chị ơi, ren thun. Ren thun em bán có 12.000 mét à. Tặng cho mấy chị giá này 38.000 một mét, khổ 1m6 giùm em nhé. Lên mã giùm em, siêu phẩm số 28 kèm số mét em. 29. Siêu phẩm số 29 kèm số mét em, 38.000 một mét. Hai da mềm mịn mát có giãn giùm em nhé. Lên đồ lam hay là lên áo dài, áo bà ba, đầm váy áo các kiểu được mấy chị, màu xám lam như thế này. Đẹp cực kỳ luôn. Em có một cây satin nữa, satin thì em bán có 16.000 mét à. Nó khác liền luôn, nó đúng màu luôn, nhưng mà em cầm lên là mấy chị thấy đẳng cấp nó khác liền. Đâu là cái bọc mẫu rồi đó. Lụa satin em bán có 16.000 một mét đây mấy chị. Trên siêu phẩm 29-26. Đẳng cấp khác liền mấy chị, nhìn giùm em nhé. Một cái 38.000, một cái 16.000. Tiền nào của đó mấy chị. Đây, đây là 38.000, còn đây là 16.000. Bạn này lên mã siêu phẩm số 30 đi, em tặng mấy chị 16.000. Em có tầm 40 mét. Đó, satin em cũng có, mềm mịn mát có giãn luôn. Mấy chị nhìn hai cái đẳng cấp khác nhau hoàn toàn nha mấy chị. Bạn này là 38.000, siêu phẩm số 29 đúng không? Siêu phẩm 30 là 16.000 một mét, lên mã giùm em siêu phẩm 30 kèm số mét em, lụa satin. Siêu phẩm 29 một mét 2. Lụa satin hai da có giãn đàng hoàng luôn, có 16.000 một mét, lên mã siêu phẩm 30 kèm số mét em. Còn bạn này là siêu phẩm số 29 lụa ngọc trai. 38.000 một mét, mấy chị thấy đẳng cấp nó khác liền. Lên đồ phơm một cái là khác liền, nhìn là biết cái nào mắc tiền và cái nào rẻ tiền liền mấy chị. Đó, lụa satin là thứ mà ai cũng bán hết. Trang đẳng siêu phẩm 29 1m2. Siêu phẩm 30 kèm số mét giùm em là 16.000 một mét, còn siêu phẩm 29 là 38.000 một mét lụa ngọc trai. Ồ, nó xinh như thế này, còn lụa satin đây. Đó, lụa satin đây. 16.000 một mét mấy chị, giá nào nhà em cũng có hết. Loại cát siêu phẩm 50 1m2. Siêu phẩm 30 kèm số mét em có 16.000 một mét thôi. 29 2m2. Còn 16 có giãn nha em. Còn bạn này là siêu phẩm số 29 là lụa ngọc trai cao cấp. Giá 38.000, hai da mềm mịn mát có giãn ít nha. Siêu phẩm 30 kèm số mét giùm em nhé. Siêu phẩm 29 là bạn này, lên mã siêu phẩm 29 kèm số mét giùm em. Quá là xinh rồi mấy chị ơi. Mềm mịn mát có giãn luôn mấy chị ơi, hàng hai da giùm em, siêu phẩm số 29 giùm em nhé. Rồi em qua mã khác. Em lên mango màu hồng cam. Cái màu nhìn mấy chị mặc lơ mơ coi chừng bị kiến bu. Trời, cái màu đúng đúng ngọt luôn mấy chị. Em lên mấy chị mê liền đây. Siêu phẩm số 29 giùm em nhé. Bồi dung siêu phẩm 29 2m. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại ạ. Đô 100.000 là em ship rồi. Phí ship nhà em có 19.000, giao tới nhà mấy chị luôn. Rất là xịn. Rồi, bạn này là siêu phẩm số 31, mango màu hồng cam như thế này. Mango nhà em đang sale có giá có 29.000 một mét thôi, không lấy là siêu tiếng nha mấy chị. Lên mã giùm em. Siêu phẩm số 31 kèm số mét em mango. Nguyễn siêu phẩm 29 2m, Nguyễn Quýt Phượng siêu phẩm 29 1m. Mango màu hồng cam như thế này, lên áo dài, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo giùm em. Đó, rất là xinh luôn, 29.000 một mét, thay vì 65.000 ngoài thị trường người ta bán lụa mango rất là nhiều. Ai cũng bán, shop nào cũng bán, tại vì lý do là khách nào khách trên đời này ai cũng đã từng thích lụa mango hết, đẹp lắm mấy chị ơi. Mềm mịn mát như thế này, màu hồng cam 29.000 một mét, siêu phẩm 31 kèm số mét giùm em. Màu hồng phấn trên sào đi em, ok. Quanh nhật đó mấy chị. Hồng phấn với hồng đậm này là quanh nhật hết, để em lấy xuống hết cho mấy chị xem. Trời ơi nó đẹp. Cái mảnh này nó đẹp má ơi luôn. À, cái màu hồng này là hình như nó là tuyết nhung Nhật Nam hay gì chứ không phải là quanh nhật. Tuyết nhung Nhật Nam. Tuyết nhung Nhật Nam 40.000 một mét. Còn bạn này là gold nhật nè, màu hồng đậm. Siêu phẩm 32 gold nhật, màu này mới là màu cuối cùng. Thế là em tưởng đâu hết. 43.000 một mét. Cái này dày xịn. Siêu phẩm 31 3 mét. Giãn rất là mạnh nha mấy chị. Giãn rất là mạnh nha. Em còn đúng 5 mét thôi mấy chị. Em dám lên 5 mét thôi. Màu này là siêu phẩm số mấy trăm ơi? 32 hả? Siêu phẩm số 32 giùm em nhé.
đổi lấy 1m16.000 là gì vậy chị Mỹ Trinh ơi, em không hiểu. Bạn này lên mãi giùm em, xà 1 hả? Màu hồng sen xà 1 cũng là gold nhật luôn. Màu hồng sen xà 1 này cũng là gold nhật luôn, 42.000 một mét. Màu hồng sen này mã mấy chị? Gold nhật luôn á chị, 42.000 một mét. Siêu phẩm số 27. Siêu phẩm số 27 kèm số mét giùm em nhé. Hoa đỏ cạnh, hoa đỏ cạnh. Phải vàng sau lưng em. Hoa đỏ cạnh vàng sau lưng em. Cái đó là mông tơ ghi, chút xíu em lên chị. Bạn này là con nhật nha mấy chị. Cái này em chỉ có 5 mét thôi, siêu phẩm số 32 hả Trâm? 32 chị. Mình mát 32, 1m6. Nó đẹp lắm luôn á chị ơi, con nhật nhá. Lên cả vest, lên cả quần tây, quần ống suông giùm em, nó đẹp cực kỳ đẹp. Ngày mai 10 giờ em mặc cái áo, cái áo tuyết nhung nha mấy chị. Nó sẽ con nhật này nó sẽ đẹp gấp đôi tuyết nhung. Mặc cực kỳ đẹp, lên form rất đẹp. Còn bạn này là tuyết nhung nè mấy chị. Tuyết nhung Nhật Nam 40.000 một mét. Tặng mấy chị 40.000 thôi chứ 40.000 là không có lời đâu. Hình như cây này em cũng không có quá nhiều đâu. Đây à, tuyết nhung Nhật Nam hình như lấy chúng cái không có biên nè. Cái này là có biên nè. Tuyết nhung Nhật Nam 40.000 một mét, lên mãi giùm em, siêu phẩm số 20 33. Nghi Phan siêu phẩm 32m5, Thòa Lê siêu phẩm 32m8. Xe cô em ơi, Quỳnh Anh Trần 32m7. Xe cô Nguyễn Quýt Phượng siêu phẩm 32m1m5. Xe cô gôn nhật là mai quần ống suông, mai quần tây, mai mai set, mai vest, mai bộ, mai vest mà kiểu như nó hơi mỏng chị. Mai đầm mấy vest công sở là xịn nhất. Ngọc Hương siêu phẩm 27 3m. Còn siêu phẩm này là siêu phẩm số 33 dùm em, tuyết mưa. Ổ lộn, tuyết nhung, tuyết nhung Nhật Nam màu hồng như thế này, 40.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 33 kèm số mét dùm em. Đây ạ, à, cái mạng này là 27 hả Trang? 27 chị. Gôn nhật này chị ơi, cái mình nó rất là mình, nó là phiên bản mango nhưng mà dày hơn và mịn hơn cả mango nữa mấy chị. Cái mình nó rất là xịn giùm em nhé. Mai quần ống suông hay mai quần tây đều đẹp, mai đầm mai váy công sở hay là mai bộ mai xếp đều đẹp hết giùm em. Siêu phẩm số 27 kèm số mét giùm em, con nhật như thế này. Hình như con nhật em còn màu đen nữa mấy chị. Trong màu đen. Siêu phẩm 33 2m2. Con nhật em có cả màu đen nữa, màu đen thì thôi rồi mấy chị. Lê ơi, Thủy siêu phẩm 33 2m. Mai vest, mai quần tây, mai quần ống suông được hết, 49.000 một mét gold nhật màu đen. Còn màu hồng sen thì hơi mỏng hơn nên lên vest nó sẽ không đẹp bằng. Là 42.000 một mét, còn bạn này là 49.000. Gào hét tên em đi chị yêu. Gì má. Bạn này lên nãy giùm em. Trắng miệng cái bây giờ. 49.000 một mét gold nhật màu đen khiết giùm em nhé. À, đen nhật màu xanh khiết là 13 hả Trâm? Siêu phẩm 13. Ờ, chưa, em chưa lên con voi. Chị muốn con voi thì nhắn tin cho em chụp hình cho chị xem. Em không có lên con voi rồi. Mỹ Trinh siêu phẩm 30, 2m6. Ngọc trai tím em hết rồi chị. Ngọc trai tím em hết nha. Bạn này là siêu phẩm số 13 kèm số mét em, nó là gold nhật màu đen. Lên vest đẹp, lên đầm, lên váy, lên quần ống suông, lên quần tây cho nữ đều rất là xịn nhầm em. Gold nhật là phiên bản mịn hơn, xịn hơn, nặng hơn, dày hơn mango. Nó rất là đẹp nha chị ơi. Có thun màu tối mà dày không vậy? Không có chị, em không có chị. Em có thun màu sáng thôi, có nhũ thôi chứ không có thường. Tại này là mã 27 nha. Rồi em tiếp tục lên. Cái cây mã siêu phẩm 7 này mấy chị bắt buộc phải có. Nó rất là xịn mấy chị ơi. Siêu phẩm 7 này là mã siêu siêu đẹp. Siêu phẩm 7 kèm số mét thì em bán chỉ có 38.000 một mét thôi. Biên này là biên 2 chỉ mấy chị. Không lấy là siêu tiếc nha, em có cảnh báo rồi. Chị nào mà lấy rồi, lấy ít cũng tiếc luôn. Tại vì ở đằng trước, ở đằng sau của nó là trượt chéo hàng, còn đằng trước của nó là lụa kim cương cao cấp. Biên này là biên 2 chỉ như thế này. Em đang bán chỉ có 38.000 một mét thôi mấy chị. Rất là xịn giùm em nhé. Lên mã giùm em siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm số 7 kèm sao mét giùm em. À cái gì? Hồng kế vàng cao 1. Cái đó là lụa Thái Tuấn, em còn ít. Hoàng Thịnh siêu phẩm 13 1 mét. Lụa Thái Tuấn em còn ít, hình như em còn chưa tới 10 mét. 45.000 một mét lụa Thái Tuấn, mềm mịn mát có giãn. 45.000 một mét siêu phẩm số 34 kèm sao mét em, lụa Thái Tuấn như thế này màu hồng sen. 45.000 một mét, lên mã giùm em siêu phẩm 34 kèm số mét giùm em. Còn chưa tới 10 mét mấy chị. Thái Tuấn em định không lên nhưng mà để nó lăn lóc cũng tội nữa. Em còn chưa tới 10 mét nữa. Lên mã giùm em siêu phẩm số 34 kèm số mét giùm em nha, lụa Thái Tuấn. Cái này có giãn giùm em.
45.000 một mét, nó rất là xịn mấy chị. Mai đầm, mai váy, mai áo dài, mai bà ba, mai gì cũng xinh giùm em nhé. Hồng kế vàng sao 1. Sao 1, sao 2, sao 3, sao 4, sao mấy vậy chị ơi? Sao 1 là sao dưới, sao 2, sao 3, sao 4, sao mấy vậy chị ơi? Bạn này lên mã siêu phẩm số 34 kèm số mét em 45.000 một mét, rất là xịn giùm em nhé. Mềm mịn mát có giãn giùm em, lụa thái tứng. Đẹp lắm giùm em nha. Mã số 7 mai váy được không? Cái loại lụa lụa ngọ kim cương đó là mấy chị mai cái gì cũng đẹp giùm em. Mai đầm, mai váy, mai áo dài, mai áo bà ba, mai quần áo dài, quần áo bà ba, mai đầm váy cô dâu, cái loại đó là chuyên để mai đầm váy cô dâu mà loại luxury, loại cao cấp nhất giùm em. Tại cái đó là hàng của Thái Tuấn Dệt, nhưng mà hàng Thái Tuấn Dệt mà hàng độc quyền, biên hai chỉ nữa mấy chị. Thái Tuấn là thường đây. Ví dụ như Thái Tuấn này biên ép. Nhưng mà một khi biên hai chỉ là nó làm hàng độc quyền cho những công ty khác. Nó rất là mắc và hiếm luôn. Em chỉ có đúng hai cây thôi. Cái đó mấy chị lên cái gì cũng đẹp luôn mấy chị. Bạn này lên nãy giùm em nha, 45.000 một mét. Trần siêu phẩm 34. 34 2 mét. Siêu phẩm 34 kèm 6 mét giùm em. Bấm mềm luôn cho này. Khỏi cắt. À, cái gì đây? Chị nói gì? Chị mới nói gì đây? Siêu phẩm số à. Cho chị xem màu xanh trên sào 4. 1 2 3 4 màu xanh lá. Màu xanh riêu. Cái mấy chị không thấy màu xanh riêu, màu xanh lá. Cái này là lụa tay thi mấy chị. Lụa tay thi em còn đúng cây này ha. Lụa tay thi. À cây này mới gì? Cái cây này mới gì? Hình như có mười mấy mét lụa tay thi này thôi. Đẹp cực kỳ nha mấy chị. Mềm mịn mát có dạng lụa tay thi, 38.000 một mét. Lên mã số siêu phẩm 35 kèm số mét giùm em. Chinh phong màu xanh cổ vịt, nhạt không em? Màu xanh cổ vịt mà nhạt. Có gì chị ơi, nhắn tin cho em đi. Nó nằm bên kho kia á chị. Tay thi nha chị ơi, 38.000 một mét lụa tay thi. Cái số của nó sẽ sọc như thế này, khi lên người của mình sẽ ốm và dài hơn. Lụa tay thi màu xanh lá là 38.000 một mét. Lên mã siêu phẩm 35 kèm số mét em, hai da có dạng giùm em nhé. Cái này lên sơ mi cũng đẹp, lên áo dài, lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên gì cũng đẹp hết giùm em. Siêu phẩm số 35 kèm số mét giùm em ạ. À. Siêu phẩm 35 giùm em, mềm mịn mát có giãn giùm em nhé. Nó xinh mấy chị ơi, nó siêu của siêu xinh luôn mấy chị. Siêu phẩm số 35 kèm số mét em, lụa tay thi như thế này. Hơn siêu phẩm 35 2 mét. Ok chịu. Đẹp lắm mấy chị ơi, nó rất là đẹp luôn. Siêu phẩm 35 kèm số mét em, lụa tay thi như thế này. Đẹp muốn xỉu luôn á mấy chị. Mềm mịn mát có giãn giùm em, lụa tay thi. Sang cực kỳ luôn. 35.000 một mét thôi ạ. À. Siêu phẩm 35 kèm số mét, ủa 38.000 một mét. Siêu phẩm 35 giùm em. Sang quá là sang. Rồi. Tới mã máy đi giờ. Bạn may không đơ, siêu phẩm 35 một mét rưỡi. Ok chị. Em có một cây này để mấy chị may sơ mi nè, rồi may đầm, may váy, hoặc là chị nào mà may cho đồng phục đồ đó, màu xanh này. Thường là may đồng phục giùm em. Một cây đuổi rất là cao cấp. Một cây siêu đuổi mịn như thế này. Không có giãn nha mấy chị, để lên sơ mi á. Giống như KT, nhưng mà cái này nó mịn hơn nhiều. Nó là đuổi, nó sẽ dai và mịn hơn rất là nhiều. Cây này em về được một cây to để hôm trước là đáng lẽ là em trả hàng cho khách để may đồng phục cho cái công ty nào đó, nhưng mà chị đó bà lấy chỗ khác rồi, em về hơi trễ, thành ra là bị hụt cây này. Siêu phẩm số 36 em tặng cho mấy chị. Lê Thụy siêu phẩm 35 2 mét, Duyên Trúc 25.000 một mét. Hay gì 35.000 em tặng mấy chị 25.000 luôn. Mềm cực kỳ, mịn cực kỳ, ít nhăn giùm em. Mai đồng phục cũng đẹp, hoặc là mấy chị mai sơ mi, mai đầm, mai váy công sở giùm em, không có giãn nha, mà nó siêu mịn. À, có chinh phong không em? Chinh phong không có, em có tầm ý chị. Tầm ý nó đẹp hơn chinh phong một chút xíu. Tầm ý trắng em đang bán có 16.000 một mét, là siêu phẩm số 4 á chị Ngân Ngô. Bạn này giùm em nhé, 35 mai độ bộ đẹp không em? Siêu đẹp chị. Mấy cái lụa cao cấp này mà chị lên nội bộ thì thôi, không ai xin bằng chị hết, rất là đẹp. Nó cao cấp lắm mấy chị, mấy cái lụa này người ta bán cái 80 mấy, 100 mấy ngàn một mét lần. Mình may đồ bộ thì còn gì bằng nữa mấy chị. Bạn này gọi là siêu đẹp luôn mấy chị, nó là siêu đuổi mịn luôn á. Nó mịn cực kỳ, ít nhăn giùm em. Em mang bán tặng mấy chị 25.000 thay vì 35.000. Đó em định giao cho chị kia 32.000, nhưng mà bây giờ bị bơm rồi. Nên em bán lỗ cho mấy chị 25.000 một mét. Siêu phẩm số 36 hả chị? 36 chị. Đẹp cực kỳ mấy chị.
Siêu phẩm 36 kèm sơ mét mềm nhá. Đẹp nhất là lên sơ mi, lên đầm, lên váy, lên gì cũng đẹp hết. Tầm ý em chỉ có 2 cây thôi, một cây màu vàng và một cây màu trắng. Thờ lê siêu phẩm 35 1m8. Siêu phẩm 36 kèm sơ mét giùm em nhé. Tầm ý màu trắng. Siêu phẩm số 34. Ủa lộn, siêu phẩm số 4 là 18.000 1m, 16.000 1m. Còn màu vàng là siêu phẩm 18 20.000 1m. Em có hai màu tầm ý thôi. Nhiều quá giờ này hết lấy được. Toại cát siêu phẩm 36 1m5. Đẹp lắm chứ. Cái mã 36 là rất là đẹp nha. 25.000 một mét thôi. Bạn này tầm ý nha mấy chị. Muốn nón áo dài, muốn nón áo dài. Cái này là máy chính thôi chị. Nhưng mà có 16.000 một mét, đáng là để cho chị lót. Chị mua mấy cái chinh phong mà lót ở ngoài cũng đã 17-18.000 hoặc là 20 mấy ngàn một mét rồi. Còn tầm ý là lên chính là lên áo dài luôn. Mà em đang bán có 16.000 là phải tranh thủ mấy chị. Lên mãi giùm em siêu phẩm số 4 kèm sơ mét giùm em 16.000 một mét tầm ý giùm em nhé. Còn bạn này là siêu phẩm số 18 tầm ý màu vàng dày hơn 20.000 một mét. Lên áo dài, lên áo bà ba không có giãn giùm em. 20.000 một mét siêu phẩm 18 kèm sơ mét em. Rất là ok luôn mấy chị. Đây tầm ý như thế này. Siêu phẩm số 20 kèm sơ mét giùm em. Ủa 18 chứ, 20.000 một mét siêu phẩm 18 kèm sơ mét giùm em. Siêu phẩm 35 ok. Rồi em sẽ lên bên hung nhũ nha mấy chị. Em lên hung nhũ nha. Em có một mảnh hung này. Hung này gọi là hung tóc Hàn Quốc. Em đang bán tặng có 38.000 một mét thôi. Hung nhũ và khổ của nó rất là to. Siêu siêu đẹp giùm em. Khổ này là khổ 1m8 nha mấy chị. Giãn mạnh như thế này. 38.000 một mét lên mã. Chữ kèm số mét em. Đó mấy chị may đầm body, may đầm lẻ hay là may áo lẻ hay là may cả đồ bộ đều dễ thương giùm em. Lên mã giùm em. Siêu cái này lên mã chữ kèm số mét giùm em nhé. Rồi cát siêu phẩm 42m. Việt Bảo siêu phẩm 35m8. Lên mã chữ kèm số mét giùm em ạ. Sang cực kỳ luôn mấy chị. Giá chỉ có 38.000 một mét, khổ 1m8 luôn. Mã chữ kèm số mét giùm em nhé. Có vải xanh ghi đậm lợt trên đi em. Có vải xanh ghi đậm lợt trên đi em là gì đâu. Xanh ghi đậm lợt trên. Xanh ghi đậm lợt trên là mã nào chị ơi? À, em có một cây rất là đẹp, em quên lên cho mấy chị. Mấy bé này nó máng cao quá, em quên luôn. Cây này là siêu siêu phẩm luôn nè. Nó đẹp dữ lắm mấy chị ạ. Cây này để lên là mấy chị phê liền. Đẹp lắm. Cây này gọi là một cây siêu lụa nhưng mà nó ánh kim rất là đẹp, nó ánh kim hơn cả tóc ta nữa. Mấy chị lên áo lẻ đẹp. Lên áo dài, lên áo bà ba này nọ rất là sang. Hồ mấy chị coi mình nhìn mình đó nè. Phê cực kỳ luôn giùm em nhé. Đỏ đô xào 1 cách gì? Đỏ đô xào 1. Xào 1 có đỏ đô hết ta. Bạn này lên mã giùm em siêu phẩm số 37 giùm em nhé. Bạn này là lụa ngọc trai nhưng mà nó rất là bắt sáng luôn giùm em. Đẹp lắm 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 luôn giùm em. Mềm mịn mát có giãn giùm em. Em đang bán tặng mấy chị chỉ có 25.000 một mét. Lên mã siêu phẩm số 37 kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 41 mét. Bùi Mỹ Phúc siêu phẩm 36 1m8. Siêu phẩm số 37 kèm số mét mà em. Cây này rất là sang nha mấy chị. Mềm mịn mát ít nhăn mà nó rất là đẹp mấy chị. Mà ở ngoài nó sang hơn ở trong like của em rất là nhiều. Tại vì cái cây này gọi là cây siêu bắt sáng luôn. Nó sẽ ống ánh, rất là ống ánh khi mà có ánh sáng mặt trời mấy chị. Đẹp lắm luôn nha dùm em. Lên mã dùm em siêu phẩm số 37 kèm số mét em. Siêu phẩm 37 2m. Em mua luôn cây này luôn. 37 2m5. 25.000 một mét siêu phẩm 37 kèm số mét em. Mềm cực kỳ mềm, có giãn hàng hai da ít nhăn giùm em. Siêu phẩm 37 giùm em. Dương Quốc siêu phẩm 37 2m, tại cái siêu phẩm 37 1m2, Quỳnh Anh Tròn siêu phẩm 37 2m. Em có một cây đặc biệt là cây von chinh phong màu đen mà thiêu bi lên luôn. Thiêu bi nổi luôn, bi hạt nổi luôn. Để em kiếm cho mấy chị. Em mới lượm được một cây. Rất là xinh. Minh Thu Phạm siêu phẩm 37 2m8. Dạ. Em sẽ bán cho mấy chị cây này, kinh khủng khiếp. Em định vài bữa nữa em mới bán nhưng mà bán luôn cho nó nóng. 33.000 giá luôn luôn mấy chị thấy. Mai đầm, mai váy, mai gì cũng được hết. Bi hạt nổi giùm em nhé. Thiêu bi hạt nổi. Von chinh phong đã không là đã 17.000 rồi. Thiêu bi nổi là thường nó tầm 33.000 giá. Người ta bán rất là mắc. Em tặng cho mấy chị hôm nay 16.000 một mét. Lên mã bi nổi kèm sơ mét mềm. Lên mã bi kèm sơ mét mềm.
Bi thiêu hạt nổi 16.000 một mét thôi ạ. À. Lên mã bi kèm 6 mét em. Siêu phẩm 37 2 mét, bùa dung siêu phẩm 37 2 mét, nga hoàng siêu phẩm 37 mét 3, đặng kim siêu phẩm 37 2 mét. 25.000 một mét siêu phẩm 37 giùm em. Thật sự nó rất là sang. Nó rất là sang luôn, không có thể nào phủ định nó được luôn mấy chị. Nó đẹp lắm. Lụa siêu siêu mềm luôn giùm em. Lên pyjama, lên đầm, lên váy, lên áo dài hay lên áo sơ mi, lên áo kiểu, may đầm, may váy, may gì cũng đẹp giùm em. Siêu phẩm số 37 có 25.000 một mét thôi mấy chị. Đây, nó bắt sáng rồi ha. Siêu phẩm 37 1m8. Mềm mịn mát có dạng ít nhăn, siêu phẩm 37 25.000 một mét, khổ 1m6 giùm em. Lên mã siêu phẩm 37 kèm 6 mét giùm em nhé. Quỳnh Anh Trần bi 2 mét. Ok chị. Có 25.000 một mét là chỉ có 130.000 một ký, chưa đến 130.000 một ký nữa, quá rẻ mấy chị. Mềm mịn mát có dạng giùm em. Siêu phẩm số gấm Thái Tuấn có màu gì em ơi? Bữa nay em có gấm mặt nhung thôi chứ không có gấm Thái Tuấn chị. Trần Thị Hồng bi 2 mét. Lên mã bi kèm 6 mét em đang tặng mấy chị chỉ có 14.000 một mét, có đúng 30 mét thôi nha mấy chị. Bi này em đang bán tặng mấy chị 16.000 một mét, lên mã bi kèm 6 mét em. Đẹp cực kỳ, bi thiêu hạt nổi giùm em nhé. May đầm, may váy, phối tai, phối đô, làm gì cũng xinh giùm em. Lên mã bi kèm 6 mét giùm em ạ. Bi kèm 6 mét giùm em. Môn Chinh Phong thiêu bi nổi như thế này, 16.000 một mét, lên mã bi kèm 6 mét giùm em. Bạn này là bạn này là lụa kim cương, mềm mịn mát, có dạng 25.000 một mét, lên mã giùm em. 37 may vét được không? Làm sao mà may vét được chị Linh Linh ơi? Chị thấy em cầm nó rủ, nó mỏng như thế này, làm sao may vét được chị? Tiết mưa gon nhật nó mới may vét được chị ơi. Tiết mưa đi. Bi 1m2, Huy Trương 37 1m2, Yến Linh Nguyễn bi 2m. Lên mã giùm em ạ. À. Lên mã siêu phẩm 37 kèm 6m giùm em nhé. Trần Ngọc Linh bi 1m. Cái này may cả đồ ngủ này nọ được luôn, rất là đẹp. Nó siêu mềm mấy chị, mặc rất là sướng nha em. Áo dài bà ba đầm váy thiết kế giùm em, siêu phẩm số 37 ạ. Thời Lê bi 1m. Bi mấy chị phải tranh thủ lấy giùm em tặng mấy chị có 16.000 thôi, bi thiêu hạt nổi. Quan Chinh Phong bi thiêu hạt nổi 16.000 một mét. Lên mã bi kèm số mét giùm em nhé. Mango đen mấy chị thấy chưa? Mango đen em bán có 32.000 thôi. Không đẹp không ăn tiền nha mấy chị. Một cây đen khít như thế này ngày mai em sẽ đăng giá 35.000. Để bán mấy chị ơi, còn ở like của mình em chỉ có bán có 32.000 thôi mấy chị. Mango đen siêu mịn siêu mướt luôn mấy chị. Dạng 4 chiều giùm em, hàng ít nhăn giùm em nhé. 65-75.000 là giá thị trường. Em bán có 32.000 một mét thôi. Lên mã giùm em. Mango đen là siêu phẩm số 14 kèm số mét giùm em, 32.000 một mét. Đẹp lắm 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 giùm em. Quần áo dài, quần áo bà ba hay là áo dài áo bà ba giùm em đó. Mềm mịn rượu mát, mai đồ bộ, mai gì cũng xinh giùm em. Mango đen, mango đen như thế này. Lên mã siêu phẩm số 13 ở 14. Lan Hoa siêu phẩm 37 3m. Mango đen là siêu phẩm số 14 kèm số mét giùm em. Rất là phê nha mấy chị. Em đang bán chỉ có 32.000 một mét mango đen thôi. Siêu phẩm số 14 kèm số mét giùm em ạ. À. Phê lắm luôn á mấy chị ơi. Lụa mango đen cao cấp như thế này. Loại này là loại của bạn Hà Đông siêu nha, rất là sang. Lên mã siêu phẩm số 14 kèm số mét giùm em, 32.000 một mét. Mời em lăng 35.000 chơi. Đẹp lắm. Siêu phẩm 14 tặng cho mấy chị 35.000. Siêu phẩm 14 5m, Duyên Trúc siêu phẩm 14 2m. Phê lắm chị ơi. Mango đen siêu phẩm 14 kèm số mét giùm em. Trần Ngọc Linh siêu phẩm 14 1m. Đó, từ nãy giờ là có hai mã mấy chị không nên bỏ qua, siêu phẩm 7 với siêu phẩm 14 này. Siêu phẩm 7 em cho mấy chị xem lại, nó rất là đẹp. Siêu phẩm 7 là siêu phẩm này, là lụa này, là lụa kim cương màu trắng. Nhưng mà hàng này là đặc biệt của Thái Tuấn làm và hàng độc quyền cho công ty luôn, nó rất là sang. Ở bên trong nó là trượt chéo hàng, còn đằng trước của nó là lụa kim cương như thế này. Và biên hai chỉ giùm em, rất là cao cấp giùm em. Siêu phẩm số 7, mấy chị thật sự không nên bỏ qua đâu mấy chị. 38.000 một mét thôi, nó rất là đẹp. Em có đúng hai cây thôi mấy chị. Tuyết mưa màu đi em. Cho chị xem tuyết mưa màu, chị muốn màu gì chị? Chị muốn màu gì chị? Tuyết mưa thì em có màu da nè, em có một cây Nhật Nam màu da kem như thế này.
40.000 một mét, tuyết mưa Nhật Nam. Màu kem da này hơi hiếm, còn màu đen này em có rất là nhiều. 40.000 một mét, mấy chị cứ lên mã tuyết mưa đen kèm số mét giùm em sẽ cắt cho mấy chị. Còn màu kem da này hơi hiếm hơn, cũng 40.000 một mét. Lên mã giùm em. Đá mấy rồi Trinh? 38, siêu phẩm 38 kèm số mét em. Một mảnh tuyết mưa Nhật Nam rất là xịn. 40.000 một mét, lên mã giùm em siêu phẩm 38 kèm số mét giùm em nhé. Siêu phẩm 38 kèm số mét giùm em. Rồi cây này là cây mới nè mấy chị. Bạn này là lụa hồng ngọc. Lụa hồng ngọc dày nha, lụa hồng ngọc dày. Có lụa hồng ngọc phiên bản mỏng nữa, nhưng mà lụa hồng ngọc này phiên bản dày. Sao thấp nhất bởi vì đổ đô sao lắm. Rồi hồi em lấy cho chị xem, hình như nó là ngọc trai. 7, 2m2. Ngọc trai thấy túng. Bạn này lụa hồng ngọc dày xịn giùm em. Mềm mịn mát, có dạng biên ép giùm em nhé. Dạng 4 chiều và 2 da giùm em. Em tặng mấy chị 39.000 một mét, lên mã siêu phẩm số 39 luôn, 39.000 một mét, lên mã siêu phẩm 39 kèm số mét em. Lụa hồng ngọc dày xịn giùm em. Có bộ áo dài trắng cho học sinh cấp 3 không em? À, em không có bán đồ, em bán giải. Màu trắng xanh màu đen 2 mét. Là áo dài màu trắng xanh đúng không chị? 40.000 một mét, để em lên lại cho mấy chị xem. Bạn này lên mã giùm em siêu phẩm số 39, 39.000 một mét, lụa hồng ngọc cao cấp dày. Siêu phẩm 39 kèm số mét giùm em nhé. Rồi em lên cái áo dài màu trắng xanh lại cho mấy chị. Trắng xanh hơi lai tím để lên áo dài cấp 3 học sinh đó mấy chị. Rất là phê, với lại màu đỏ đô mấy chị đang cần đây. Em lên này hai cây. Đầu tiên là cái cây đỏ đô này là siêu phẩm mấy chị? Đẹp chưa mấy chị? 39. Hả? Siêu phẩm 25, 39. Thằng này siêu phẩm số 35, 29 ngàn một mét. Siêu phẩm 25, 39 ngàn một mét mấy chị. Rất là xịn giùm em nhé. Siêu phẩm 39, 2m2. Hai da, siêu phẩm 25 kèm số mét em. Lụa kim cương thái tính 39 ngàn một mét, khổ mát 6, có dạng giùm em. Lụa hồng ngọc cao cấp là mà siêu phẩm 39 đó chăng. Tuyết mưa đen, tuyết mưa đen 2m. Tuyết mưa đen Nhật Nam 40 ngàn một mét mấy chị, em có nhiều lắm. Em về thêm mới được 10 cây nữa, mấy chị cứ lên giùm em nhé. Bạn này lên mã giùm em. Toàn bộ có dạng nha chị ơi. Đằng này lên mã giùm em siêu phẩm số 25 kèm số mét giùm em. Hai da, khổ mét 6, có giãn giùm em. Lụa ngọc trai thái tướng 39.000 một mét, khổ mét 6, có giãn toàn bộ nha chị ơi. Bạn này là lụa ngọc trai của thái tướng luôn, 40.000 một mét. Đây, đẹp cực kỳ. Siêu phẩm số 22 giùm em. Màu này là màu trắng hơi xanh và hơi la tím, rất là nó là màu trắng tinh đó mấy chị. Lên mã giùm em siêu phẩm số 22 kèm số mét giùm em. 40.000 một mét. Siêu phẩm 25 thêm 2 mét. Ok chị. Siêu phẩm số 22, áo dài học sinh là siêu phẩm 22 kèm số mét giùm em. Rồi, Dương cái... Quốc siêu phẩm 25, 2 mét. Ok chịu. Em tặng tiếp mấy chị một cây này. Cây này rất là đẹp nha mấy chị. Cây này là cây ren thiêu cao cấp dạng 4 chiều. Em đang tặng mấy chị giá chỉ có 12.000 một mét, 1/3 giá của em đang bán. Dạng 4 chiều, ren thiêu nổi toàn bộ mấy chị. Dạng 4 chiều giùm em 12.000 một mét. Lên mã giùm em thiêu kèm số mét giùm em. Lên mã thiêu xanh kèm số mét giùm em. Trần Ngọc Linh siêu phẩm 25 một mét. Huy Trương siêu phẩm 39 1m6. Trân Võ siêu phẩm 39 2m2. Lên mã thiêu giùm em. Nó mất tiêu rồi. Thiêu em có hai màu, màu hồng với màu cam. Cái thiêu xám chị nhớ chị có đem về cái trong cái bọc mẫu mà cho. Thiêu xám. Cái thiêu mà nó có nến hột từ lưa á, có mảnh chinh cùng với cái bọc luôn á, nó giống màu xám này nè, nhưng mà nó thiêu mới gì trong cái bao trà bá em để cho chị đó. Thôi nó tiêu rồi, tụi em đâu có máy này không thấy. Để lên cùng luôn, đây đó nó còn thiếu hơn. Thiêu, ok chị kìa. 12.000 một mét mấy chị, lên mãi giùm em. Thiêu hồng kèm số mét giùm em và thiêu xanh kèm số mét giùm em, thiêu nổi hoàn toàn như thế này. Giá có 12.000 một mét thôi mấy chị, rất là xịn luôn. Thiêu nổi hoàn toàn như thế này. Mốt vàng siêu phẩm 37 một mét. Dạng 4 chiều giùm em nhé, dạng 4 chiều luôn giùm em. Chị nào xem lại mình có thể vô lại giùm em. Rồi em sẽ lên lại mã số 7 cho chị. Tại vì nếu mà lên lại 30 mấy mã, 37 mã là no em luôn. Rồi em tặng cho mấy chị mã này, mã thiêu xanh kèm số mét giùm em. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha. Mai siêu phẩm 22 5m. Dạng 4 chiều giùm em. Bạn này siêu phẩm số, ở lộn, thiêu màu xanh kèm số mét giùm em.
và thêu màu hồng kèm số mét em. Em tặng mấy chị chỉ có 12 ngàn một mét thôi, thêu nổi hoàn toàn. Ở đằng trước thì thêu nổi nhưng mà đằng sau nó sẽ có một cái lớp thun mỏng, nó sẽ bọc lên rất là mịn mấy chị, rất là xịn nhé. Ok chị, bạn này lên mã giùm em, thêu hồng kèm số mét giùm em và thêu xanh kèm số mét giùm em. Em tặng có 12 ngàn một mét, khổ 1m6, dạng 4 chiều giùm em nhé. Thêu hồng kèm số mét giùm em và thêu xanh kèm số mét giùm em. Thêu hồng số 7 em sẽ lên lại cho mấy chị xem. Cái mã đó là không nên bỏ qua mấy chị, nó rất là phê. Mango đen là siêu phẩm số 14 cũng rất là phê luôn, mấy chị không nên bỏ qua giùm em nhé. Đẹp cực kỳ đẹp. Đẹp lắm giùm em. Ngọc trai đen là mã số mấy trăm? Ngọc trai đen cũng không nên bỏ qua nữa. Siêu phẩm số 6 rồi. 5 rồi. Kim ngân đen là 5. 5. 38 ngàn. Đây, ba mã mấy chị không nên bỏ qua giùm em nhé. Đầu tiên là siêu phẩm số 7. Ở đằng sau mặt trái của nó là chuột chéo hàng, còn đằng trước của nó là lụa kim cương như thế này. Nó đẹp rất là đẹp giùm em. Hàng này là hàng Thái Tuấn sản xuất độc quyền. Mềm mịn mát hai da có dạng, em đang bán chỉ có 38 ngàn một mét thôi, có đúng 2 cây thôi mấy chị. Em hứa với mấy chị luôn, em lên đúng một lần like này là em hết. Cây này đúng đẹp. 38 ngàn một mét, lên mã siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Tặng cho mấy chị 38 ngàn một mét thôi ạ. Siêu phẩm số 7, siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Mịn màng đẹp như thế này. Nó đẹp lắm mấy chị, lên cả quần tây được luôn. Mấy chị không thích bóng thì mấy chị lặt bị sao. Đằng sau nó là chuột chéo hàng, còn đằng trước của nó là lụa ngọc trai nha mấy chị ạ. Đẹp lắm luôn. Siêu phẩm số 7 kèm số mét giùm em. Biên hai chỉ như thế này. Hàng này rất là hiếm nha mấy chị. Chưa bao giờ em thấy được lụa ngọc trai với lụa kim cương mà biên hai chỉ luôn á. Tại nhà hàng này là hàng sản xuất độc quyền. Không biết sao mà em có hai cây luôn. Còn bạn này là lụa mango màu đen, cao cấp như thế này. Em bán hôm nay chỉ có 32 ngàn một mét lụa mango màu đen như thế này. Mềm mịn mát, dạng 4 chiều. Đây, chỉ có 32 ngàn một mét, siêu phẩm số 14 hả cha? 14. 14 là ngọc, là lụa mango màu đen giùm em nhé. Còn lụa ngọc trai đen là siêu phẩm số 6. Số 5 chị. Siêu phẩm số 5 kèm số mét em, 38 ngàn một mét ngọc trai đen. Ở kim cương đen chứ lộn, kim cương đen, còn ngọc trai là siêu phẩm số 5, phải không? Số 7. Số 6, còn này là số 5 hả? Đây à, cái này là kim cương đen là siêu phẩm số 5 giùm em. 38 ngàn một mét, ngọc trai cũng là 38 ngàn luôn. Hương Nga Lương siêu phẩm 7, 1m7, thờ lê theo hồng 1m2. Ok, đó, mấy cái mã mà cần lên đó mấy chị. Mấy chị có thể coi lại like giùm em nha, em lên nó nổi rồi. Em lên mấy cái mã cơ bản thôi. Rồi bạn này, em sẽ tặng thêm cho mấy chị một cây nữa rất là sang. Đẹp cho mấy chị, một cây ren nổi như thế này. Và nó có cả đính hộp kim sa cho mình luôn. 12 ngàn một mét, lên mã kim sa kèm số mét giùm em. Nó thật sự rất là sang giùm em nhé. May đầm, may váy, phối tai, phối đô giùm em. Đây, có giãn luôn giùm em, 12 ngàn một mét thôi. Lên mã ren, ở lộn kim sa kèm số mét giùm em. Hứa với mấy chị luôn, không bao giờ có giá này. Cây này em được tặng, em được tặng trong lô thôi. Đẹp chưa mấy chị? 12 ngàn một mét, lên mã kim sa kèm số mét giùm em. Siêu phẩm 5, 3m2, tròn y, siêu phẩm 5, 2m. Ok chị, lên mã lên mã kim sa kèm số mét giùm em. Em tặng mấy chị chỉ có 12 ngàn một mét thôi mấy chị. 12 ngàn một mét thôi, rẻ cực kỳ. Lên mã giùm em, lên mã kim sa kèm số mét giùm em. Mềm mịn mát, dạng 4 chiều như thế này. Và chỗ biên của nó có biên như thế này nữa. 12 ngàn một mét thôi à. Lên mã kim sa kèm số mét giùm em. Duyên trúc siêu phẩm 5, 2m. Ok chị. Nãy giờ tao không thấy được cái bình luận luôn á. Mạng nó bị gì? Đợi em xíu nha mấy chị. Lê Thủy kim sa 2m. Lê Phương Lệ kim sa 2m. Lên mã kim sa kèm số mét giùm em. 12 ngàn một mét. Trên đời này không ai bán kim sa này mà 12 ngàn mét đâu mấy chị. Có cả đính hộp như thế này thì nó sẽ nặng.
Nó nặng lắm mấy chị, 12.000 một mét là chỉ có tầm 50-60.000 một ký thôi. Rất là rẻ nha, có dạng luôn nha em. Đang bán tặng mấy chị 12.000 một mét, lên mã kim sa kèm số mét cho em. Mai phối tai, phối đô hoặc là làm đầm, làm váy, cặp lót nhẹ qua nha em, rất là sang. Huy trương kim sa 2 mét. Em sẽ like hung nhũ nha. Sao hình như mạng của chị bị vấn đề gì chị không thấy. Rồi cái này, cái này hồi như đầu like em có like em tặng cho mấy chị là 8.000 2 ô, mấy chị có thể lên số ô giùm em. 2 ô, 4 ô, 6 ô, 8 ô, tức là 8.000 2 ô, mấy chị lên số ô rồi tính tiền giùm em nhé. Nga Nguyễn siêu bấm 7 4 mét. Một ô như thế này mấy chị có thể làm cả khăn tròn được luôn, khăn đội đầu hoặc là khăn tròn. Mấy chị, mấy bạn mà giới trẻ bây giờ á, người ta bắt chéo vậy nè, rồi người ta buộc vậy là thành một cái áo đi biển hoặc là đi chơi, đi chụp hình, hoặc là đội trên đầu, rất là dễ thương luôn mấy chị. Còn mình có thể may áo lẻ ha, may gì cũng đẹp, làm khăn cũng đẹp, may áo lẻ cũng đẹp. 8.000 là tới 2 ô như thế này, mấy chị có thể lên 2 ô, 4 ô, 6 ô, 8 ô giùm em, có 8.000 2 ô thôi, rất là rẻ. Lên mã giùm em ạ. Hả? Xanh mã. Xanh riêu ừ. Chắc cái đó. Trời ơi, chị không có thấy bình luận nữa rồi. Em coi bình luận giùm chị đi. Tới giờ em like hơi ít mấy chị. Em like tầm tới 9 mấy 10 giờ có bắt đầu em mệt trong người. Sáng em có like thêm một chút. Ủa, chiều 2 giờ giùm em nhé. Chiều 2 giờ em like một chút nữa. Rồi, cái này là cây mango màu xanh riêu, hình như em còn tầm 20-30 mét thôi mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Em đang sale với giá chỉ có 29.000, hôm trước em bán 40.000. Hôm nay em bán có 29.000 thôi, không lấy là tiếc nha mấy chị. Mango màu xanh riêu như thế này, đó, màu xanh đúng như thế này. Mềm mịn mát dạng 4 chiều. Đây ạ, à, mềm mịn mát dạng 4 chiều 29.000 một mét. Bạn này lên lên mã riêu kèm số mét giùm em nhé. Mã riêu Phúc kim sa 2 mét, thủy lệ 4 ô, Trịnh Thắng 2 ô, Tệ Mai Không Đơ 2 ô, Ngọc Hân 6 ô. Đó, lên 2, 4, 6, 8 giùm em, cứ 8.000 2 ô giùm em, rất là rẻ. Làm khăn hay là mai đầm, mai váy đều đẹp hết. Đẹp cực kỳ giùm em nhé. Rồi em Mỹ Thị Hoa 4 ô, Trịnh Thắng 4 ô, Kiều Anh 2 ô. Em cũng không có quá nhiều đâu mấy chị, tại vì em bận chơi thôi. Ghiếc em bán hay mắc cười em bán thập cẩm luôn, kiểu như là em thích cái nào là em lấy cái đó thôi. Không cần chuyên môn hay gì hết. Đầu tiên là cung nhũ mấy chị. Lê Phương Lạc 4 ô, Thị Mai Không Đơn rêu 3 mét, Ngăn Ngôn rêu 2 mét, Đàm Phỉ rêu 2 mét, gửi Duyên Trúc rêu 2 mét. Rêu rất là đẹp mấy chị ơi. Cái màu rêu mà pha thêm mà sữa nữa. Cái màu ra má mà thêm sữa hơi nhiều. Cái màu nhìn đúng là thèm ra má sữa đậu luôn. Đẹp quá mấy chị ơi. Mềm mịn mát. Ở đây không bán rau má sữa đậu ha. Ở dưới chị nổi tiếng. Đây này, mềm mịn mát hung nhũ hoàng kim mấy chị. Em đang bán với chị chỉ có 95.000 một ký. Hôm qua em đã bán rất là nhiều rồi. Hôm nay còn bao nhiêu em lên hết bao nhiêu. Mới lên trần rêu 2m2, Quỳnh Anh trần rêu 3m2. Tiếp tục là 95.000 một ký, 30 cho tới 31.000 một mét hung nhũ. Khổ hơn mét 6, hai da dạng 4 chiều giùm em. Đẹp cực kỳ. Bạn này là mã số S1 kèm số mét giùm em. Chỉ có 30.000 một mét thôi mấy chị ơi. Dạng 4 chiều như thế này. Rất là sướng nha mấy chị. Dạng 4 chiều như thế này, hàng 2 da, khổ hơn 1m6, dạng 4 chiều, giá chỉ có 30.000 một mét. Lên mã S1 kèm số mét em, màu xanh rất là ngọt giùm em nhé. Rồi cây ớt này là ớt 3 mấy chị. Cây ớt 3 cũng 30.000 thôi. Khổ 1m6, 2 da, nhũ hoàng kim như thế này. 30.000 một mét thôi, rất là cao cấp giùm em. Lên mã giùm em S3 kèm số mét giùm em nhé. S3 như thế này. Nguyễn Thị Hoa rêu 1m5. Ok chị. Chị Cương Ngọc hỏi đang áo gói được không? Cái áo gói là cái nào? À, tức là cái ô á chị. Được chị, lụa đó mềm. Chị mang áo gói được. Ồ, cái đó mang áo gói cưng nha. Ồ, chị tự nhiên chị phát hiện được ra. Em thấy nó giống như mấy cái Panora của mấy đứa trẻ. Tức là nó làm cái áo á, nó buộc hình tam giác, cái buộc ngang cái ngực cái là thành cái áo rồi. Cái đó ai đứa nào mà ở sau giật cái là gớt hết. Lên mã giùm em ạ. Ớt 3 kèm 6 mét giùm em. Đây ạ, à, thun này là dạng 4 chiều giùm em nhé. Đang bị ớt 1m6. Lên mã ớt 3 kèm 6 mét giùm em. Chỉ có 30.000 một mét, khổ hơn 1m6. Lên đồ bộ cũng đẹp, lên đầm, lên váy, lên bà ba cũng rất là xinh luôn mấy chị. Mai cả áo khoác đẹp luôn. Thun mai ớt 3 1m4. 30.000 một mét. Lên mã giùm em. Rồi bạn này là mã S18 kèm số mét thì em cũng 30.000 luôn. Sang như thế này.
Ôi, phun này mà có 30.000 một mét, nói ai tin mấy chị, nói ai mà tin. Hồi hôm trước là hồi đó em bán mấy chị bao nhiêu, 120.000 một ký, bữa nay em bán có 95.000 thôi, mục đích là để nhanh nhanh cho hết mấy chị ơi. Rất là xịn giùm em nha. Hàng phỉ S3 16, lên mã S18 kèm số mét giùm em. Em tặng cho mấy chị giá chỉ có 30.000 một mét thôi. S18 kèm số mét giùm em ạ. Lê Phương Lệ S32 mét, Trần Hoàng rêu 3m2. Ok. Công Ngọc 6 ô. Cái S9 này hết rồi nè thím ơi, không có đủ chia luôn. Tụi em không có dịp lại cho chị hả? S9 này hết rồi. Cái gì? Con quỷ già đó nó không gửi cho em nè. S9 hồi giờ chưa nó nói cho chị hết chia rồi. Màu xanh lá này mã mấy cho? 30.000 một mét. S5 hả? S17 chị 30. Màu xanh lá. Bạn này S17 30.000 một mét mấy chị. S17 30.000 một mét, rất là sang như thế này. Ủa nó sang lắm luôn mấy chị. Lên mã S17 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét, khổ hơn 1m6. Thun dạng 4 chiều, may đầm body, may đầm kiểu, hoặc là may áo dài, may áo bà ba, may cả áo khoác được luôn. Dạng 4 chiều giùm em nhé. Hàng 2 da giùm em. Duyên Trúc S18 2m, Thu Mai S18 1m4, Cưng Ngọc 8 ô. Lên mã giùm em ạ. S17 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét. Đẹp cực kỳ. Mấy chị coi giùm em chất lượng in như thế này. Rất là phê nha mấy chị. Siêu phẩm số 17 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét ạ. Em không thấy được hình ảnh của mấy chị nữa rồi. Mã này siêu của siêu sang luôn mấy chị. Lê Phương Lạc S18 1m8. S10 kèm số mét giùm em. S10 nè, đẹp cực kỳ đẹp. S10 phê lắm mấy chị ơi, nó phê dữ lắm, phê luôn. Đây này, đó, nó sang như thế này. S10 34.000 một mét, lên mã S10 kèm số mét giùm em nhé. Sang lắm mấy chị. S10 kèm số mét giùm em. Lên mã S10 kèm số mét giùm em nhé. 34.000 một mét, khổ hơn 1m6 giùm em. S10 giùm em ạ. 34.000 một mét. Quỳnh Nga S17 2m. Ok chịu. Lên mã S10 kèm 6m giùm em, 34.000 một mét. Mấy cái này hả chị? Maga thì thôi chị sang nhất trên đời rồi. Nó là thun, siêu hút mồ hôi luôn mà lại có dạng nữa. Mấy chị giặt rồi mấy chị mặc vô nó dễ. Lên mã giùm em nhé. Siêu phẩm số 10 34.000 một mét, khổ hơn 1m6. Có dạng 4 chiều, hàng 2 da giùm em, có 34.000 một mét thôi. Lên mã S10 kèm số mét giùm em ạ. À. Cái gì? Hỏi gì? Đâu mất treo rồi. Gói hàng cho chị xưa sao tụi nó không chụp ảnh gọi cho chị cũng không báo giá luôn. À, con hồi chiều con bé nó có bắt máy cho cô rồi, nó trả lời cho cô là có gửi rồi. Nhưng mà chưa chụp hình kịp tại tụi con còn phải làm hàng like nữa nha cô. Ủa nha chị. Thành ra chưa có chụp hình gửi cho chị được. Ngày mai em chụp gửi cho chị. Em chụp rồi nhưng mà chưa có gửi. Còn hàng này đã gửi rồi nha chị. Bé, con bé nó có trả lời với chị rồi đúng không? Bạn này lên nãy giùm em ạ. À. S10 kèm số mét giùm em, 34.000 một mét. Khổ hơn 1m6 giùm em nhé. Đẹp như thế này. Đàm Phỉ S10 1m6. Lên mã S10 giùm em. Nó sang lắm mấy chị. May áo lẻ, may đầm, may váy. Hoặc là may áo lẻ, may váy giùm em. Lên áo bà ba, lên áo dài giùm em. Nó có nhũ hoàng kim như thế này. Giá chỉ có 34.000 một mét, khổ hơn 1m6 giùm em nhé. Trịnh Thắng S10 1m1. S10 sang lắm chị ơi, nó sang dữ lắm luôn, chúng phải sang đường. Lên mã S10 kèm số mét giùm em nhé. S10 kèm số mét giùm em. Chị Đăng Kim hỏi có hoa nhí không? Hả? Chị Đăng Kim hỏi có hoa nhí không? Có hoa bự không mà chị ơi, có cái này hoa nhí nè. Có cái này nhí nhí nè. Tại vì cái gu này là cái gu bự không nè. Có cây này là nhí đây. Với cây kế bên là nhí. Cây này là cây ớt mấy cho? S13 chị. S13, 31 hả? 30. 30 luôn. S13 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét. Hai da dạng 4 chiều giùm em, S13 kèm số mét giùm em. Dễ thương cho mấy chị. Em bây giờ không thấy bình luận được mấy chị, em vô cảm quá rồi. Đây ạ, à, lên mã S13 kèm số mét giùm em. S13, em tặng cho mấy chị giá chỉ có
30.000 một mét thôi, khổ 1m6 giùm em nhé. Ớt 13 kèm số mét giùm em. Nhũ hoàng kim như thế này. Đẹp lắm mấy chị ơi, nhìn ở ngoài nó sẽ sang hơn của mình rất là nhiều. Không thấy mấy chị bình luận nữa, chị nào còn xem được chấm lên giùm em mấy chị. Hình như mạng nó đang có vấn đề hay sao rồi. Mấy chị còn thấy em không mấy chị ơi? Mất chiêu rồi. Mấy chị còn thấy em không mấy chị? Còn ai thấy em không mấy chị ơi? Đang phải ớt 13 1m6, Lê Phương Lạc ớt 13 1m8. Ớt 13 đẹp lắm nha mấy chị, hoa nhí. Hình như có con cây này là hoa nhí thôi. Lên mã ớt 13 kèm 6 mét giùm em. Phê như thế này. Đó, nó có nhũ luôn giùm em. Đây. Ớt 13 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 30.000 một mét thôi, khổ hơn 16, 2 da dạng 4 chiều giùm em. May đầm, may váy, may áo kiểu gì cũng được. Áo dài áo bà ba giùm em ạ. À. Ớt 13 kèm 6 mét giùm em. Cây này là cây ớt 19 đây. Cây mới. Cây mới này có mấy mét đây? Nhìn nó có báo không? Trời ơi, chợ mấy đứa này nó làm ăn như ship vậy. Không có báo cái này trong này hả? Có 4-5 cái. Bạn này lên mã ớt 19 kèm 6 mét giùm em. Đẹp chưa mấy chị? 33.000 một mét hoa nhí như thế này. Lên mã ớt 19 kèm 6 mét giùm em ạ. 33.000 một mét. Hoa nhí như thế này. Đẹp chưa mấy chị? Ớt 19 kèm 6 mét giùm em nhé. Mạng có vấn đề hay sao rồi? Chấm bài chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Chia sẻ lại. Trịnh Thắng ớt 13 1m2, Nguyễn Thị Hoa ớt 13 1m6. Đây này là ớt 19 nha em. Nguyễn Hằng ớt 19 1m8, Lê Phương Lạc ớt 19 2m, Đàm Thị ớt 19 1m6. Xinh quá mấy chị. 33.000 1m thôi. Khổ nó 1m6, hai da dạng 4 chiều. Nhũ như thế này, hoa nhí rất là cưng nha mấy chị. Lên mã ớt 19 kèm 6m giùm em. Ớt 18 19. 19. Ớt 19 kèm 6m giùm em nhé. Hoa nhí rất là cưng. Lên mã ớt 19 kèm 6m giùm em. Còn bạn này là 33.000 1m luôn. Nhưng mà em còn ít, em chia luôn trên like. Lên mã ớt 20 kèm 6m giùm em. Phê cho mấy chị. Nó đẹp như thế này. Lên mã ớt 20 kèm 6m giùm em nhé. 33.000 1m thôi. Em chia trên like luôn, màu hồng. Màu hồng siêu siêu hiếm giùm em. Nó in âm re cho mình luôn. Lên mã ớt 20 kèm 6m giùm em. Mấy cây này em có xịu thôi. Ớt 20, 33.000 một mét. Em có mấy mét? 1 mét 2, 3. Ít lắm mấy chị, 4 5. Em có 5 mét rưỡi thôi mấy chị. Lên mã ớt 20 kèm 6 mét. Em 33.000 một mét. Em có đúng 5 mét rưỡi thôi là hết mấy chị. Lên mã ớt 20 kèm 6 mét giùm em ạ. 33.000 một mét. 5 mét rưỡi. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Mềm mịn mát dẻo như thế này. Dạng 4 chiều giùm em nhé. Xinh lắm mấy chị. Mềm mịn mát dạng 2 da dạng 4 chiều mà chỉ có 30.000, 33.000 một mét thôi, khổ hơn mấy 6 mấy chị. Mã 20 1m3 chị Lê Hiền, ok chịu. Em còn tầm 4 mét nữa làm hết đó mấy chị. Lên mã giùm em, ớt 20, ủa lộn mã, ớt 20 kèm 6 mét em nhé. Xinh như thế này, amre. Màu sang như thế này. Mạng nó có vấn đề hay sao rồi. Lý Đinh ớt 20 1m4, Phan Thị Mỹ Hạnh ớt 20 1m8, Quỳnh Anh Trần ớt 20 1m2. Coi chừng nha. Chậm chưa? Rồi vậy là hết rồi. Lê Phương Lạc ớt 20 1m8, Sego. Rồi bắt đầu em lên ớt 21 với chị, em cũng chia trên like luôn. 33.000 1m cái màu này, đúng đẹp. Ủa lộn, cái này 35. Cái này 35.000 1m, rất là xịn nha chị. Lên mã giùm em ạ. À. Lên mã ớt 21 kèm 6m giùm em. Sang như thế này. Lên mã ớt 21 kèm 6m giùm em nhé. Mềm mịn mát có giãn và có nhũ luôn như thế này. 35.000 1m thôi ạ. À. Lên mã ớt 21 kèm 6m giùm em. Em cũng có vài mét em chia cho mấy chị hai da. Mềm mịn mát giãn 4 chiều giùm em. Họ nó phê mấy chị ơi. Như Latin Pháp vậy mấy chị. May đồ bộ mà đẹp như thế này em cũng may nữa. 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mét thôi mấy chị, 15 mét thôi. Ớt 21 kèm 6 mét dùm em. Sang muốn xỉu luôn á mấy chị ơi. 35.000 một mét thôi à, nó đẹp lắm. Lê luôn á. Ớt 21 mét 8. Ớt 21 kèm 6 mét dùm em. Em có 15 mét thôi mấy chị. Sang cực kỳ sang luôn. Ớt 20 21 kèm 6 mét dùm em. Ớt 21 dùm em nhé. Lên mã ớt 21 kèm 6 mét dùm em. Giá chỉ có 35.000 một mét thôi. Khổ 1m6 giãn mạnh luôn dùm em. Mấy cái mã này em có ít lắm mấy chị ơi. Hết rồi là không có nữa rồi mấy chị. Có 15 mét mã này thôi. Ồ nó đẹp. Du Latin Pháp cho mấy chị. Lên áo dài cũng đẹp. Lên áo bà ba. Lên đầm, lên váy, lên áo kiểu dùm em. Xinh hóa là xinh, có cả nhũ luôn. 35.000 một mét thôi. Lên mã ớt 21 kèm 6 mét dùm em nhé. Không thấy được mấy chị rồi. 21 mà mét 8 Lê Phương Lạc. 21 mà mét 4. 21 mét 4. Ok chịu. Lên mã giùm em. Mình nghe ớt 21 2 mét. Ok chịu. Lên mã ớt 21 35.000 một mét, dạng 4 chiều, 2 da giùm em. Thu nghe luôn, ớt 21 1 mét 8. Ok chịu. Xinh lắm mấy chị. Còn tầm 15 mét. Ủa còn tầm 7 8 mét nữa làm hết rồi. Lên mã giùm em. 3 mét 8 5 mét 7 mét. 7 mét em còn 8 mét nữa làm hết. Xinh cực kỳ. 8 mét nữa em hết. Cái này có cả nhũ nha mấy chị. Hoa nó in đẹp như thế này. Có cả nhũ luôn dùm em. Em còn 8 mét nữa. Siêu phẩm số 21 kèm 6 mét dùm em. Rồi em lên cây cuối cùng. Cây này. Cây mới nha mấy chị. Còn mấy cây cũ em vẫn còn. Bạn này là siêu phẩm số 22 35.000 một mét. Ồ nó sang mấy chị ơi. 22 35.000 một mét. Em có ít luôn. Để lên mã số 22 kèm 6 mét dùm em. Rất là xịn mấy chị ơi, thật sự. Phan Thị Mỹ Hạnh ít là 9 1 mét 8. Ok chịu. Bạn này lên mã ớt 22 kèm 6 mét em. Đúng đẹp luôn. Hồ nó phê mấy chị ơi. Cả nhũ giùm em nhé. Lên mã giùm em. 35.000 1 mét siêu phẩm. Ở lộn ớt 22 kèm 6 mét em. 2 mét 3 mét. Siêu ớt 22 kèm 6 mét em. 4 5 6 7. Có 7 mét thôi mấy chị, có đúng 7 mét thôi dùm em nhé. Ớt 22 kèm 6 mét em có đúng 7 mét, 35.000 mét. Ớt 22 dùm em. Mẹ như cái gì vậy trời ơi. Ớt 22 dùm em, hình chiếc lá như thế này. Xám xám nam nam. Đàm Phỉ ớt 22 1 mét 8. Ớt 22 kèm 6 mét em có đúng 8 mét thôi mấy chị. Đây, đẹp chưa mấy chị ơi. Phê cực kỳ luôn. Lên mã ớt 22 kèm 6 mét dùm em. Đây. Lên áo dài cũng đẹp. Lên áo bà ba, lên đầm, lên váy, lên áo kiểu đều đẹp. Lê Phương Lạc ớt 22 1 mét 8. Ok chịu. Minh Thu Phạm ớt 22 1 mét 8. Chị nào khách mới cho em số điện thoại à. Chị nào à, mà đã bơm hay xả gì mấy chị chủ động gửi à. Nạp cạc 30.000 dùm em. Rồi em sẽ trừ vào cái đơn của mấy chị luôn chứ tụi em không có lấy cái gì đâu mấy chị. Đặng Kim ớt 22 2 mét, Diêm Trúc ớt 22 2 mét xe cô. Lên mã ớt 22 kèm 6 mét giùm em nhé. Đây. Đẹp cực kỳ. Rồi em hết ớt 22, em còn ớt 21. Mã 21 đúng đẹp luôn mấy chị. Có 35.000 một mét thôi. Em còn ớt 21 nha, còn tầm 5 6 mét gì thôi. Không còn nhiều mấy chị. Trân Võ ớt 22 2 mét xe cô. 21 em á, ở 22 em hết, em còn 21 cái chị, 35.000 một mét. Màu cũng siêu đẹp. Rồi bạn này là ớt 19 hả cha? 33.000 19. Ớt 19 33.000 một mét, lên mã ớt 19 kèm 6 mét giùm em nhé. Lên mã ớt 19 kèm 6 mét giùm em. Ớt 19 ớt 19 4 mét. Ok chịu. Chỉ có 33.000 một mét thôi mấy chị. Để em lên thêm mấy cái mã cho chị đủ đơn. Ớt 22 2 mét chị chân vỏ chưa em? Rồi chị, xe cua. Viên chút cũng xe cua. Ok. Bạn này lên mã ớt 19 kèm 6 mét giùm em, 33.000 một mét. Siêu của siêu đẹp luôn mấy chị. Ớt 19 kèm 6 mét giùm em nhé.
Còn bạn này X10 có 34.000 thôi mấy chị. X10 34.000 một mét. Về cho mấy chị, nó rất là sang. X10 kèm sơ mét giùm em, 34.000 một mét, khổ 1m6 giùm em nhé. Hai da dạng 4 chiều. Lên mã X10 giùm em. Cái này mà lên sườn xám rồi lên áo, lên váy rất là sang. Mai đồ bộ, mai cả áo khoác được luôn. Nó dày hơn anti nhưng mà cái mình nó lại nhẹ hơn anti. Mặc rất là sướng mấy chị. Lên mã X10 kèm sơ mét giùm em, 34.000 một mét. Đẹp chưa mấy chị ơi? Nó sang lắm. Cái chị coi chi tiết giùm em nhé. Nó rất là sang và nó có cả nhũ luôn cho mình. X10 giùm em, khổ mét 6, hai da dạng 4 chiều. X10 kèm sơ mét giùm em ạ. Bạn này là X18 nè. X18 là 30.000 thôi. Ồ nó sang mấy chị ơi. X18 kèm sơ mét giùm em, 30.000 một mét mấy chị. X18 kèm sơ mét giùm em nhé. Bạn này X4 em còn ít. X4 là 31 nè. Sang cực kỳ. Lên mã X4 kèm sơ mét giùm em 31.000 một mét. X4 giùm em nhé. Đây, ôi. Mấy cái mã này nó xinh lắm luôn mấy chị ơi. 31.000 một mét, lên mã X4 kèm sơ mét giùm em. Toàn bộ đều có nhũ nha mấy chị. X4 31.000 một mét ạ. Lên mã X4 kèm sơ mét, chị nào còn thấy em chấm lên giùm em mấy chị ơi. Lên Phương Lạc X10 18. Phan Thị Mỹ Hạnh X4 18. X4 giùm em nha, 31.000 một mét ạ. Sang lắm luôn giùm em nha. Lên mã X4 kèm sơ mét giùm em. Cái này em còn tầm 10 mét thôi mấy chị. Cái này là X11. 31 hả chị? Chiếc lá như thế này. X11 em còn 10 mét, 31.000 một mét. Có nhũ nha mấy chị, rất là xinh như thế này. X11 kèm sơ mét giùm em, mềm mịn mát dẻm có nhũ giùm em. 31.000 một mét thôi. X11 em còn 10 mét ạ. X11 em kèm sơ mét giùm em nhé. Cây này hay X36 này. Ủa X16 này siêu đẹp. X16 36.000 một mét, nó rất là đẹp và dày xịn giùm em. May đồ bộ, may đầm, may váy, may đầm body, may áo khoác và may cả cái gì cũng đẹp hết. X16 36.000 một mét, lên mã X16 kèm 6 mét em, mấy chị để ý giùm em. Nó thoát ẩn thoát hiện luôn những cái chấm như thế này. Mặt rất là sang nha mấy chị. Lên mã giùm em X16 kèm 6 mét. Ồ nó xinh nè mấy chị ơi. Lên mã X16 giùm em nhé. 36.000 một mét. Lên Phương Lạc X11 18. Ok chị. Đuổi có nhiều lắm chị. Phong xanh cổ vịt. Tươi cho chị 3 mét. Thu Mai X16 1m5. Em đâu có xanh cổ vịt tươi đâu chị. Em đâu có xanh cổ vịt tươi đâu. Bạn này X16 kèm số mét em, nó rất là xịn nha mấy chị. Duyên Trúc X16 2m. 36.000 một mét ạ. Đẹp chưa mấy chị ơi. Lên mã X16 kèm số mét giùm em. Khổ 1m6, 2 da có dạng 4 chiều giùm em. Có 36.000 một mét thôi. Lên đầm, lên váy hay là lên đồ bộ hay gì cũng đẹp hết. Đây này chị nhớ nó cũng nói hết. Không biết luôn á. Vậy tưởng thôi nó có cập nhật. Cái này 30.000 một mét. Lên mã X5 kèm số mét giùm em. X5 30.000 một mét. Lên mã X5 kèm số mét giùm em mấy chị. 30.000 một mét, khổ 1m6, 2 da dạng 4 chiều. Lên mã X5 kèm số mét giùm em nhé. Cái bông rất là sang. X5 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét ạ. X5 kèm số mét giùm em, 30.000 một mét như thế này. Em lên hết mã đi em nghỉ luôn. Mạng nó có vấn đề rồi. X5 kèm số mét giùm em nhé. 30.000 một mét, khổ 1m6, 2 da có dạng mạnh giùm em. Này ít mấy cho. Sang chưa mấy chị ơi. Rất là sang. 31.000 một mét. X8 30. X số 8, hình như X8 hết rồi. Nhịp đầu nghe. Rồi, em sẽ bán tặng mấy chị mấy cây thun lưới này luôn. Em có một cây thun lưới này rất là đẹp. Nó là thun lưới dạng 4 chiều 7 biên và có sơn nổi cho mình luôn, tức là sơn nổi mấy cái chấm bi này. Mặc lên rất là đẹp, may áo dài, may áo bà ba, may đầm, may váy giùm em. Thun lưới dạng 4 chiều hàng 7 biên giùm em. Khổ này là khổ 1m7. Em tặng cho mấy chị 1m giá chị có. Để em coi bao nhiêu tiền em bớt được cho mấy chị bớt hết. Em tặng mấy chị 25.000 một mét.
Lên mã giùm em khổ mét 7 giùm em nhá, dạng 4 chiều 25.000 một mét. Lên mã giùm em, lên mã thun lưới kèm số mét giùm em. Tặng mấy chị luôn 22.000. Đây là thun lưới kèm số mét giùm em, lên đầm, lên váy, lên áo lễ giùm em, dạng 4 chiều. Cái này mấy chị không cần lót luôn. Em thấy mấy cái họa tiết của nó khá là dày đặc, không cần lót luôn giùm em. 22.000 một mét. Lên mã giùm em, lên mã thun lưới kèm số mét giùm em nhá. Thun lưới dạng 4 chiều. Thường ngày em bán tới 130.000 một ký. Bữa nay em giảm còn có 95.000. Cây này chỉ có 22.000 một mét thôi. Lên mã giùm em, thun lưới kèm số mét giùm em, 22.000 một mét. Khổ tới 1m7 lần nha mấy chị. Lên mã thun lưới kèm số mét giùm em. Thun lưới kèm số mét giùm em ạ. Ngày mai em ngưng like một đêm, ngày mốt em mới like nha mấy chị. Đuổi giờ em lên không nổi nữa rồi. Đuổi hẹn chị ngày mốt đi. Nhóc đơn ngày nay ok chịu. Nãy giờ em đang like thun nhũ. Mấy chị đâu mất tiêu hết rồi. Vậy thôi em bye bye mấy chị nha. Hẹn mấy chị là ngày mốt ạ. Cảm ơn mấy chị để theo dõi em. Bữa nay là mạng nó có vấn đề. Rồi em bye bye mấy chị ạ. Ngày mai em sẽ cập nhật hết mấy cái màu mà em còn. Những cái lụa màu cao cấp như em đăng trên video á mấy chị coi thích thì ngày mai 2 giờ em có like nha mấy chị. Ngày mai 2 giờ em có like nha. Rồi bye bye mấy chị.